Diệp Thần nhìn cái này Thương Lôi Sơn tồi tệ hoàn cảnh, cũng là thầm kinh hãi. Khó trách ban đầu Huyền Trần Thiên Đế, kêu hắn ở bước lên thần trước, không muốn mưu toan bước vào Thương Lôi Sơn. Chỗ này, đích xác là vô cùng hung hiểm. Mà đây đầy trời sấm sét tia chớp, cũng không phải xuất từ thiên địa tự nhiên, mà là phách đao Thương Lôi tự thân tu vi hơi thở, tiết ra ngoài đi ra, tạo hóa ra ngập trời sấm sét. Ở trên trời trung ương nhất, cao nhất địa phương xa, lơ lửng một tòa thật to bầu trời đảo. Ngay trước đảo Sky bên trên, lại đứng sừng sững phách đao Thương Lôi pho tượng, nguy nga cao ngạo, vô cùng uy mãnh. Diệp Thí Thiên, chỗ này hơi thở, để cho ta rất khó chịu. Phong Gian Mộng giữa trán mang ứ động, thân thể nàng quá yếu ớt, Thương Lôi Sơn tồi tệ phách liệt hoàn cảnh, để cho nàng thật không dễ chịu. Thường Tứ Gia thấy vậy, liền kêu lên, người đâu, mang Phong Gian Mộng cô nương hạ đi nghỉ ngơi. Liền có mấy cái người làm ông già, từ trên trời hạ xuống, đem Phong Gian Mộng mang đi. Phong Gian Mộng có chút khẩn trương cùng sợ, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần trấn an nói, không có chuyện gì, có phách đao Thương Lôi tiền bối che chở, người sau này thì an toàn. Phong Gian Mộng thoáng an tâm, yên lặng gật đầu, liền đi theo vậy mấy cái người làm rời đi. Diệp Thí Thiên, chúng ta đi thôi. Thường Tứ Gia một bộ lão thần nơi nơi dáng vẻ, mang Diệp Thần bay đi chí cao bầu trời đảo. Chỗ tòa này bầu trời đảo, cũng là khắp nơi điện thiểm lôi minh, hoàn cảnh so ngoại giới tồi tệ trăm lần, nơi này cũng không có gì kiến trúc tồn tại, rất nhiều con dân ở trong hang núi, rất ít xuất ngoại đi, mỗi ngày làm sự việc, chính là tu luyện, cầu nguyện, tụng kinh, tán tụng phách đao Thương Lôi vĩ đại. Thường Tứ Gia mang Diệp Thần, đi tới phách đao Thương Lôi ở cư trú trong sơn động. Phách đao Thương Lôi chỗ ở hang núi, hoàn cảnh mười phần giản dị, cũng không có nhiều ít hoa lệ trang sức. Hắn ngồi ngay ngắn ở một tòa trên thạch đài bên cạnh để một cái giá vũ khí, phía trên bày đầy các loại đao khí. Hang núi tuy giản dị, nhưng giá vũ khí lên đao, mỗi một cầm đều là mười phần quý giá, hoặc là thủy quang tràn ngập, hoặc là tiên hy vần quanh, hoặc là lạnh lùng rét lạnh, ánh chiếu được người hoa cả mắt. Ở phách đao Thương Lôi bên người, lại đứng một cái mặt đầy thần sắc có bệnh tuổi trẻ nam tử. Cái đó nam tử, Diệp Thần nhưng là nhận được, kêu Tần Ngạo Phong, là Quang Minh thần tộc khách khanh, ở hắn ở trên tang lễ xuất hiện qua. Diệp Thí Thiên, người tới. Phách đao Thương Lôi thấy Diệp Thần đến, ánh mắt ngắm nhìn hắn, trầm giọng lên tiếng chào. Gặp qua phách đao tiền bối. Diệp Thần chắp tay thi lễ, lại hướng Tần Ngạo Phong chắp tay, Tần công tử, người cũng ở đây. Tần Ngạo Phong cười thề một tiếng, nói, Diệp Thí Thiên, người tốt. Đây thật là đúng dịp, Quang Minh thần tộc bản vẽ, phần cơ duyên này, là ngươi thừa kế chứ? Diệp Thần nói, ừ. Tần Ngạo Phong nói, vậy cùng rời đi Thương Lôi Sơn sau đó, ta liền mang ngươi đi Quang Minh thần tộc, ừ. Tuy nói Quang Minh thần tộc nội bộ, đối ngươi rất có phê bình kín đáo, nhưng ta nghĩ, chỉ cần ta ra mặt điều đình, ngươi vẫn là có thể thuận lợi bắt được bản vẽ. Diệp Thần nói, à, Quang Minh thần tộc đối với ta có ý kiến gì không? Tần Ngạo Phong thở dài một tiếng, nói cái này chậm một chút nói sau. Hắn nghiêng đầu hướng phách đao Thương Lôi nói, sư tổ, ngươi không phải có một phần cơ duyên, phải giao cho Diệp Thí Thiên sao? Phách đao Thương Lôi nói, đúng vậy. Diệp Thần nghe được Tần Ngạo Phong, cái này Quang Minh thần tộc khách khanh, lại có thể gọi phách đao Thương Lôi vi sư tổ, trong lòng thầm giật mình, không biết hai người quan hệ thế nào. Phách đao Thương Lôi ngắm nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thí Thiên. Ta cái này cơ duyên, vốn là để dành cho luân hồi chi chủ, đáng tiếc hắn đã chết, ta không biết ngươi có không có năng lực thừa kế. Ngươi trước phải chứng minh mình thực lực, bởi vì ta cấp cho ngươi cơ duyên, nhưng thật ra là một cái đao, nhưng thanh đao kia, hàm chứa cực lớn sát khí hung hiểm. Ngươi nếu như không có đầy đủ thực lực, cưỡng ép chấp trưởng mà nói, còn sẽ tổn thương tự thân. Diệp Thần ga một tiếng, nói, vậy ta phải như thế nào chứng minh mình thực lực? Phách đao Thương Lôi ánh mắt nhìn về Tần Ngạo Phong, nói, Ngạo Gió, ngươi ra tay, và Diệp công tử luận bàn một chút, thăm hắn có không có năng lực, chấp trưởng thôn vũ đao. Tần Ngạo Phong nói, ừ, liền sải bước đi đến Diệp Thần trước mặt, khẽ mỉm cười, Diệp Thí Thiên, chúng ta tới luận bàn một chút đi. Vừa nói, Tần Ngạo Phong rút ra bội kiếm bên hông, ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần có chút bất ngờ, không nghĩ tới phách đao Thương Lôi. Lại có thể sẽ để cho Tần Ngạo Phong nghiệm chứng mình thực lực. Tần Ngạo Phong tuy mặt đầy thần sắc có bệnh,
nhưng Diệp Thần từ trên người hắn, vẫn là bắt được khá là thâm trầm khí tức cường đại, đã đạt đến thiên nguyên cảnh tầng 3. Cái này Tần Ngạo Phong, lại là thiên nguyên cảnh tầng 3 cường giả. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối phó thiên nguyên cảnh tầng 1 còn có thể, đối mặt thiên nguyên cảnh tầng 2 võ giả, đều có điểm áp lực, cần vận dụng lá bài tẩy. Nếu như là tỉ thí thiên nguyên cảnh tầng 3, vậy phải lá bài tẩy tầng ra mới được. Bất quá nếu như chỉ là so tài, cái đó ngược lại không có lớn như vậy áp lực. Diệp Thần ánh mắt vừa nhìn về phía Tần Ngạo Phong kiếm, liền phát hiện thanh kiếm kia rất đặc thù, toàn thân thanh mang lượn lờ, tản ra hơi thở, để cho Diệp Thần hết sức quen thuộc. Lại có thể và thanh hồn cửu liên hơi thở tương thông. Tần Ngạo Phong kiếm trong tay, đúc sử dụng vật liệu, và đúc thanh hồn cửu liên vật liệu, là giống nhau như đúc, đặc biệt chân quý. Thanh kiếm kia phía trên, quy luật văn lộ quỹ tích, và thanh hồn cửu liên vậy không phân biệt được, rõ ràng cho thấy xuất từ cùng bút tích của một người. Đều là Thanh Liên đạo tổ tự tay chế tạo. Tần công tử, Thanh Liên đạo tổ là ngươi người nào? Diệp Thần mười phần giật mình, không nhịn được hỏi. Tần Ngạo Phong khẽ mỉm cười, cũng không có giấu giếm, nói ta là Thanh Liên đạo tổ con dân, cư ngụ ở Cửu Liên thời không, sau đó chán ghét Cửu Liên thời không cuộc sống yên tĩnh, xuất ngoại lịch luyện, nhưng gặp bất hạnh bất ngờ, người bị thương nặng, đánh rơi đến thần quang minh vực, bị quang minh thần tộc cứu, trở thành bọn họ khách khanh bản thân. Ta thanh kiếm này, chính là Thanh Liên đạo tổ tự tay đúc, Diệp huynh, ngươi có thể phải cẩn thận. Ngươi xuất thủ trước đi. Hắn giơ kiếm ngưng mắt nhìn Diệp Thần, giải thích mình qua lại. Diệp Thần trong lòng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tần Ngạo Phong, lại chính là Thanh Liên đạo tổ hậu duệ, cũng là Cửu Liên thời không bên trong con dân, khó trách gọi Phách Đao Thương Lôi vi sư tổ. Phách Đao Thương Lôi là Thanh Liên đạo tổ học trò, bàn về bối phận. Đúng là có tư cách làm một tiếng sư tổ. Thì ra là như vậy, Tần công tử, vậy còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Thần ánh mắt ngây ngốc, lập tức rút ra Luân Hồi Thiên Kiếm, đạo tông chú binh thuật thi triển, cả cây kiếm đổi được mũi nhọn lộ ra, đằng đằng sát khí, lấy ác liệt vô cùng uy thế, đâm thẳng hướng Tần Ngạo Phong. Đạo tông chú binh thuật có 9 tầng, Diệp Thần ở đạo tông thi đấu đoạt cúp sau đó, lấy được rồi pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh. Vậy đạo tông chú binh thuật pháp quyết, 10 phần huyền ảo tinh thâm, cao tầng thứ bí pháp, thậm chí liền đơn thuần xem, cũng sẽ cho tinh thần tạo thành to lớn đánh vào. Trước mắt Diệp Thần đối đạo tông chú binh thuật nắm trong tay, đại khái đến tầng thứ tư tình cảnh, vậy khá là không tầm thường. Ở đạo tông chú binh thuật ra chỉ xuống, hắn Luân Hồi Thiên Kiếm, mũi nhọn vô cùng hừng hực. Tần Ngạo Phong thong thả, lùi về phía sau 2 bước, lấy lui làm tiến. Đợi được Diệp Thần mũi kiếm ám sát tới đây, hắn lại từ bên xuất kiếm đánh trả, kiếm quang biến ảo thanh liên, tầng tầng tiên khí nhô lên, làm người ta hoa mắt. Diệp Thần ở tầng tầng tiên khí quang hy bên trong, căn bản không thấy rõ Tần Ngạo Phong kiếm, thân thể nhất thời thuộc về cực đoan nguy hiểm bên trong, thật giống như hạ một sát, sẽ bị chém chết. Thiên ma cổ bảo, ngự. Diệp Thần lập tức gọi ra thiên ma cổ bảo, bảo vệ tự thân. Chỉ nghe đang đích một tiếng. Hắn thiên ma cổ bảo mới vừa gọi tới ngay tức thì, liền truyền tới một hồi tiếng vang, Tần Ngạo Phong kiếm đã chém đi lên, tốc độ nhanh, thẳng như quỷ mị. Diệp Thần cả người lông tơ đảo thụ, trong đầu nghĩ thiên nguyên cảnh tầng 3 tồn tại, quả nhiên là cường hãn. Chư thần hoàng hôn, mở. Đối mặt cường hãn như vậy tồn tại, Diệp Thần vậy không dám thở ơ, lập tức mở chư thần hoàng hôn, một cái hoàng hôn đất nước, ở trong hư không bầy, đem Tần Ngạo Phong bao phủ đi vào. Cái này chư thần hoàng hôn đất nước, có thể áp chế thần linh hơi thở. Tần Ngạo Phong thiên nguyên cảnh hơi thở, ở hoàng hôn huy quang bao phủ hạ, quả nhiên liền suy yếu một ít. Thiên tể chú tinh thuật, đúc tinh diệt thần. Thừa dịp này cơ hội, Diệp Thần bộc phát ra kinh thiên sát chiêu, cả người khí huyết phóng thích, ở trong tay hội tụ thành một viên sáng chói tinh thần, thiên tinh nổ, ngôi sao này giống như bạo đánh như nhau, hung hăng đi Tần Ngạo Phong trên mình nổ đi. Thiên nguyên pháp thuẫn, bảo vệ. Tần Ngạo Phong lâm nguy không loạn, thiên nguyên cảnh linh khí nhô lên, hóa ra một mặt mặt hoa văn trong suốt tấm thuẫn, còn quấn hắn thân thể chuyển động, ngăn cản Diệp Thần thiên làm thịt ngôi sao nổ đánh vào. Nhưng, Diệp Thần thiên tể chú tinh thuật, nổ uy lực to lớn, thiên nguyên cảnh linh khí ký kết bảo vệ tấm thuẫn, lại như giấy vậy yếu ớt, bị nổ một tí, lập tức liền nổ tung. Như thế hung hãn, Tần Ngạo Phong lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Diệp Thần thần thông sát chiêu,
lại là hung mãnh như vậy. Ngày trời bảo vệ, quang thần thiên tôn trên ta thân, cấp cấp như luật lệnh. Trong lúc nguy cấp, Tần Ngạo Phong lại nặn quyết ngâm sướng, trên mình hiện ra ngàn vạn nặng thần thánh chói lọi. Những thứ này thần thánh chói lọi, hội tụ thành một tôn vĩ thần đồ đằng. Vậy một tôn vĩ thần, chính là quang minh thần linh, thánh quang chi chủ tể, quang thần thiên tôn. Bình bịch bịch, Diệp Thần Thiên làm thịt tinh thần, điên cuồng nổ, đem vậy quang thần thiên tôn đồ đằng, biến dạng được nghiền. Nhưng, ở chấn vỡ quang thần thiên tôn đồ đằng thời điểm, Diệp Thần vậy đụng phải thánh quang đánh vào, trong thoáng chốc đôi mắt choáng váng, tầm mắt một phiến chỗ trống, cái gì cũng không thấy được, giống như bỗng nhiên được ánh mặt trời mãnh liệt soi. Hắn sắc mặt trầm xuống, lập tức thúc giục thiên ma cổ bảo, lại gọi ra luân hồi thần giáp, gắt gao bảo vệ mình thân thể. Bất quá, Tần Ngạo Phong nhưng là khẽ mỉm cười, sau lui ra, thu hồi trường kiếm, cũng không có nhân cơ hội ra tay, cười nói, Diệp huynh, chúng ta chỉ là so tài, người cần gì phải bùng nổ hung mãnh như vậy sát chiêu. Mới vừa Diệp Thần vậy thiên tể chú tinh thuật, uy năng hung mãnh, đơn giản là muốn nổ tung vũ trụ, nếu như Tần Ngạo Phong ứng đối hơi có sai lầm, sợ rằng một thời gian nửa tiếng tuyến sẽ không có. Diệp Thần tầm mắt khôi phục trong sạch, gặp Tần Ngạo Phong thu hồi kiếm, cũng là thở phào nhẹ nhõm, cả người một hồi mất sức, nói Tần công tử, ngươi nhưng mà thiên nguyên cảnh tầng 3 cường giả, ta cũng không dám hết lấy xem nhẹ. Tần Ngạo Phong cười ha ha một tiếng, nói, Diệp huynh, ngươi có luân hồi chi chủ phong thái, chắc hẳn có thể trấn hưng luân hồi đạo thống. Hắn quay đầu nhìn phách đao thương lôi, cung kính nói, sư tổ, vậy cây thôn vũ đao, ngươi có thể truyền cho hắn. Lấy Diệp huynh thực lực, đủ để nắm trong tay. Phách đao thương lôi gật đầu một cái, toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu, ánh mắt nhưng là mang đặc biệt phức tạp thần sắc, nhìn chằm chằm Diệp Thần mang mặt nạ, tựa hồ muốn từ nơi này mặt nạ, nhìn thấu hết thảy. Diệp Thí Thiên, ngươi cầm mặt nạ tháo xuống, để cho ta xem bộ dáng của ngươi. Phách đao thương lôi nói. Ừ, cả. Diệp Thần không do dự, lúc này tháo xuống mặt nạ. Mặt nạ dưới, vẫn là mặt nạ. Hơn nữa còn là dùng thanh liên đúc thánh pháp đặc thù chế tạo mặt nạ, cùng Diệp Thần hoàn mỹ thiếp hợp, phách đao thương lôi một mắt tới giữa, cũng không nhìn ra. Nhưng thực, coi như Diệp Thần không có cái này mặt nạ ra người, phách đao thương lôi cũng chưa chắc có thể biết phá hắn hình dáng. Bởi vì, Nhâm Phi phàm sửa đổi thế giới tuyến, là chuyên tâm bố trí, hết thảy nhân quả cũng tu luyện được tận thiện tận mỹ. Coi như người khác lột xuống liền Diệp Thần mặt nạ, cũng sẽ không thấy Diệp Thần hình dáng. Chỉ có thể nhìn được trong ảo tưởng hình dáng. Hắn kêu Diệp Thần đeo lên mặt nạ, chỉ là vì tốt hơn che giấu thiên cơ. Phách đao thương lôi thấy Diệp Thần hình dáng, ngẩn ngơ, diễn cảm có chút phức tạp, cuối cùng gật đầu một cái. Diệp Thần yên lặng đem mặt nạ mang tốt, rũ hai tay. Phách đao thương lôi tay lộn một cái, sử dụng một cái nhỏ dài đao cụ, hắn chậm rãi đem thân đao từ trong vỏ đao rút ra, chỉ gặp vậy thân đao cũng là 10 phần nhỏ dài. Lạnh cứng rắn, mới vừa tuấn, mỏng như cánh ve trên lưỡi đao, lượn lờ một món hạt xương vậy xương mù, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy khắp cả người phát rét. Đây là... Diệp Thần nhìn thanh đao này, trong lòng cũng khó hiểu cảm thấy một cổ lạnh lẽo, cả người lông tơ đều giống như bị cắt xuống. Luân hồi mộ địa bên trong, đao phong nữ hòa ngà một tiếng thét kinh hãi, nói, đây là ta đã từng là đao. Chỉ gặp phách đao thương lôi, chậm rãi vuốt ve thân đao. Lưỡi đao sắc bén kia, đem hắn ngón tay cắt vỡ. Hắn máu tươi, dính ở trên lưỡi đao, nhưng thân đao rất nhanh chảy ra hạt xương, đem vết máu rửa đi, cả cây đao lại khôi phục sáng bóng lạnh lùng hình dáng. Phách đao thương lôi nói, thanh đao này, kêu thôn mưa, là đã từng một vị cường giả binh khí. Vị cường giả kia, ta một mực không biết kỳ danh. Cho đến trước đại lộ tranh phong mở, đại chủ tể mở cửa vẫn tinh thế giới. Sáu đạo cổ thần truyền thuyết hiện ra hậu thế, ta mới biết, ta một mực truy tra vị cường giả kia, thôn vũ đao chủ nhân, chính là sáu đạo cổ thần bên trong đao phong nữ hoàng. Nghe nói, đao phong nữ hoàng là ngự thú thủy tổ, là vô cùng lợi hại người luyện thú. Nhưng nàng danh hiệu bên trong, lưỡi đao hai chữ, nhưng cùng tuần thú không liên quan, thật ra thì đây là bởi vì, nàng ở trở thành người luyện thú trước, là một cái mang đao võ giả. Nàng binh khí. Liền kêu thôn vũ đao. Này đao sau giết người, sẽ từ thân đao bên trong chảy ra hạt xương, rửa vết máu, liền như thôn mưa rửa lá cây vậy. Cho nên, cái này cây thôn vũ đao,
giết người không dính máu, vĩnh viễn là sáng bóng tinh khiết hình dáng, sẽ không là tự thân tích lũy sát nghiệt, là vô cùng chân quý danh khí. Nhưng, này lưỡi đao mang lộ ra, ác liệt dị thường, cái này thế gian, không có so thanh đao này, càng binh khí sắc bén, người bình thường đoạn khó khăn nắm trong tay. Ta hoài nghi, đao phong nữ hoàng năm đó, chính là nắm trong tay không được thanh đao này, cho nên bỏ đao tuyệt võ, từ đây chuyển tu tuần thú phương pháp, cuối cùng thành một đời ngự thú tông sư, đây cũng tính là thất chi đông ngung, thu chi tang du. Ta tu luyện đao pháp, từng tìm kiếm khắp nơi tên đao, cuối cùng cơ duyên xảo hợp, từ nơi nào đó cổ xưa vực sâu bên trong, lấy được thanh đao này. Diệp thần nghe xong phách đao thương lôi mà nói, ngơ ngác nhìn vậy cây thôn vũ đao, đúng là cảm nhận được liền vô thượng ác liệt mũi nhọn. Cái này cây thôn vũ đao, thật sự là không thể tưởng tượng nổi ác liệt sắc bén, Diệp thần chỉ là nhìn thời điểm, thì có dũng khí linh hồn bị chém chết cảm giác. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn cũng không dám tin tưởng, thế gian lại có thể sẽ có như thế binh khí sắc bén. Đơn thuần bàn về mũi nhọn nói, hắn luân hồi thiên kiếm, trảm hồn đao, đều không cách nào cùng cái này cây thôn vũ đao như nhau. Đáng sợ hơn phải, thôn vũ đao từ mang lọc sạch hiệu quả, giết người tẩy máu, không bao giờ dính máu nghiệt, có thể là nghịch thiên danh khí. Diệp thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng đao phong nữ hoàng nói, nữ hoàng tiền bối, cái này cây thôn vũ đao, thật sự là ngươi trước kia binh khí sao? Đao phong nữ hoàng gật đầu nói, đúng vậy, cái này cây thôn vũ đao, là đại đạo thần khí một trong, ta năm đó may mắn bắt được, nhưng tiếc là, thanh đao này rất sắc bén, ta cuối cùng không cách nào nắm trong tay, không thể làm gì khác hơn là bỏ đao tuyệt võ, chuyển tu tuần thú phương pháp. Diệp thần nói, đại đạo thần khí sao? Đao phong nữ hoàng nói, ừ, cái gọi là đại đạo thần khí, chính là từ đại lộ căn nguyên bên trong, đản sanh ra thần khí, những thần khí kia, cũng không phải là sức người đúc, mà là thiên địa tạo hóa thành, mỗi một kiện đều có kinh thiên vĩ địa, sâu không lường được uy lực. Thật ra thì nguyên thiên đế và hồn thiên đế, bọn họ cũng là đại đạo thần khí một loại, một cái là trong thiên địa luồng thứ nhất trí khôn, một cái là luồng thứ nhất tà ác, sống chết giao hội. Bọn họ cũng ra đời tự đại đạo căn nguyên, dĩ nhiên là thần khí một trong. Diệp thần ngây dại, nếu như nói nguyên thiên đế và hồn thiên đế, cũng coi là đại đạo thần khí mà nói, như vậy đại đạo thần khí, có thể nói uy năng vô lượng, không thể nói nói vĩ đại cường hãn. Chỉ nghe phách đao thương lôi nói, Diệp thí thiên, cái này cây thôn vũ đao, ta liền truyền cho ngươi. Năm tháng bể dâu, từ mạt pháp thời đại sau này, đại lộ quy luật vậy xuất hiện mài mòn, thanh đao này. Mặc dù vẫn là thế gian nhất binh khí sắc bén, nhưng đã không có xa thời xưa như vậy mũi nhọn lộ ra, hy vọng ngươi có thể thuận lợi nắm trong tay, chấn hưng luân hồi đạo thống. Diệp thần nghe phách đao thương lôi mà nói, phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói, tiền bối, như vậy quý giá đao khí, ngươi muốn tặng cho ta. Cái này cơ duyên quá lớn, ta không dám thu. Thôn vũ đao, là thế gian nhất binh khí sắc bén, chân quý như vậy cơ duyên. Diệp thần cũng không dám tùy tiện nhận lấy. Đao phong nữ hoàng nói, mộ chủ, có cái gì không dám thu, đây chính là ta trước kia binh khí à, ngươi cầm là tốt. Diệp thần sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ cũng vậy, bất quá cũng không tiện mở miệng nữa. Thật may, phách đao thương lôi cũng không có thu hồi thôn vũ đao ý, mỉm cười nói. Diệp thí thiên, ngươi hãy thu đi, nếu ngươi đạt được nhâm phi phàm xem trọng, thừa kế luân hồi đạo thống. Muốn đến cũng có tư cách chấp trưởng thôn vũ đao. Ta không cần thanh đao này, bởi vì, sắc bén đi nữa đao, đối ta lại nói, cũng chỉ là ngoại vật. Nếu như chìm đắm vào ngoại vật, ngược lại sẽ làm trễ nãi tự thân tu vi. Ta thân tức là đao, ta có ta nói, thanh đao này đối với ta vô dụng, ngược lại là phiền toái, nhưng cho ngươi là rất thích hợp. Diệp thần nói, vậy liền đa tạ tiền bối. Lúc này nhận lấy thôn vũ đao. Nơi này còn có chút thái sơ nguyên ngọc, là nguyên sơ thế giới đặc sản nguyên ngọc, ta cũng đưa cho ngươi. Phách đao thương lôi lại sử dụng một cái túi đựng đồ, ném cho Diệp thần. Diệp thần nhận lấy vừa thấy, liền thấy túi đựng đồ bên trong, chứa đầy từng hạt tròn trong suốt nguyên ngọc. Những thứ này nguyên ngọc, so với hoàng kim nguyên ngọc, còn chân quý hơn được nhiều, mang nguyên sơ thế giới quy luật năng lượng, linh khí 10 phần dư thừa. Diệp thần nghĩ thầm. Dựa vào những thứ này thái sơ nguyên ngọc, đủ để đúc lại bất hủ phong bi. Ngươi ở ta nơi này ở tạm mấy ngày, ta sẽ dạy ngươi một ít đao pháp, để ngươi nắm trong tay thôn vũ đao.
À, luân hồi chi chủ băng thiên, ta cũng rất là tiếc nuối, chỉ hy vọng ngươi có thể tu luyện tiến bộ, gìn giữ luân hồi mồi lửa bất diệt. Phách đao thương lôi lại than thở nói. Ừ, Diệp Thần không gật đầu, mấy ngày kế tiếp thời gian, liền ở thương lôi sơn ở, cùng phách đao thương lôi tu luyện đao pháp. Phách đao thương lôi đao pháp, đại lộ trí giản, cũng không có gì lòe loẹt biến hóa, tổng cộng ngắn gọn thành 36 thức, liền kêu phách đao tam thập lục thức. Cái này phách đao tam thập lục thức, chỉ cần học thành nhất thức, liền có thể độc bộ thiên hạ. Phách đao thương lôi ghi trong tim rộng lớn, người bất kỳ chỉ muốn học đao, đều có thể trên thương lôi sơn viếng thăm hắn, hắn sẽ dốc túi truyền thụ. Nhưng, bởi vì cái này phách đao tam thập lục thức, quá mức tinh giản, bên trong ẩn chứa cao thâm đại lộ, không thiên phú lớn lao người không thể lĩnh ngộ. Cho nên, vạn cổ tới nay, vô số viếng thăm thương lôi sơn cường giả, đều không mấy người có thể học được phách đao tinh túy, thậm chí liền nông cạn gia lông cũng không học được. Diệp Thần cư ngụ ở thương lôi sơn, cùng phách đao thương lôi tu luyện phách đao tam thập lục thức, chỉ cảm thấy cái này 36 thức đao pháp, thật sự là bác đại tinh thâm, mỗi một thức đều có thể để cho người lĩnh ngộ vạn cổ, thu được ích lợi không cạn. Ví dụ như khởi thủ rút ra đao thuật, Diệp Thần điều nghiên dưới, lại phát hiện phải giết rút ra đao, yến trở lại đao, thủ thân đao, trảm thiên rút ra đao, quỷ đao yêu biến, thần đao thiên phách vân. Vân rất nhiều ảo diệu biến hóa. Chỉ là cái này khởi thủ rút ra đao thức, chính là thiên biến vạn hóa, căn cứ chiến đấu thế cục không cùng, có dũng khí loại thâm ảo cơ biến, chớ nói chi là phía sau 35 thức. Coi như là lấy Diệp Thần cao siêu thiên phú. Ở hiểu phách đao tam thập lục thức thời điểm, đều cảm thấy sọ đầu phát đau, tinh thần cực độ chi nhiều hơn thu. Phách đao thương lôi mấy ngày nay thời gian, dốc túi truyền cho, nhưng lại không hỏi Diệp Thần luyện đao độ tiến triển, hắn tựa hồ chỉ là hưởng thụ truyền đao quá trình. Diệp Thần đang học đao hơn, vừa nặng đúc bất hủ phong bi, rất nhanh liền đem bất hủ phong bi đúc lại hoàn thành. Đợi được 7 ngày trôi qua, phách đao thương lôi liền mỉm cười nói, tốt lắm, Diệp Thí Thiên. Đao pháp của ta, đã dốc túi truyền thụ cho ngươi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền xem ngươi tạo hóa. Ngươi đi xuống núi đi, ngươi dẫu sao là luân hồi trận doanh người, nhân quả dính quá lớn, ta không thể để cho ngươi một mực lưu ở trên núi. Diệp Thần nói, đa tạ tiền bối truyền đao. Ở nơi này 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần đã đem phách đao tam thập lục thức, toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành. Dĩ nhiên, cái này là bước đầu lĩnh ngộ. Bước đầu nắm trong tay. Bởi vì phách đao tam thập lục thức, đặc biệt huyền ảo tinh thâm, coi như là Diệp Thần, muốn toàn bộ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, cũng cần cực kỳ rất dài thời gian. Phách đao thương lôi hừ một tiếng, lại hướng Tần Ngạo Phong nói, Ngạo gió, ngươi hồi cửu liên thời không sau đó, thay ta ở sư phụ trước mộ tế bái, ta là không mặt mũi nào lại đối mặt hắn. Ta năm đó giết sư phụ, tội nghiệt sâu nặng, hơn nữa ta phụ lòng sư phụ kỳ vọng. Hắn một mực trông đợi ta có thể trở thành thế gian đệ nhất cao thủ, nhưng đao pháp của ta, so với năm đó, thậm chí là bước lui. À, đừng nói khiêu chiến đại chủ tể, coi như ta khiêu chiến mình năm đó, cũng đã không đánh lại, năm tháng không buông tha người à. Tần Ngạo Phong nói, sư tổ, người năm đó có thể chém chết đạo tổ cũng là rất vui mừng, cái này tỏ rõ người thực lực, đã vượt qua hắn. Chỉ là hôm nay, thiên địa trải qua mạt pháp, quy luật thiếu sót. Năm tháng mài mòn lại tăng thêm, người đao pháp suy sụp, nhưng cũng không trách người được. Cùng tương lai đạo tổ sống lại, thành lập hoàn mỹ trật tự, người tất có thể tái hiện ngày xưa phong thái. Phách đao thương lôi thở dài nói, hy vọng như vậy, người đưa Diệp Thí Thiên đi xuống núi đi. Tần Ngạo Phong nói, ừ, liền đứng dậy đưa Diệp Thần xuống núi. Diệp Thần đi theo Tần Ngạo Phong, rời đi thương lôi sơn, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, hướng Tần Ngạo Phong nói, Tần công tử. Ngươi là Thanh Liên đạo tổ con dân, chẳng biết có được không mang ta đi một chuyến Cửu Liên thời không? Tần Ngạo Phong nói, à, Diệp huynh, ngươi phải đi Cửu Liên thời không làm gì? Diệp Thần nói, thực không dám giấu giếm, ta có một vị trưởng bối, nàng chỉ còn dư lại một món tàn hồn, ta muốn giúp nàng đúc một cái thân xác. Nghe nói các ngươi Cửu Liên thời không, có đặc thù bí pháp, có thể đúc ra hoàn mỹ thân xác, đây chính là ta yêu cầu. Diệp Thần còn tưởng nhớ Đao Phong Nữ Hoàng sự việc, Đao Phong Nữ Hoàng thân xác, đã sớm bị Sửu Thần tộc hủy diệt, không có sống lại có thể, chỉ có đúc lại thân xác một đường. Cửu Liên thời không tọa độ, đặc biệt bí mật, Diệp Thần vậy suy tính không tới ở nơi nào.
mà Tần Ngạo Phong, nhưng chính là cửu liên thời không con dân. Nếu như hắn chịu mang Diệp Thần đi vào, vậy Diệp Thần liền có cơ hội, giúp Đao Phong nữ hoàng đúc lại thân xác, liền nhưng một cọc nhân quả. Tần Ngạo Phong nhưng là cho mày, trần chờ nói. Diệp huynh, cái này sợ rằng không quá thuận lợi. Ta cửu liên thời không, không hoan nghênh người ngoài. Thậm chí, liền chính ta, cũng bị cửu liên thời không chư nhiều trưởng bối bài xích. Bởi vì, cửu liên thời không con dân, đối ngoại giới đặc biệt bài xích, chỉ muốn cuộc sống ở trong thế giới mình mặt, cự tuyệt cùng người ngoài tiếp xúc. Phần lớn con dân, bọn họ ngày đêm cầu nguyện, chỉ muốn cung phụng tín ngưỡng, một ngày kia có thể sống lại Thanh Liên Đạo Tổ. Chỉ cần Thanh Liên Đạo Tổ sống lại, bọn họ và ta cũng tin tưởng, Đạo Tổ nhất định có thể thành lập một cái hoàn mỹ thế giới. Hôm nay cái thế giới này, là không hoàn mỹ, thậm chí xa xa không hơn chúng ta ngày xưa nguyên sơ thế giới. Cho nên, ta cửu liên thời không bên trong người, mới cự tuyệt cùng ngoại giới tiếp xúc, là sợ ngoại giới hỗn loạn hơi thở, nhiễu loạn đến cửu liên thời không ổn định trật tự. Diệp Thần cao biến mày nói, phải không? Tần Ngạo Phong nói tiếp, ta năm đó, còn rất lúc còn trẻ, chán ghét cửu liên thời không cuộc sống yên tĩnh, luôn muốn đi ngoại giới mạo hiểm. Cái này ở các trưởng bối xem ra, dĩ nhiên là đại nghịch bất đạo cử chỉ. Ha ha, không quá ta cuối cùng, vẫn là lén lén chạy ra ngoài, kết quả lập tức gặp phải vô số ma thần bóng tối đánh dữ dội, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng vứt bỏ, cuối cùng may mà đạt được quang minh thần tộc cứu vãn, may mắn không chết. Từ đó về sau, ta trong lòng là sợ, biết thực lực mình có hạn, bất quá chính là thiên nguyên cảnh, không tư cách ở bên ngoài xông xáo. Ta muốn hồi cửu liên thời không sinh hoạt, nhưng đã không được phép, chỉ có ở hàng năm Thanh Liên Đạo Tổ ngày rỗ, các trưởng bối mới cho phép ta trở về một ngày, tham dự tế bái. Nhưng, bọn họ cũng chỉ cho phép ta lưu lại một ngày thôi, một ngày trôi qua, liền lập tức đem ta đuổi đi. Cho nên, chính ta đều không thể trở về cửu liên thời không, nhưng không có biện pháp mang ngươi đi qua. Diệp Thần ngẩn người, lại có chút không muốn buông tha, nói, phải không? Vậy Thanh Liên Đạo Tổ ngày rỗ, vậy là cái gì thời điểm? Tần Ngạo Phong nói, ngay tại cuối tháng, nhưng ta không thể mang ngươi đi qua, Diệp huynh, xin ngươi hãy không nên làm khó ta. Diệp Thần không biết làm sao nhún vai một cái, nói, được rồi. Tần Ngạo Phong nói, trời ạ thường thời điểm, cũng cuộc sống ở thần quang minh vực, ngày trời phái phụng ta là chỗ thượng khách, ta là bọn họ khách khanh, ngươi cùng ta đi thần quang minh vực. Xem có thể hay không bắt được quang minh chi tâm bản vẽ đi. Diệp Thần nói, ngày trời phái, cái này quang minh thần tộc, còn phân chia cái gì phái đừng sao. Tần Ngạo Phong nói, đúng vậy, quang minh thần tộc nội bộ, phân chia là trời quang phái và đạo quang phái. Ngày trời phái cho rằng, chí cao quang minh, đến từ thiên địa tự nhiên, đến từ đại lộ quy luật. Nhưng đạo quang phái nhưng cho rằng, chí cao quang minh, ngay tại người nội tâm bên trong. Cái này hai phái, tu luyện lý niệm khác nhau to lớn, thế thành nước lửa, mỗi tháng đều phải cử hành một lần luận chiến, mỗi lần luận chiến bên trong người bị chết, cũng không phải số ít, máu tanh rất thảm thiết. Hai phái người lại mỗi ngày xuất ngoại bắt ma thần, lấy tự thân quang minh đạo pháp, xua tan ma khí, đem ma thần ma vật thu là quang minh tín đồ, lớn mạnh nhà mình phái đừng, nhưng tươi ra tăng máu, nhưng không theo kịp chết người tốc độ, tóm lại chính là rất thảm thiết. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói có hay không một loại có thể, chính là thiên nhân hợp nhất, ngày trời cùng đạo quang một thể, mới thật sự là vô thượng quang minh. Ở trước đây thật lâu, Diệp Thần liền lĩnh ngộ quang thần thiên tôn lưu lại đạo thống, quang minh một đạo thuật pháp, hắn đều là liền như lòng bàn tay, cho nên đối với quang minh đạo pháp cảm ngộ, cũng là 10 phần bén nhạy. Ở hắn xem ra, ngày trời cùng đạo quang, cũng không phải là nước lửa khác hẳn, mà là có thể hòa làm một thể. Chính là thiên nhân hợp nhất, thiên ánh sáng, cùng tự thân nội tâm trói lọi, có thể hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tần Ngạo Phong nghe Diệp Thần mà nói, nhất thời bị sợ hết hồn, nói, Diệp huynh, ngươi lần này lời bàn, cũng không thể ở thần quang minh vực bên trong nói, cái gì thiên nhân hợp nhất, ở trên trời quang phái và đạo quang phái xem ra, đều là dị đoan, là lưỡng lự phản đồ, nghịch tặc. Ở quang minh thần tộc nội bộ, hoặc là chống đỡ ngày trời phái. Hoặc là chống đỡ đạo quang phái, không có con đường thứ ba có thể đi, dám đi con đường thứ ba người, cũng sẽ gặp phải hai phái người phỉ nhổ, thậm chí vây giết, kết quả rất là thê thảm. Ngươi nếu là dám nói gì thiên nhân hợp nhất, như vậy quang minh chi tâm bản vẽ, ngươi cũng đừng nghĩ cầm.
Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ngày này Quang Phái và Đạo Quang Phái, tranh đấu đã đến nghiêm trọng như vậy bước, hắn lại lo lắng nói. Như vậy hai phái khác nhau khổng lồ như vậy, đều đồng ý đem bản đồ giấy cho ta sao? Tần Ngạo Phong gật gật đầu nói, dĩ nhiên là đồng ý, bởi vì Quang Thần Thiên Tôn đã sớm truyền xuống thần dụ, nói phải đem Quang Minh Chi Tâm bản vẽ, giao cho Luân Hồi Chi Chủ, lấy chế tạo ra hoàn chỉnh Quang Minh Chi Tâm. Cái này Quang Minh Chi Tâm chế tạo, đặc biệt phức tạp, vô luận là ngày trời phái, vẫn là đạo quang phái, đều là bó tay, hai phái người đều rất kính trọng Luân Hồi Chi Chủ, đều nguyện ý đem bản đồ giấy giao cho Luân Hồi Chi Chủ xử lý. Nhưng là... Diệp Thần nói, nhưng là cái gì? Tần Ngạo Phong nói, nhưng là Luân Hồi Chi Chủ đã chết, Diệp Huynh, người không phải Luân Hồi Chi Chủ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ngày trước Quang Phái và Đạo Quang Phái, sẽ không chịu lại đem bản đồ giấy cho ta. Tần Ngạo Phong nói, Đạo Quang Phái là chịu, bởi vì bọn họ lý niệm, là cho rằng trí cao quang minh, ngay tại người nội tâm bên trong. Luân Hồi Chi Chủ dù chết, nhưng người thừa kế Luân Hồi Đạo Thống. Quang minh ở ngươi trong lòng, bọn họ tin tưởng ngươi có năng lực nắm trong tay bản vẽ. Nhưng, ngày trời phái lại bất đồng, bọn họ cho rằng Luân Hồi Chi Chủ chết, chính là trời quang đã diệt, người bất kỳ đều không cách nào thay thế Luân Hồi, bọn họ cự tuyệt giao ra bản vẽ. Bản vẽ là chia hai nửa, một nửa ở đạo quang phái trong tay, một nửa ở trên trời quang phái trong tay, nếu như ngày trời phái không chịu giao ra, người bắt được một nửa kia cũng vô dụng. Bất quá! Thật may ta là ngày trời phái khách khanh, cũng là của bọn họ chỗ thượng khách, ta sẽ từ trong điều đình, khuyên bọn họ giao ra bản vẽ, ngươi cùng ta đi một chuyến là được. Diệp Thần diễn cảm phức tạp, xem ra muốn bắt được cái này Quang Minh Chi Tâm bản vẽ, cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa hắn mơ hồ suy tính đến, lần đi thần Quang Minh vực, có thể sẽ có bất trắc hung hiểm. Chỉ bất quá, đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không khả năng rút lui, nói, được, Tần công tử. Vậy làm phiền ngươi. Tần Ngạo Phong gật gật đầu nói, ừ, chúng ta đi thôi. Hắn mang Diệp Thần rời đi Thương Lôi Sơn sau đó, liền biến dạng hư không, phong tỏa thần quang minh vực tọa độ, trực tiếp mang Diệp Thần phá không đi. Diệp Thần muốn tới thần quang minh vực, quang minh thần tộc ngày trời phái, đạo quang phái người, ở nhận được tin tức người sau đó, cũng phái ra nghênh tiếp. Làm Diệp Thần đi tới thần quang minh vực, hắn liền thấy vô cùng nguy nga cảnh tượng. Cái này phiến thần quang phô minh vực, là một phiến mênh mông vô tận hoành đại thế giới. Mảnh thế giới này, không có hắc ám cùng bóng mờ tồn tại, chỉ có vô hạn quang minh, thánh quang chiếu sáng mỗi một xó xỉnh, từng ngọn hùng vĩ thần quang minh điện, cấu trúc thành vô cùng nguy nga cụm cung điện rơi, phân phối tại thế giới các nơi. Đếm không hết quang minh tiên linh, linh thú, cánh dài tiên nữ, tiếng cười nói, ở bôn tẩu khắp nơi trước. Từng ngọn suối phun. Tản ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, mát lạnh nước suối nhô lên ra hơi nước, gắn vào trên người, để cho người tâm thần sảng khoái. Còn có từng ngọn bia đá, sáp thiên đứng, phía trên khắc vô số bất hủ quang minh sự tích, đều là quang thần thiên tôn đi qua truyền kỳ, lại có chút bia đá, khắc viết rất nhiều quang minh thuật pháp thần thông, lấp lánh rực rỡ. Hoành đẹp ca ngợi thơ, ngập trời tiếng ngâm sướng, không ngừng truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai, rung động hắn tâm thần. Ngày trời phái và đạo quang phái, hai phái người cũng phái ra rất nhiều quang minh vệ sĩ, thị nữ, tiên linh, trưởng lão, mưa hoa rực rỡ, cầu vồng sâu trời, nghênh đón Diệp Thần đến. Mặc dù ngày trời phái người, cũng không đồng ý đem quang minh chi tâm bản vẽ, giao cho Diệp Thần, nhưng bọn họ chiêu đãi tân khách lễ phép, nhưng là mười phần chu đáo, không chậm trễ chút nào cử chỉ. Thậm chí, hai phái người còn mỗi người tranh phong, háo hức đấu diễm. Lẫn nhau dùng rất nhiều cao quý lễ phép, tiếp đãi Diệp Thần. Diệp Thần cười khổ, trong đầu nghĩ cái này hai phái người, thật là cái gì cũng có được tranh, liền chào hỏi khách nhân nghi thức, đều phải phân ra cao thấp mạnh yếu. Diệp Thí Thiên công tử, hoan nghênh người đến, ta đạo quang phái, nguyện dâng lên quang minh chi tâm bản vẽ, chúc mừng ngươi có thể sớm ngày đem quang minh chi tâm, chế tạo ra tới, hoàn thành quang thần thiên tôn ước nguyện. Đạo quang phái lãnh chúa. Là một cái giải thánh khiết cánh cô gái, ung dung hoa quý, tướng mạo tuyệt đẹp, vóc người uyển chuyển, trên đỉnh đầu lơ lửng tầng tầng màu vàng vòng sáng, tôn hào kêu thánh quang nữ thần. Nàng diễn cảm ôn nhu, lấy ra một phần trục cuốn, rất có lễ phép giao cho Diệp Thần. Cái này trục cuốn, chính là quang minh chi tâm bản vẽ, nhưng chỉ có một nửa kia ở trên trời quang phái trong tay.
Đa tạ thánh quang nữ thần. Diệp thần tâm tình có chút sợ hãi, nhận trước cái này trục cuốn, ánh mắt lại nhìn hướng trời quang phái. Ngày trời phái lãnh chúa, kêu thiên uy bá chủ, là cái to lớn cường thịnh, mặc trước quang minh trọng giáp uy vũ nam tử, lưng đeo một cái quang minh cự kiếm, bên ngoài quan sát bá đạo dị thường, làm người ta không dám ngẩng mặt. Thiên uy bá chủ gặp thánh quang nữ thần, đã giao ra quang minh chi tâm bản vẽ, gương mặt nhất thời trầm xuống, cảm thấy được Diệp thần bắn tới ánh mắt, hắn chậm rãi nói. Diệp công tử, quang minh chi tâm bản vẽ, quan hệ trọng đại, chúng ta ngày trời trong phái bộ, còn cần thương lượng một chút nữa, mới có thể nhất định phải không muốn cho ngươi. Dẫu sao, luân hồi ngày trời đã diệt, ngươi có thể hay không đại biểu luân hồi chi chủ, vậy còn rất khó nói. Tần Ngạo Phong nói, lãnh chúa, ta đã cùng Diệp huynh đã giao thủ, hắn thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu, tuyệt đối có tư cách thừa kế luân hồi di chí, hắn hôm nay đã chấp trưởng thôn Vũ Đao, muốn nắm trong tay quang minh chi tâm bản vẽ, muốn đến không phải việc khó. Nghe vậy, thiên uy bá chủ mặt liền biến sắc, nói, hắn đã chấp trưởng thôn Vũ Đao liền sao? Tần Ngạo Phong nói, đúng vậy, sư tổ ta đã cây thôn Vũ Đao cho hắn. Nghe được Tần Ngạo Phong mà nói, toàn trường ngày trời phái và đạo quang phái người, đều là vô cùng chấn động. Bọn họ hiển nhiên cũng biết, thôn Vũ Đao chỗ lợi hại. Diệp thần có thể nắm trong tay thôn Vũ Đao mà nói, vậy phải nắm trong tay quang minh chi tâm bản vẽ, cũng không phải là việc khó. Thánh quang nữ thần mỉm cười cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ thưởng thức, nói, Diệp công tử quả nhiên là nhân trung long phượng, khó trách có thể được huyết nguyệt thiên đế thưởng thức, thừa kế luân hồi đạo thống. Người có thể chấp trưởng thôn Vũ Đao, ta cũng là bội phục rất. Thiên uy bá chủ mặt lộ vẻ ngưng trọng, nói, Diệp công tử đạo pháp thâm hậu, có thể nắm trong tay thôn Vũ Đao, ta cũng vô cùng bội phục. Nhưng cái này quang minh chi tâm bản vẽ, không phải chuyện đùa, là quang thần thiên tôn lưu lại nhất vật chân quý, ngươi dù sao không phải là luân hồi chi chủ, cái này bản vẽ có thể hay không cho ngươi, ta ngày trời phái còn phải cẩn thận cân nhắc. Tần Ngạo Phong nói, lãnh chúa, không có gì hay do dự, ngươi cầm bản vẽ cho Diệp huynh, chấm dứt cái này cọc nhân quả, không được sao. Thiên uy bá chủ khoát tay, nói, ngạo gió, ngươi không cần nóng lòng, ta ngày mai sẽ cho các ngươi câu trả lời, ngày hôm nay chúng ta trước mang Diệp công tử, dù lãm thần quang minh vực thật tốt sơn hà. Tần Ngạo Phong không biết làm sao, nhìn Diệp thần một mắt. Diệp thần cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước, hắn tổng không thể dùng thủ đoạn cường ngạnh, bức bách thiên uy bá chủ cầm bản vẽ giao ra. Ngày này, Diệp thần ngay tại thiên uy bá chủ, thánh quang nữ thần chiêu đãi hạ. Ở thần quang minh vực khắp nơi du sơn ngoạn thủy, hắn nội tâm tuy vội vàng muốn một nửa kia bản vẽ, nhưng ngoài mặt lại gấp nóng nảy không được, thái độ duy trì khiêm tốn. Thiên uy bá chủ nói, ta ngày trời phái và đạo quang phái, mỗi tháng hội cử hành một lần luận chiến, ngày mai sẽ là luận chiến ngày, xin Diệp công tử xem cuộc chiến. Diệp thần nói, nhất định. Thiên uy bá chủ nói, ta ngày trời phái cho rằng, thiên địa ánh sáng, nhất là chí cao vô thượng. Nhân tâm là thuận lòng trời mà sống, không thể cùng thiên địa so sánh. Nhưng đạo quang phái nhưng cho rằng, thế gian chí cao quang minh, che giấu ở nhân tâm bên trong, không biết Diệp công tử thấy thế nào. Diệp thần chưa trả lời, thánh quang nữ thần cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, ta thế hệ tu sĩ, chính là cùng thiên tranh đấu tánh mạng, đi phải là nghịch thiên đường, nếu như không có nhân định thắng thiên ý niệm, vậy cũng không cần tu luyện. Ngày trời tuy thịnh, cuối cùng không sánh bằng lòng người huy hoàng thần thánh. Diệp thần nghe được cái này hai phái lãnh chúa, lại có thể ở mình cái này trước mặt khách tranh luận, nhất thời cảm thấy nhức đầu. Cái này hoặc giả cũng là hai phái lý niệm không cách nào dung hợp một trong những nguyên nhân. Hắn nhìn Tần Ngạo Phong một mắt, Tần Ngạo Phong cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên vậy là đặc biệt nhức đầu. Diệp thần tằng hắng một cái, nói tại hạ đạo hạnh nông cạn, ngày trời đạo quang. Cái nào là chí cao quang minh, tại hạ cũng không dám chắc chắn. Thật ra thì ở Diệp thần trong lòng, ngày trời đạo quang cũng không phải là thế như nước với lửa, thiên nhân hợp nhất mới thật sự là đại lộ chí lý. Nhưng ở thánh quang nữ thần và thiên uy bá chủ trước mặt, lời nói này là tuyệt đối không thể nói, nếu không hắn lập tức sẽ bị coi là dị đoan, gặp phải hai phái người vây công, sẽ có bất trắc họa. Ồ, chỗ đó, thật giống như có một cổ âm khí, không biết là cái gì. Diệp thần dễ ra chuyện, ngón tay hướng phương xa, nơi đó có một món nhàn nhạt âm khí, lượn lờ thăng thiên. Cái này tia âm khí,
ở mênh mông thần thánh, vô cùng khoáng đạt thần quang minh vực bên trong, lộ vẻ được đặc biệt nông cạn, nhưng Diệp Thần ánh mắt bén nhạy, vẫn là bắt được. Cái này âm khí tuy nông cạn, nhưng Diệp Thần nhưng mơ hồ cảm thấy, âm khí năng lượng sau lưng, như phụ cốt thư, lại giống như một viên ung thư, sống nhờ ở nơi này phiến quang minh lãnh thổ bên trong. Hắn cũng không có quá kinh nghi, bởi vì tuyệt đối quang minh, là không tồn tại, luôn sẽ có địa phương âm u. Nghe được Diệp Thần mà nói, Thiên Uy bá chủ và Thánh Quang nữ thần, đều là thần sắc đại biến. Thiên Uy bá chủ không có mới vừa uy nghiêm, có chút chần chờ nói quanh co nói cái đó. Chỗ đó, đó không phải là địa phương tốt gì. Thánh Quang nữ thần trên mặt vậy lộ ra xấu hổ, kiêng kỵ, không biết làm sao vân. Vân rất nhiều thần sắc, hướng Diệp Thần nói, Diệp công tử, vậy âm khí sở tại, là ta thần quang minh vực cấm địa, là cái này phiến thần vực duy nhất tồn tại bóng tối địa phương, sau lưng mang theo cấm kỵ lực lượng, ngươi còn chưa phải biết quá nhiều cho thỏa đáng, nếu không ta sợ u ám lực lượng, sẽ ăn mòn ngươi đạo tâm. Diệp Thần nói, được rồi, trong đầu nghĩ mình là xúc phạm cấm kỵ. Thiên Uy bá chủ và Thánh Quang nữ thần, sắc mặt cũng không lớn xinh đẹp, rất nhanh liền mỗi người mượn cớ rời đi, đem Diệp Thần giao cho Tần Ngạo Phong chiêu đãi. Hai vị lãnh chúa đều đi, Diệp Thần ngược lại thì buông lỏng một ít, hướng Tần Ngạo Phong nói, Tần công tử, vậy âm khí cấm địa, rất đáng sợ sao? Tần Ngạo Phong suy tính chốc lát, vẫn là nói, là rất đáng sợ, nhất là đối quang minh thần tộc người mà nói, lại là ác mộng ung thư vậy tồn tại. Vậy cổ âm khí, chính là một cái ung thư nguyền rủa, cho quang minh thần tộc mang tới to lớn thống khổ, bọn họ phải chịu đựng đáng sợ âm cướp, âm khí dọc theo địa mạch dòng nước chảy, không ngừng lắng đọng đến bên trong cơ thể của bọn họ, liền sẽ tạo thành kiếp nạn tai ách, phát làm thật là đòi mạng. Diệp huynh, ngươi nếu có hứng thú, ta có thể mang ngươi đi cấm địa bên kia, đi thăm một tí. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói ta có thể đi thăm. Tần Ngạo Phong nói, có thể, dù sao ngươi không phải quang minh thần tộc người, chỉ là đi thăm một cái, cũng sẽ không gặp phải âm khí ăn mòn. Diệp Thần trong lòng dâng lên nồng nặc hứng thú cùng tò mò, nói, được, vậy ngươi mang ta đi qua xem. Tần Ngạo Phong ngừ một tiếng, lập tức liền mang theo Diệp Thần, hướng vậy âm khí cấm địa bay đi. Đến gần vậy phiến cấm địa, âm khí liền bộc phát rõ ràng, có thể thấy một đạo u ám sát khí, như cột khói vậy phóng lên cao. Chu vi ngàn dặm lãnh thổ, đều bị âm khí bao phủ, cây cối vặn vẹo, núi đá mục nát, có bóng tối ma vật sản sinh ra tới, khắp nơi hoành hành. Làm Diệp Thần bước vào cái này phiến âm khí vùng, liền phát hiện hiện tượng thiên văn cũng thay đổi, không thấy được quang minh, bầu trời biến thành nửa đêm, khắp mọi nơi một phiến tối mờ. Hắn có thể thấy phía trước, có một tòa quỷ dị giếng cổ, kinh khủng kia âm khí, chính là từ trong giếng cổ phun ra. Mà hắn có thể ở hắc ám bên trong, thấy vậy giếng cổ tồn tại, là bởi vì là giếng cổ cạnh, đứng sừng sững một khối đá bia, phía trên tuyên khắc đầy quang minh ký tự, khắc ấn rất nhiều quang minh thần thông, đều là quang thần thiên tôn lưu lại thuật pháp, mang theo đại uy có thể, mơ hồ áp chế âm khí. Nhưng, trong giếng cổ âm khí, không ngừng nhô lên, không bao giờ ngừng nghỉ, vô cùng vô tận, khối kia quang minh bia đá, chỉ có thể đem âm khí năng lượng, giới hạn ở ngàn dặm bên trong phương viên. Không để cho hắn lan truyền. Còn như âm khí bản thân, nhưng thì không cách nào trấn áp, không cách nào tiêu trừ làm tan rã. Vậy giếng cổ, là thứ gì? Tốt khí tức quỷ dị. Diệp Thần ánh mắt nhìn chằm chằm giếng cổ, có thể cảm thấy giếng cổ bên trong, âm khí đặc biệt khủng bố, liền hắn đều cảm thấy kiêng kỵ. Tần Ngạo Phong sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, nói, đó là tam âm giếng cổ, hội tụ ba loại âm sát năng lượng, đặc biệt khủng bố. Nếu là không chú ý rơi vào, chỉ có một con đường chết. Từ tam âm giếng cổ bên trong phun ra ngoài âm khí, vậy đang không ngừng ô nhiễm trước thần quang minh vực địa mạch, như một viên không bao giờ chỉ tận gốc ung thư. Diệp Thần nói, tam âm giếng cổ. Hắn trong sâu thẳm, từ vậy tam âm giếng cổ sau lưng, lại bắt được một chút thiên cơ, lại có thể cùng Nguyên Thiên Đế có liên quan. Cái này cùng Nguyên Thiên Đế có quan hệ thế nào? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Tần Ngạo Phong nói, Diệp huynh, người tâm tư quả nhiên bén nhạy, lại còn có thể cảm nhận sau lưng Nguyên Thiên Đế nhân quả. Thật ra thì, cái này tam âm giếng cổ, hàm chứa Nguyên Thiên Đế bóng mờ bộ phận năng lượng. Diệp Thần ngẩn ra, nói, Nguyên Thiên Đế bóng mờ. Tần Ngạo Phong nói, đúng vậy, mỗi người nội tâm, đều có u ám chỗ, Nguyên Thiên Đế cũng không ngoại lệ, hắn có hắn bóng mờ.
hắn từng lấy đại thần thông, đem nội tâm bóng mờ chém đi ra. Nhưng, bị hắn chém ra bóng mờ, nhưng cũng không có tiêu tán, ngược lại hóa thành cửu âm. Cái này cửu âm, phân biệt là âm ma, âm yêu, âm hồn, âm linh, âm diễm, âm thi, âm vu, âm tinh, âm tháng, đều là không không lúc nào không ra đời sơ kỳ, vô cùng là chủng tộc cường đại tồn tại. Diệp Thần nghe Tần Ngạo Phong mà nói, trong lòng cũng rất giật mình, nói, Nguyên Thiên Đế như thế lợi hại, hắn bóng mờ, cũng có thể hóa ra cửu âm, sinh sôi ra 9 cái chủng tộc cường đại. Tần Ngạo Phong nói, dĩ nhiên, dẫu sao Nguyên Thiên Đế, là không thể nói cảnh giới chí tôn cường giả, coi như cho tới bây giờ quy luật suy bại, hắn cũng còn có siêu phẩm thiên đế uy năng, này cùng tồn tại, cũng không phải chúng ta có thể ngửa mặt trông lên. Năm đó Quang Thần Thiên Tôn, lúc ban đầu là Nguyên Thiên Đế người làm, hắn sau đó thành Quang Minh Thần, muốn tạo Quang Minh Chi Tâm, liền dự định bắt cửu âm, lấy cửu âm hóa văn, khắc ở Quang Minh Chi Tâm phía trên. Như vậy tạo ra Quang Minh nên Chi Tâm, âm dương hòa vào nhau, mới thật sự là hoàn mỹ tồn tại. Nếu như chỉ có thuần túy Quang Minh, vậy rất dễ dàng liền bể tan tành, không phải chân chính hoàn mỹ. Chân chính hoàn mỹ, là âm dương điều hòa. Bất quá, vậy Quang Minh Chi Tâm, Quang Thần Thiên Tôn chỉ chế tạo ra một viên bán thành phẩm, hắn liền bỏ mình, liền một đạo âm văn, cũng còn chưa kịp khắc ghi. Diệp Thần nghe đến chỗ này, mơ hồ bắt được cực đoan nguy hiểm, nói. Khắc ghi âm văn, cần bắt cửu âm, thế nhưng cửu âm, đều đã hóa thành âm sát đại tộc, vậy khẳng định là sản sinh ra trí khôn, sẽ không bó tay chịu trói, cam nguyện bị chết. Tần Ngạo báo, Phong nói, không sai, đúng là như vậy. Quang Thần Thiên Tôn là muốn đem Quang Minh Chi Tâm hình thức ban đầu chế tạo ra tới, lại đi bắt cửu âm, khắc ghi âm văn, nhưng hắn bất ngờ như vậy chết, cái này phong công vĩ nghiệp, vẫn còn không đạt thành. Hắn hậu nhân, chính là Quang Minh thần tộc người, liền muốn thừa kế hắn di chí, đi bắt cửu âm, lấy cửu âm máu tươi tánh mạng, khắc ghi Quang Minh Chi Tâm. Thiên Uy bá chủ và Thánh Quang nữ thần, từng liên thủ chế tạo một cái giếng cổ, muốn đem cửu âm bắt đi vào. Nhưng bọn họ đang bắt đến âm ma, âm yêu, âm hồn ba đại âm tộc sau đó, liền không có sức lại chống đỡ tiếp, không thể làm gì khác hơn là buông tha. Bởi vì cửu âm chủng tộc bên trong, mỗi một cái chủng tộc cũng là cường hãn vô cùng tồn tại, có thể bắt tóm chấn áp âm ma, âm yêu, âm hồn ba tộc, đã là Quang Minh thần tộc cực hạn. Diệp Thần mắt nhìn vậy giếng cổ, có thể mơ hồ cảm nhận được, giếng cổ nội bộ, đúng là tồn tại rất nhiều âm ma, âm yêu, âm hồn. Bọn họ đang gầm thét, ở gào khóc, đang tức giận chửi mắng, tràn đầy vô cùng cuồng bạo lệ khí. Giếng cổ bên trong âm ma, âm yêu, âm hồn, cũng còn không diệt tuyệt chứ. Diệp Thần có chút sợ hãi hỏi. Tần Ngạo Phong nói, đúng vậy, Quang Minh thần tộc hiển nhiên đánh giá cao mình lực lượng, ở Quang Thần Thiên Tôn chết sau đó, bọn họ mất đi mình thần minh, căn bản cũng chưa có đầy đủ lực lượng, đi tiêu diệt cửu âm. Đừng nói tiêu diệt cửu âm. Chính là đã bắt chân áp tam âm, bọn họ cũng không cách nào diệt tuyệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ đó về sau, Thiên Uy bá chủ và Thánh Quang nữ thần, lẫn nhau chỉ trích đối phương liều lĩnh, đưa đến tam âm giếng cổ thành thần quang minh vực một viên ung thư, bọn họ vừa không có thực lực diệt tuyệt tam âm, cũng không dám cầm tam âm thả ra ngoài, nếu không âm ma, âm yêu, âm hồn lực lượng, muốn ngay tức thì đem thần vực chìm ngập. Thiên Uy bá chủ và Thánh Quang nữ thần, lúc này chia ra, một cái sáng lập ngày trời phái, một cái sáng lập đạo quang phái, cũng muốn dùng mình phương pháp, đi diệt tuyệt tam âm. Nhưng bọn họ sau đó tuyệt vọng phát hiện, tam âm năng lượng, đã cùng địa mạch liên kết, không phải bọn họ có thể trừ tận gốc. Bọn họ liền chuyển là nội đấu, lại nữa quản cái gì tam âm giếng cổ, dù sao cái này ung thư cũng không cách nào trừ tận gốc, chỉ có thể dựa vào Quang Thần Thiên Tôn lưu lại bia đá. Hạn chế tam âm năng lượng lan truyền. Nhưng, thần quang minh vực địa mạch, đã bị tam âm ô nhiễm, nhưng cho toàn bộ quang minh thần tộc, mang đến khó có thể tưởng tượng cự thống khổ lớn. Mà đáng hận phải, bọn họ đến ngày hôm nay vậy chỉ lo nội đấu, cho tới bây giờ chẳng muốn giải quyết vấn đề. À, hoặc là nói, cũng không thể trách móc bọn hắn, bởi vì cái này tam âm giếng cổ, đã thành sống nhờ ở cả vùng đất ung thư, cũng không cách nào trị tận gốc. Chỉ có thể cùng tồn tại đi xuống. Diệp Thần nghe xong Tần Ngạo Phong nói, hoàn toàn trầm mặc. Hắn suy tư một hồi, đột nhiên lại có chút rợn cả tóc gáy nói. Vậy ta muốn tạo ra hoàn chỉnh quang minh chi tâm,
có phải hay không cũng muốn bắt tóm cửu âm, khắc ghi chín đạo âm văn? Tần Ngạo Phong nói, đúng là như vậy, dựa theo Quang Thần Thiên Tôn ý nghĩ, hoàn mỹ quang minh chi tâm, tất nhiên là có chín đạo âm văn tồn tại. Diệp Thần nói, liền Thánh Quang Nữ Thần và Thiên Uy Bá Chủ, đều không thể diệt tuyệt tam âm, càng không nói đến cửu âm, ta làm sao có thể chế tạo ra cửu âm thần văn? Tần Ngạo Phong lắc lắc đầu nói, ta không biết, chân chính quang minh chi tâm, chính là có thể cùng luân hồi thư sánh ngang thần vật, muốn tạo đi ra, vậy khẳng định là vô cùng chật vật. Diệp huynh, ngươi là luân hồi trận doanh người, có lẽ các ngươi luân hồi trận doanh, có biện pháp cải tiến bản vẽ đi. Bất quá, vậy cũng muốn ngươi lấy trước được bản vẽ nói sau. Diệp Thần gật đầu một cái, trong đầu nghĩ đúng là như vậy, trước đừng để ý chế tạo quang minh chi tâm, có gian nan dường nào, tóm lại hắn muốn lấy trước được bản vẽ, mới có thể đi nói cái khác. Tần Ngạo Phong lại chỉ hướng tam âm giếng cổ cạnh bia đá, nói, đây là Quang Thần Thiên Tôn lưu lại bia đá, phía trên khắc rõ Quang Thần Thiên Tôn tất cả thuật pháp. Nghe nói, đem những thứ này thuật pháp toàn bộ lĩnh ngộ, hơn nữa bơm vào đến thần thánh sách bên trong, liền có thể diệt tuyệt cửu âm. Thần thánh sách, là Quang Thần Thiên Tôn thần thông trình độ cao nhất, đại biểu chí thánh tới vĩ quang minh lực lượng, năm đó Quang Thần Thiên Tôn, chế thần thánh sách, vậy chủ yếu là vì nhằm vào cửu âm. Diệp huynh, người có thể thử một chút xem, có thể hay không lĩnh ngộ thần thánh sách. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía vậy bia đá, cười khổ một tí, nói ta thừa kế luân hồi chi chủ đạo thống, hắn đạo thống bên trong, có Quang Thần Thiên Tôn rất nhiều thần thông. Ví dụ như Thánh Quang Hộ Thuẫn, Thần Thánh Tẩy, Quang Minh Kết Giới, Trói Lọi Cánh, Ngày Trời Rừng Vắng Vẻ Vân. Vân, cái này thần thánh sách, ta cũng may mắn thừa kế lĩnh ngộ. Quang Thần Thiên Tôn rất nhiều thần thông, Diệp Thần đã sớm lĩnh ngộ. Hiện tại hắn nhìn bia đá, trên bia đá mỗi một đạo thuật pháp thần thông, hắn đều là vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể dùng dễ dàng tới hình dạng. Những thứ này thần thông, chí cao thần thánh sách, nếu như ta có thiên đế thực lực, thả ra thần thánh sách, vậy dĩ nhiên có thể chiếu diệt cửu âm, nhưng vấn đề là, ta chỉ có thần đạo cảnh. Diệp Thần dĩ nhiên biết, quang mộ đạo pháp lợi hại, nhưng vấn đề là, hắn cũng không có đầy đủ thực lực, đem quang minh lực lượng, phát huy đến trình độ cao nhất. Mà Thiên Uy Bá Chủ và Thánh Quang Nữ Thần, bọn họ có đủ thực lực, nhưng bọn họ trí khôn năng lực, kém hơn Diệp Thần, đối Quang Thần Thiên Tôn đạo pháp cảm ngộ, cũng không có Diệp Thần thâm hậu, bọn họ vậy không có biện pháp tiêu diệt cửu âm. Nếu như đem Diệp Thần năng lực cho bọn họ, hoặc là đem bọn họ thực lực cho Diệp Thần, vậy hết thảy vấn đề, cũng có thể giải quyết dễ dàng, nhưng cái này là không thể nào. Tần Ngạo Phong nói, Diệp huynh, lúc đầu ngươi đã lĩnh ngộ thần thánh sách sao? Thật là quá giỏi. Liền liền Thiên Uy Bá Chủ và Thánh Quang Nữ Thần, bọn họ cũng vẫn không có thể lĩnh ngộ, đây không phải là thường cao thâm tuyệt học. Tuy nói ngươi cảnh giới tu vi còn chưa đủ, nhưng tương lai chờ ngươi bước lên vô cùng thành thiên đế, thực lực kia là đủ rồi, có thể đi tiêu diệt cửu âm. Diệp Thần cười khổ nói, chờ ta bước lên vô cùng xương đế, vậy không biết muốn đợi tới khi nào. Tần Ngạo Phong nói, muốn tạo quang minh chi tâm, có thể gấp gáp không được, từ từ đi. Diệp Thần nói, cũng đúng. Tần Ngạo Phong nói, vậy chúng ta đi về trước đi, ta lại cùng Thiên Uy Bá Chủ nói một tiếng, nói ngươi đã lĩnh ngộ thần thánh sách, là giỏi lắm thiên tài, hắn chắc hẳn liền sẽ đem bản vẽ cho ngươi. Diệp Thần nói, hy vọng như vậy. Lập tức, hai người liền rời đi tam âm giếng cổ, trở lại thần quang minh vực trung ương thần điện. Hai người mới vừa trở lại trung ương thần điện, thì có thị vệ vội vàng đi tới, ở Tần Ngạo Phong bên tai nói nhỏ mấy câu. Tần Ngạo Phong sắc mặt đại biến, hướng Diệp Thần nói, Diệp huynh, Thiên Uy Bá Chủ xảy ra chút chuyện, ta trước thất bồi. Diệp Thần nói, đã xảy ra chuyện gì? Tần Ngạo Phong thở dài một cái, nói, hắn âm cướp phát tác. Ở thần quang minh vực, bởi vì địa mạch được tam âm giếng cổ ô nhiễm, cho nên rất nhiều quang minh thần tộc người, thân thể tích lũy âm khí, nổi lên thành cướp, đây chính là âm cướp. Một khi âm cướp phát tác, vậy thật thì sống không bằng chết, khổ không thể tả. Mà ở quang minh thần tộc tập tục bên trong, nhưng lại đem âm cướp coi là thần linh khảo nghiệm, là cần thiết khổ nạn. Còn như chân chính ung thư tam âm giếng cổ, lại không người còn muốn đi giải quyết, bỏ mặc ngày trời phái vẫn là đạo quang phái, đều lựa chọn trốn tránh. Bởi vì viên này ung thư, hai phái người cũng không có lực giải quyết. Diệp Thần nói, Tần công tử, người có thể hóa giải âm cướp.
Tần Ngạo Phong nói, ta là Thanh Liên đạo tổ con dân, nắm giữ Thanh Liên sạch sẽ tâm pháp, Thanh Liên trừ tà pháp, cấp 9 Thánh Liên nuôi mưu kế vân. Vân pháp môn, có thể giúp người hóa giải âm cướp. Cùng đạo quang phái so sánh, ngày trời phái người, không quá chú trọng đạo tâm quang minh, bọn họ chịu âm cướp thống khổ, so đạo quang phái muốn mãnh liệt rất nhiều. Ta có thể hóa giải âm cướp, cho nên bị bọn họ phụng là chỗ thượng khách. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Bàn về tu vi thực lực, Tần Ngạo Phong chỉ có thiên nguyên cảnh tầng 3, thả vào toàn bộ không không lúc nào không bên trong, không hề coi là cường hãn, nhưng bởi vì hắn nắm giữ rất nhiều Thanh Liên đạo tổ diệu pháp thần thông, cho nên phá lệ được người tôn trọng. Tần Ngạo Phong nói, tốt lắm, Diệp huynh, ngày mai gặp lại, ta đi trước. Thiên uy bá chủ âm cướp phát tác, Tần Ngạo Phong vậy không dám thờ ơ, lập tức tạm biệt Diệp Thần rời đi. Thị vệ đem Diệp Thần thu xếp ở một gian thạch thất bên trong, thạch thất rộng rãi, khắc rõ rất nhiều quang minh trận văn, rất thích hợp tu luyện quang minh đạo pháp. Diệp Thần liền ở bên trong phòng, tu luyện trước kia học qua rất nhiều quang minh thuật pháp, tăng tiến tu vi. Huyết Long bỗng nhiên nói, chủ nhân, hoặc là chúng ta có thể thử một chút, tiến vào tam âm giếng cổ. Diệp Thần nghe Huyết Long mà nói, nhất thời cả kinh, nói, Huyết Long, người muốn làm cái gì? Huyết Long nhưng liếm môi một cái, trong mắt lộ ra vẻ hung quang, nói, vậy giếng cổ bên trong âm ma, âm yêu, âm hồn, đều có thể trở thành ta thức ăn, tăng tiến ta lực lượng, hì hì. Diệp Thần hết sức ngạc nhiên, nói, người muốn đem vậy tam âm, toàn bộ cắn nuốt. Huyết Long nói, đúng vậy, chủ nhân, ta liền đuôi thú đều có thể chiếm đoạt, chính là tam âm, ở ta trước mặt, chắc hẳn vậy lật trời không được, ha ha. Chủ nhân, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, lợi dụng thần thánh sách lực lượng, thoáng áp chế, ta thì có lòng tin, đem cái gì đó ba âm cửu âm, cũng nuốt. Chờ ta nuốt ăn cửu âm, ta sẽ có thể giúp ngươi chế tạo cửu âm thần văn, vậy hoàn chỉnh quang minh chi tâm, tất có thể thuận lợi đúc đi ra. Diệp Thần nghe Huyết Long mà nói, trong lòng nhất thời đại động. Đúng là, Huyết Long liền đuôi thú đều có thể chiếm đoạt, phải chiếm đoạt cửu âm mà nói, cũng không phải là chuyện không thể nào. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần trầm ngâm nói, chuyện này không phải chuyện đùa, ngày mai ta lại xem. Vậy tam âm giếng cổ, dẫu sao là quang minh thần tộc cấm địa, Diệp Thần đi thăm một tí còn có thể, nhưng nếu như muốn nuốt ăn tam âm, tốt nhất trước hay là trưng cầu thiên uy bá chủ và thánh quang nữ thần ý kiến. Đến khi sáng sớm ngày thứ hai, ngày trời phái và đạo quang phái luận chiến, Diệp Thần bị mời xem cuộc chiến. Luận chiến mỗi tháng một lần, ở chính giữa bên ngoài thần điện trên quảng trường cử hành. Cái gọi là luận chiến, chính là trời quang phái và đạo quang phái, tất cả phái ra 100 người, tiến hành hỗn chiến, kéo dài 2 tiếng. Cuối cùng cùng 2 tiếng kết thúc, vậy một phái đứng ở tràng thượng người nhiều, vậy một phái liền thắng được. Thắng được nhất phái, kế tiếp một tháng trong thời gian, có thể chiếm cứ càng nhiều hơn tu luyện bảo địa, lấy được nhiều tư nguyên hơn. Cái loại này luận chiến, không thể nghi ngờ là đặc biệt máu tanh, người ngã xuống, không chết cũng bị thương. Mà đây sao tàn khốc hỗn chiến, còn muốn mỗi tháng cử hành một lần, như vậy cường độ cao chiến đấu, ngày trời phái và đạo quang phái phải chịu áp lực, có thể tưởng tượng được. Ở cường độ cao chiến đấu dưới áp lực, quang minh thần tộc có thể nhanh chóng đào tạo được một nhóm cường giả, đối chấn hưng quang minh, có tác dụng to lớn. Nhưng hăng quá hóa dở, như thế cường độ cao hỗn chiến, để cho Diệp Thần xem ra, không khỏi hơi quá đáng. Hắn nhìn trên quảng trường, đứng sừng sững quang thần thiên tôn pho tượng, tìm nghĩ nếu như quang thần thiên tôn còn ở đời, khẳng định không muốn nhìn thấy như vậy tàn khốc tình cảnh. Ngày trời phái và đạo quang phái, hai phái đội ngũ cao tầng, phân biệt ngồi ở quảng trường hai đầu. Diệp Thần thì được an bài ngồi ở trong. Hắn thấy hai phái trăm tên chiến sĩ, ánh mắt đều mang ý chí chiến đấu chiến ý, còn có khó che giấu khẩn trương cùng sợ hãi. Sau đó, luận chiến bắt đầu. Hai phái trăm tên chiến sĩ, xông vào trong sân hỗn chiến, giết chóc lẫn nhau, đánh nhau kêu giết thanh âm, thể xác đụng đánh thân thể, thần thông ánh sáng, binh khí ánh sáng, còn có rất nhiều máu tươi, tàn toái tay chân, phối hợp làm một đoàn, rất nhanh diễn biến thành một màn tiếng quang thảm thiết hình ảnh. Diệp Thần im lặng xem cuộc chiến, ở hai tiếng sau khi kết thúc, trong sân còn đứng 30 người, kiểm kê dưới, ngày trời phái có 16 người. Đạo quang phái có 14 người, những người còn lại chờ đều nằm trên đất, có thành thi thể huyết nhục mơ hồ, có còn sống, nhưng kêu rên rỉ, bị thương rất nặng,
rất có thể lúc này lâm vào là phế nhân. Thiên Uy bá chủ gặp mấy phe người nhiều, nhất thời vui vẻ cười to, hướng về phía Thánh Quang Nữ Thần nói. Thánh Quang Nữ Thần, ngại quá, cái tháng này lại là ta ngày trời phái thắng. Ta cũng đã sớm nói, ta ngày trời phái đạo thống, so với các ngươi đạo quang phái, không biết mạnh hơn cao minh nhiều ít, ngươi làm sao đắng tranh cầm, ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua, để cho ta làm thần quang minh vực nắm giữ, ngươi vẫn không mất thiên đế vị, chẳng phải tốt thay. Thánh Quang Nữ Thần sắc mặt rất là khó khăn xem, nhưng gặp Thiên Uy bá chủ lớn lối như vậy hình dáng, trong lòng lại mười phần khó chịu, cười lạnh nói. Tối hôm qua không biết là ai âm cướp phát tác, đầy đất đánh lăn, kêu rên khóc lóc. Nếu như các ngươi ngày trời phái, thật như thế lợi hại, làm sao liền âm cướp đều không cách nào chống đỡ. Còn phải dựa vào Tần Ngạo Phong một cái người ngoài hóa giải. Ta đạo quang phái tu tâm, coi như âm cướp phát tác, cũng sẽ không có quá thống khổ lớn, chúng ta mới là quang minh chính thống, ngươi ngày trời phái là thứ gì? Thiên Uy bá chủ giận dữ, nói, ngươi nói gì sao, dám lặp lại lần nữa. Thánh Quang Nữ Thần nói, ta nói các ngươi ngày trời phái đạo thống, kém hơn ta đạo quang phái. Thiên Uy bá chủ nhất thời khí được phổi đều phải nổ, bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn ra tay. Thánh Quang Nữ Thần cũng là đứng dậy, hừ một tiếng, chuẩn bị khai chiến. Hai phái cao tầng trưởng lão, hoảng vội vàng kéo hai người, không ngừng khuyên giải, e sợ cho bùng nổ đại chiến. Hai phái tuy có kịch liệt tranh đấu, nhưng Thiên Uy bá chủ và Thánh Quang Nữ Thần, thân là lãnh chúa, là tuyệt đối không thể tự mình kết quả, nếu không xảy ra điều gì bất ngờ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Uy bá chủ ở người thủ hạ liều chết ngăn trở hạ, mới không có xông ra, hì hì cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thần, nói. Diệp Thí Thiên, Diệp Công Tử, người đi ra đánh giá phân xử. Diệp Thần gặp ngọn lửa đốt tới trên người mình, nhất thời sửng sốt một chút, nói ta. Thiên Uy bá chủ gật đầu nói, đúng vậy, ta nghe Ngạo Gió nói, người lĩnh ngộ thần thánh sách. Cái này thần thánh sách, nhưng mà ta quang minh thần tộc tối đa tuyệt học, liền ta đều không thể lĩnh ngộ. Người nếu có thể lĩnh ngộ, chắc hẳn thiên phú năng lực, vượt xa chúng ta, người tới nói một chút. Chân chính chí cao quang minh, là ngày trời vẫn là đạo quang. Diệp Thần nhất thời yên lặng, hắn biết cái vấn đề này, vô luận mình trả lời cái đó, cũng sẽ lập tức đưa tới bất trắc phân tranh. Thánh Quang Nữ Thần mắt đẹp vừa chuyển, vậy ngắm nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Công Tử, ngươi lại có thể lĩnh ngộ thần thánh sách. Đây là thật sao? Nàng có chút không dám tin tưởng, bởi vì thần thánh sách, tinh vi huyền ảo, là quang minh đạo pháp trình độ cao nhất. Liền nàng cái này thiên đế nữ thần, hiểu tuyệt đối đời, đều không cách nào thông hiểu đạo lý. Diệp Thần nói, may mắn lĩnh ngộ chút ra lông. Thiên Uy bá chủ cười nói, làm sao, Thánh Quang Nữ Thần, người không tin phải không? Vị này Diệp Công Tử, nhưng mà nhâm phi phàm chọn chúng nhân vật, thiên phú tự nhiên không phải chuyện đùa. Tới, Diệp Công Tử, người cầm thần thánh sách thả ra ngoài, để cho mọi người khai mở nhãn giới. Ta liền đem quang minh chi tâm bản vẽ cho ngươi. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói có thể. Hắn lúc này đứng dậy, bàn tay đưa ra, hít sâu một hơi, linh khí hội tụ lòng bàn tay, hóa ra từng cơn quang minh lực. Từng luồng quang minh lực, ở Diệp Thần lòng bàn tay bên trên, không ngừng dâng trào, hóa thành vô số phù văn, như sao sông văn lạc xen lẫn, khí tượng khoáng đạt. Dần dần, thiên thiên vạn vạn đạo phù văn, liền liền kết đứng lên. Tạo thành một quyển sách. Một quyển sách, vừa là thần thông thuật pháp, vậy là chân thực pháp bảo, là thực chất tồn tại, mênh mông quang minh hơi thở, thần thánh sức mạnh to lớn, ở trong sách hội tụ. Vậy ánh sáng sáng chói toát ra đi, để cho được trong hư không, cũng là truyền ra rất nhiều hoành đẹp ngâm sướng ca ngợi, giống như có chư thiên thần Phật, ở tán tụng trước quang minh vĩ đại. Diệp Thần lại đem quang thần thiên tôn ngày xưa lưu lại tổ khí, cẩm lý thiên phù. Dung nhập vào thần thánh bên trong sách. Thoáng chốc tới giữa, thần thánh sách chói lọi bạo tăng, từng cái tiên quang cá chép nhảy lên, phù văn năng lượng nổ tung, ở trong hư không mở ra ra vô số quang minh đất nước, sinh sôi ra hàng tỷ quang minh tín đồ, đều ở đây ca tụng trước thần thánh thiên uy, tình cảnh đặc biệt nguy nga. Thiên uy bá chủ và Thánh Quang Nữ Thần, còn có Tần Ngạo Phong, còn có toàn trường tất cả quang minh thần tộc người, khi nhìn đến thần thánh sách vĩ đại khí tượng sau đó. Bọn họ đều ngẩn ra. Vào giờ khắc này, bọn họ thậm chí cho rằng, Diệp Thí Thiên chính là quang thần thiên tôn trên đời,
có vô cùng thần thánh vĩ đại lực lượng. Thật là, không tưởng tượng nổi, ngươi lại có thể nắm trong tay thần thánh sách. Thánh quang nữ thần tự lẩm bẩm, ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, rung động, kích động, còn có kính mến ý. Thiên uy bá chủ cũng bị thần thánh sách khí tượng, rung động thật sâu. Hắn một mực đang đeo đuổi thần thánh sách cao nhất cảnh giới, đáng tiếc cái này chí cao thần thông, hắn từ đầu đến cuối không có thể lĩnh ngộ. Bây giờ thấy Diệp Thần chính là thần đạo cảnh tầng 2 trời, lại có thể chấp trường thần thánh sách, hắn dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc. Diệp Thần thu hồi thần thánh sách, khẽ mỉm cười, hướng Thiên uy bá chủ nói, tiền bối, người có thể đem quang minh chi tâm bản vẽ cho ta chứ? Thiên uy bá chủ phục hồi tinh thần lại, móc ra bản vẽ chụp cuốn, cười hắc hắc nói, có thể, dĩ nhiên có thể. Nhưng là, người muốn đem cái này bản vẽ, mang ra khỏi thần quang minh vực mà nói, người trước hết nói cho ta, ngày trời và đạo quang, cái nào mới thật sự là quang minh chính tông? Người tham ngộ ngộ thần thánh sách, là dựa vào ánh sáng mặt trời lực lượng, vẫn là đạo quang lực lượng. Diệp Thần nghe Thiên uy bá chủ, nhớ không quên, vẫn là cố chấp cái vấn đề này, không khỏi được sắc mặt trầm xuống, nói. Tiền bối, cần gì phải cố chấp như thế? Cái vấn đề này, ta không có câu trả lời, ta có thể lĩnh ngộ thần thánh sách, là dựa vào luân hồi chi chủ di trạch. Thiên uy bá chủ cười hắc hắc nói, ta chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta ngày trời phái so đạo quang phái lợi hại, cái này chụp cuốn bản vẽ, ta liền có thể để cho ngươi mang đi. Một bên Tần Ngạo Phong, cũng nhìn không được nữa, bỗng nhiên đứng dậy, nói, lãnh chúa, Diệp huynh là người ngoài, ngươi và đạo quang phái phân tranh, kêu hắn phán xét, thì có ích lợi gì? Ngươi mau đem bản đồ giấy cho hắn, muốn tạo quang minh chi tâm, cần tiêu diệt cửu âm, khắc cửu âm thần văn, các ngươi đã không có tiêu diệt cửu âm năng lực, cầm bản vẽ thì có ích lợi gì? Chỉ có Diệp huynh ra tay, vận dụng luân hồi trận doanh lực lượng, mới có tiêu diệt cửu âm cơ hội. Thiên uy bá chủ cười nói, cái này bản vẽ là vô dụng, nhưng Diệp công tử muốn cầm đi, thì phải cùng ta nói một tiếng, ta ngày trời phái mới thật sự là quang minh chính tông. Hắn nóng này cũng là rất cố chấp, chính là muốn Diệp thần cúi đầu, tán thưởng hắn ngày trời phái một tiếng. Tần Ngạo Phong khí được cắn răng nghiến lợi, nói, lãnh chúa, ngươi lại cố chấp như vậy mà nói, ta sau này thì không giúp ngươi hóa giải âm cướp. Thiên uy bá chủ sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi đang uy hiếp ta. Tần Ngạo Phong sắc mặt thật không tốt xem, trực tiếp đem vậy chụp cuốn bản vẽ, từ Thiên uy bá chủ trong tay đoạt lại, nhét vào Diệp thần trong tay, nói, Diệp huynh, bản vẽ cho ngươi, ngươi đi nhanh đi. Thiên uy bá chủ gương mặt thành màu gan heo, rất là căm tức, nhưng ở Tần Ngạo Phong trước mặt, cũng không tiện phát tác. Diệp thần biết Thiên uy bá chủ nóng nảy quật cường, mình lại ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ có nan giải phân tranh. Lập tức, hắn hướng Thiên uy bá chủ chắp tay một cái, nói, đa tạ tiền bối ban cho bản vẽ, tại hạ vô cùng cảm kích, cáo từ trước. Vừa nói liền sải bước rời đi. Thiên uy bá chủ ra mặt run lên, muốn đi ngăn trở, nhưng cuối cùng lại không dám. Thánh quang nữ thần mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhưng là lắc người một cái, đuổi theo. Diệp thần lúc này đã rời đi trung ương thần điện, thánh quang nữ thần gọi lại hắn, nói, Diệp công tử, chậm đã. Diệp thần gặp thánh quang nữ thần đuổi theo ra, trong bụng động một cái, dừng lại ở bước chân, nói, thánh quang nữ thần, người còn có chuyện gì? Thánh quang nữ thần nói, Thiên uy bá chủ tên kia, nóng nảy bá đạo một ít, hy vọng Diệp công tử không nên phiền lòng. Diệp thần nói, không sao. Hắn đã lấy được rồi quang minh chi tâm bản vẽ, tự nhiên sẽ không trách cái gì. Thánh quang nữ thần trong mắt mang một chút sùng bái cùng ngửa mặt trông lên, hướng Diệp thần nói, Diệp công tử, ta nhưng thật ra là muốn hướng ngươi lãnh giáo, nên như thế nào lĩnh ngộ thần thánh sách, có cái gì bí quyết chỗ? Chỉ cần ngươi chịu nói cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ sự việc. Diệp thần nhìn thánh quang nữ thần, ánh mắt kia sáng quắc hình dáng, cười nói, ngươi muốn lĩnh ngộ thần thánh sách sao? Thánh quang nữ thần gật đầu nói, đúng vậy, ta đạo tâm quang minh, tự hỏi đã vô cùng tinh khiết, nhưng thủy chung không thể lĩnh ngộ thần thánh sách, thật chẳng lẽ là ta thiên phú không đủ? Diệp thần nói, chỉ cần đạo tâm quang minh, là không đủ. Thánh quang nữ thần khẩn cấp nói, vậy còn cần gì? Ngươi nói, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thần thánh sách, ta có thể dâng hiến tất cả. Thần thánh sách, là quang minh nhất tộc nhất là cao cấp thần thông, trước mắt trừ Diệp thần ra,
thế gian còn không người có thể chấp trường. Diệp Thần muốn nói lại thôi, hắn rất muốn nói, muốn lĩnh ngộ thần thánh sách, tu được ngày trời đạo quang một thể, thiên nhân hợp nhất, mới là quang minh chánh đạo. Nhưng lời nói này, đối thờ phượng đạo quang phái thánh quang nữ thần, Diệp Thần nhưng là không thể tùy tiện nói ra miệng, nếu không rất dễ dàng bị làm dị đoan. Thánh quang nữ thần thấy Diệp Thần muốn nói lại thôi hình dáng, nhưng có chút hiểu sai ý, gò má một đỏ, nói, không quan trọng, Diệp công tử, người cứ việc nói, bỏ mặc muốn ta hiến xảy ra cái gì, ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thần thánh sách. Diệp Thần ho khan một tí, nói, không phải, thánh quang nữ thần, cái này chí cao quang minh chi đạo, chỉ có thể ý sẽ, khó mà ngôn truyền. À, như vậy đi, ngươi như chịu cho phép ta tiến vào tam âm giếng cổ, chờ ta sau khi đi ra, lại cùng ngươi nói. Thánh quang nữ thần ngẩn ra, nói, Diệp công tử, ngươi muốn đi vào tam âm giếng cổ. Đây chính là vô cùng nguy hiểm địa phương, người rơi vào, cũng sẽ bị âm ma, âm hồn, âm yêu chiếm đoạt, một con đường chết, không có lại khả năng ra ngoài. Diệp thần nói, ta biết, ta muốn đi vào xem, dẫu sao chế tạo quang minh chi tâm, cần tiêu diệt cửu âm, khắc ghi cửu âm thần văn, cái này âm ma, âm hồn, âm yêu, đều là cửu âm một trong. Thánh quang nữ thần trần chờ một tí, nói, Diệp công tử, ta tuy có quyền hạn thả ngươi đi vào, nhưng, ngươi nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, ta không có cách nào hướng luân hồi trận doanh giao phó. Diệp thần cười nói, yên tâm, ta có thể thề, tiến vào tam âm giếng cổ sau đó, ta sống chết tự phụ, coi như bất hạnh vẫn diệt, vậy tuyệt không trách tội các ngươi. Thánh quang nữ thần do dự một tí, cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu nói. Vậy cũng tốt, ta có thể thả ngươi đi vào, nhưng ngươi sau khi ra, nhất định phải nói cho ta thần thánh sách bí ẩn chỗ. Còn nữa, ngươi vào tam âm giếng cổ sau đó, có thần thánh sách hộ thể, không sợ âm sát đánh vào, nhưng ngươi đừng nghĩ dùng tiêu diệt tam âm, dẫu sao ngươi chỉ có thần đạo cảnh, lực lượng là tuyệt đối không đủ. Vậy giếng cổ bên trong tam âm tà sát, chính là ta và thiên uy bá chủ, cũng là không có sức trừ tận gốc. Diệp thần nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Thánh quang nữ thần ôn hòa mỉm cười nói, không cần kêu ta tiền bối, nếu như ngươi không chê, có thể kêu ta một tiếng tỷ tỷ. Ở ngày hôm qua, thánh quang nữ thần còn chỉ là cầm Diệp thần làm thông thường quý khách. Nhưng ở ngày hôm nay, nàng ở biết Diệp thần chấp trưởng thần thánh sách sau đó, thái độ thì trở nên được đặc biệt ôn nhu thể thiếp, trong mắt mang sùng bái ngưỡng mộ quang. Coi như nàng cảnh giới tu vi, vượt xa Diệp thần, nhưng bàn về đối quang minh tạo hóa lĩnh ngộ, nàng nhưng là kém hơn Diệp thần. Diệp thần đã có thể chấp trưởng thần thánh sách, nàng nhưng là không thể làm được. Diệp thần miệng vậy rất ngọt, cười nói, được, vậy thì cảm ơn nữ thần tỷ tỷ. Một tiếng nà ơn nữ thần tỷ tỷ, nghe được thánh quang nữ thần mở cờ trong bụng, che miệng cười khanh khách, liền thân thiết kéo Diệp thần cánh tay, nói, tốt lắm, ta mang ngươi đi tam âm giếng cổ. Lập tức, thánh quang nữ thần liền dẫn Diệp thần, bay đến tam âm giếng cổ cấm địa. Đi tới nơi này phiến cấm địa sau đó, thánh quang nữ thần vậy ôn nhu lưu luyến diễn cảm, thì trở nên được nghiêm túc dị thường đứng lên. Khi nhìn đến tam âm giếng cổ lượn lờ dâng lên âm sát khí sau đó, ánh mắt nàng bên trong lại lộ ra một chút sợ hãi. Năm đó, nàng và thiên uy bá chủ, có thể liên thủ trấn áp tam âm, là mượn quang thần thiên tôn di trạch ban phúc, hơn nữa thời điểm đó cửu âm chủng tộc, cũng không có nhiều ít phòng bị, bọn họ là đánh lén thành công. Nếu như chính diện tỉ thí, vừa không có quang thần thiên tôn ban phúc che chở, bọn họ tuyệt đối không thể nào tùy tiện trấn áp cửu âm chủng tộc. Dẫu sao, vậy cửu âm chủng tộc, là từ nguyên thiên đế bóng mở bên trong, đản sanh ra, thực lực không phải chuyện đùa. Ở đem âm ma tộc, âm hồn tộc, âm yêu tộc, phong ấn đến giếng cổ bên trong, nàng và thiên uy bá chủ, lực lượng liền đến cực hạn. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, bọn họ vô số lần thử nghiệm, muốn đem tam âm diệt tộc tuyệt hết. Nhưng tiếc là, lấy bọn họ năng lực, căn bản không cách nào diệt tuyệt tam âm. Ngược lại, âm ma, âm yêu, âm hồn ba tộc, còn hóa thành ung thư vậy tồn tại, sống nhờ ở thần quang minh vực địa mạch trên, mang cho quang minh thần tộc cực lớn thống khổ, bọn họ nhưng không thể ra sức, thậm chí là tận lực trốn tránh vấn đề. Cho nên, đối mặt tam âm giếng cổ, thánh quang nữ thần cũng là lộ ra sợ hãi. Diệp công tử, cái này tam âm giếng cổ, âm sát tà khí là đặc biệt đáng sợ, ngươi sau khi đi vào, nhất định phải chú ý, học hỏi một tí đến lượt đi ra,
ngàn vạn lần không thể ở lâu. Thánh quang nữ thần kéo Diệp thần cánh tay, rất là trịnh trọng nhắc nhở. Diệp thần nói, ta biết, nữ thần tỷ tỷ. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu như, ta nói nếu như. Nữ thần tỷ tỷ, nếu như ta có năng lực, có thể cắn nuốt hết giếng cổ bên trong tam âm tà sát sao? Thánh quang nữ thần nghe Diệp thần lời này, nhất thời sửng sốt một tí, nói cái này không thể nào, tam âm tà sát năng lượng, đủ để đem thiên đế cũng căng bể, ngươi lại làm sao có thể chiếm đoạt. Diệp thần nói, ta là nói nếu như. Thánh quang nữ thần ngắm nhìn Diệp thần sau mặt nạ ánh mắt, trong lòng rất là ngạc nhiên, ở do dự một hồi sau đó, nàng nói. Nếu như ngươi có thể chiếm đoạt tam âm tà sát, vậy thì ngang hàng thay chúng ta quang minh thần tộc, hóa giải một viên ung thư, tỷ tỷ ta dĩ nhiên là đặc biệt cảm kích. Nhưng, cái này là không thể nào, Diệp công tử, ngươi không nên dính vào. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp thần gương mặt, thật giống như thật là một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, rất sợ Diệp thần sẽ ẩu tả. Diệp thần cười nói, được, nữ thần tỷ tỷ, ta biết, vậy ta đi vào trước xem, ngươi ở chỗ này chờ ta. Vừa nói, Diệp thần bàn tay hội tụ trói lọi, thả ra thần thánh sách hộ thể. Thần thánh thư thánh mang tách thả ra, làm được nơi này u ám tà khí, cũng lại yếu bớt rất nhiều. Thánh quang nữ thần thấy thần thánh sách, trong mắt lại là hiện ra mê ly say mê thần sắc, nhìn về Diệp thần ánh mắt, càng tràn đầy sùng bái. Diệp thần không nói gì thêm, chấn định tâm thần, phi thân nhảy vào tam âm giếng cổ bên trong. Hống! Khặc khặc! Khặc khặc khặc! Diệp thần vừa tiến vào tam âm giếng cổ, bên tai lập tức liền truyền tới vô số âm ma, âm hồn, âm yêu thét chói tai tiếng kêu khóc. Vậy thanh âm bén nhọn, cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn, xuyên thấu hắn linh hồn. Hắn trước mắt nơi gặp, căn bản không phải cái gì giếng cổ, mà là một phiến sâu không thấy đáy, vô biên vô tận hắc ám thâm uyên. Hắc ám thâm uyên bên trong, có rất nhiều âm khí tà sát, âm hồn ma vật, khắp nơi lay động. Chúng vừa nhìn thấy Diệp thần, giống như sói đói thấy mới mẻ máu thịt vậy, điên cuồng dâng lên. Thần thánh sách, chiếu sáng. Diệp thần quát to một tiếng, thúc giục thần thánh sách, hừng hực ánh sáng tách thả ra, thần thánh ánh sáng trắng cuồn cuộn lan truyền, khoáng đạt thánh quang ở trong hư không, cấu trúc ra từng ngọn hùng vĩ cung điện. Quang minh cung điện, trấn áp âm tà quỷ sát, đem vậy tam âm tà khí, toàn bộ chiếu phá, rất nhiều âm hồn ma vật sợ hãi kêu tứ tán thoát đi. Diệp thần trước mắt không còn một mống, ở trống rỗng trong vực sâu, hắn mơ hồ tới giữa, lại thấy từng cục kính phiến tựa như đồ, bảy màu sặc sỡ, như vạn hoa đồng tấm gương, mười phần lộng lẫy lóa mắt. Thấy những cái kia vạn hoa đồng vậy bể kính, Diệp thần ngẩn ngơ, mơ hồ bắt được thiên cơ, hết thảy, đều chỉ hướng một người Hoàng Già Thiên. Hoàng Già Thiên, vị tiền bối kia, hắn ở nơi này tam âm giếng cổ bên trong. Diệp thần thất kinh. Hoàng Già Thiên là cùng cầm đế liên thủ sáng tạo Đại Mộng Xuân Hiểu tồn tại, cũng là 33 thiên thần thuật, vạn hoa đồng huyết nhãn người sáng tạo, vô cùng lợi hại. Cầm đế nói qua, Hoàng Già Thiên có thể vậy gặp phải hoa tổ đuổi giết, chịu đủ hành hạ, khổ không thể tả, muốn để cho Diệp thần thay thế chiếu cố. Ở tới thần quang minh vực trước, Diệp thần thật ra thì liền mơ hồ có dự cảm, Hoàng Già Thiên có thể ngay tại quang minh thần tộc bên trong. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc đầu Hoàng Già Thiên, lại có thể núp ở cái này tam âm giếng cổ bên trong. Nơi này có hắn hơi thở. Diệp thần kinh nghi bất định, lập tức hướng vậy vạn hoa đồng khí tượng ngọn nguồn, bay vút đi. Nhưng mà, làm hắn đến gần vậy vạn hoa đồng vùng lúc đó, âm khí chung quanh tà sát, nhưng đổi được mãnh liệt lên. Rất nhiều âm khí hội tụ, hóa ra một đầu kinh thiên cự ma, cuồng như vậy bảo hiếu trước, huy động cự quyền, như dung chuyển tinh thần. Hung hăng hướng Diệp thần đập tới. Thánh quang hộ thuẫn. Diệp thần phản ứng cực nhanh, thúc giục thần thánh sách, thi triển ra quang minh thuật pháp, từng luồng thánh quang hội tụ, hóa thành hộ thuẫn, bảo vệ tự thân. Phịch. Nhưng, đầu kia cự ma, thân cao vạn trượng, nguy nga không thể ngẩng mặt, lực lượng dâng trào mãnh liệt, một quyền đánh tới, liền đem Diệp thần thánh quang hộ thuẫn, đánh được nghiền. Thánh quang tẩy. Diệp thần sắc mặt trầm xuống. Thần thánh sách vô số phù văn bùng nổ, cá chép khí tượng nhảy lên, từng luồng thánh quang như thần liên vậy bắn ra, quấn quanh ở vậy cự ma thân thể. Theo lý mà nói, giống vậy âm sát ma vật, gặp phải Diệp thần thần thánh sách nghiền ép, chỉ có tan thành mây khói kết quả. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện,
chỉ gặp đầu kia cự ma, gặp phải Diệp Thần Thánh Quang quấn quanh sau đó, lại không có chút nào hội diệt dấu hiệu, vẫn là hung mãnh bá đạo, mãnh mãnh liệt bảo hiếu trước, hướng Diệp Thần tập sát tới. Như vậy hung mãnh cự ma, để cho được Diệp Thần cũng là kinh hãi. Thôn vũ đao, rút ra đao chém. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần sử dụng thôn vũ đao, trong lòng tích trữ suy nghĩ phách đao tam thập lục thức, bàn tay lấy không thể tưởng tượng nổi quỷ mị tốc độ, rút ra đao ra khỏi vỏ. Lao một cái khó mà hình dung sắc bén đao mang, thiểm lược ra, mang chém chết thiên địa đáng sợ mang khí, từ trước phương chém ngang mà qua. Doạt! Đao mang cực nhỏ, nhưng cái này chém ra một đao, vậy cự ma vạn trượng cao thân thể, ngay tức thì bị chém thành hai nửa, ô ô hóa thành hắc vụ hội diệt đi. Mà chém diệt cự ma, Diệp Thần trên thân đao lại không có dính ma khí. Đây cũng không phải bởi vì, thôn vũ đao lọc sạch liền ma khí, mà là căn bản không có ma khí tồn tại. Ảo ảnh sao? Diệp Thần ngẩn ra, vậy vạn trượng cao cự ma, lúc đầu tựa hồ chỉ là ảo ảnh, là ảo thuật hình ảnh. Vậy khó trách hắn thần thánh sách, không có phát huy ra chút nào hiệu quả. Bởi vì vậy cự ma, cũng không phải chân chính hắc ám ma vật, chỉ là ảo ảnh. Là ảo thuật, hoàng gia thiên ảo thuật. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lập tức rõ ràng chân tướng. Hoàng gia thiên là vạn hoa đồng huyết nhãn người sáng tạo, ngày xưa cao cấp ảo thuật thiên đế, hắn ảo thuật tu vi, dĩ nhiên là xuất thần nhập hóa. Diệp Thần rất sợ sẽ có bất trắc họa, lớn tiếng kêu lên, hoàng gia thiên tiền bối, ta kêu Diệp Thí Thiên, là luân hồi trận doanh đệ tử, mọi người là bạn, xin ngươi hạ thủ lưu tình. Thanh âm hắn sau khi rơi xuống, chung quanh một hồi tĩnh mịch, liền vậy từng cục vạn hoa đồng kính phiến, cũng đi theo ám đạm đi xuống, không thấy hết ảnh. Hồi lâu, những cái kia bảy màu sặc sỡ kính phiến, mới lần nữa nổi lên, tất cả kính phiến cũng như ở Diệp Thần trước mặt, ánh chiếu ra một tấm giả nua gương mặt, đó chính là Hoàng Già Thiên dung mạo. Đến đây đi! Hoàng Già Thiên ở kính phiến bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói. Diệp Thần cảm hiện thấy áp lực vô hình. Gật đầu một cái, liền đi về trước phương bay đi, cảm thấy thân thể có chút mất sức. Mới vừa vận dụng thôn vũ đao, chỉ là một đao, liền cơ hồ nhín thời giờ Diệp Thần linh khí. Thôn vũ đao, là chư thiên nhất là binh khí sắc bén, hơn nữa còn là đại đạo thần khí, coi như là năm đó đao phong nữ hoàng, cũng không thể hoàn mỹ nắm trong tay. Người bình thường chấp trưởng thôn vũ đao mà nói, căn bản không cách nào vận dụng, chỉ sẽ phải chịu thôn vũ đao ác liệt mũi nhọn giết ngược. Cho dù là Diệp Thần, rút ra đao lúc cũng cần toàn bộ tinh thần chăm chú, điều động cả người linh khí, mới có thể bảo đảm ở chém địch giết người đồng thời, sẽ không phải chịu phản tổn thương. Từng cục vạn hoa đồng kính phiến, ở Diệp Thần phía trước nổi lơ lửng, cuối cùng những thứ này kính phiến, ánh sáng xen lẫn, ảo mộng lóe lên, ở nơi này phiến hắc ám thâm uyên bên trong, cấu trúc ra một cái quang quái lục cách, do như mộng ảo vậy thế giới. Cái này phiến thế giới mộng ảo, sơn thanh thủy tú. Ở như tấm thảm lục trên sân cỏ, một cái ông già tóc trắng ngồi xếp bằng, chính là Hoàng Già Thiên, hắn trước đầu gối để ngang một cái đàn cổ. Biết đàn sao? Hoàng Già Thiên hỏi. Biết một chút, Diệp Thần trả lời. Hoàng Già Thiên gật đầu một cái, liền kích thích dây đàn, từng luồng mát mẻ nhịp điệu dòng nước chảy ra, là cầm đế bài hát, Không Sơn Tân Vũ. Bài hát này, Diệp Thần vậy sẽ, lúc này lấy ra cửu tiêu hoàn bội cầm, vậy ngồi xếp bằng xuống. Khải đàn tương hòa. Hoàng Già Thiên nghe Diệp Thần tiếng đàn, ánh mắt hơi sáng, nói, ngươi là cầm đế truyền nhân. Diệp Thần trần chờ một tí, sau đó đáp, coi như là. Hoàng Già Thiên ha ha một tiếng cười, coi như là. Dừng một chút, hắn cũng không có sâu hơn cứu đi xuống, hỏi, ngươi làm sao sẽ tới chỗ này. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói ta thừa kế luân hồi ước nguyện, muốn thu xếp tiền bối. Hứa tiền bối một cái an ổn cuộc đời còn lại. Nghe vậy, Hoàng Già Thiên vui vẻ cười to, nói, rất nhiều ta một cái an ổn cuộc đời còn lại. Ta bởi vì cầm đế chuyện, bị liên lụy, bị hoa tổ đuổi giết, các ngươi luân hồi trận doanh, có năng lực bảo vệ ta. Diệp Thần nói có, hoa tổ tuy hung hãn, nhưng ta luân hồi trận doanh, nội tình cũng không yếu. Hoàng Già Thiên suy một tiếng cười, nói, luân hồi chi chủ đã chết, luân hồi suy thoái. Các ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu? Trừ hoa tổ ra, âm vu lão tổ vậy đang đuổi giết ta, hắn là âm tộc đại năng, các ngươi có thể cùng hắn chống lại. Diệp Thần nói, tiền bối còn khác biệt kẻ thù sao?
Hoàng Gia Thiên gật đầu, nói, ngươi vừa đi tới nơi này tam âm giếng cổ, chắc hẳn biết cửu âm truyền thuyết. Cái gọi là cửu âm, chính là âm ma, âm hồn, âm yêu, âm vu, âm linh, âm diễm, âm thi, âm tinh, âm tháng, đều là nguyên thiên đế bóng mở biến thành. Ta vậy kẻ thù, chính là âm vu nhất tộc lão tổ, ta có một thanh kiếm, là chư thiên nhất là binh khí sắc bén, tên là trong lòng chén rượu, bất hạnh bị hắn đoạt đi. Hắn vì hoàn toàn chấp trưởng trong lòng chén rượu kiếm, thì phải giết ta, thệ tử ta âm nguyệt nữ vương, đã chết ở trong tay hắn. Con gái ta âm nguyệt công chúa, có thể vậy đã chết. Trong lòng chén rượu kiếm bị đoạt đi, ta thực lực hạ xuống 90%, nếu không, chính là hoa tổ, vừa có thể làm ta thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Gia Thiên ánh mắt bên trong, tràn đầy ác liệt mũi nhọn cùng tự tin, mỗi một sợi tóc tựa như đều ở đây lấp lánh ánh sáng. Hắn đối mình thực lực, tựa hồ đặc biệt có lòng tin, liền hoa tổ đều không đặt ở bên trong mắt. Nhưng hắn thực lực, 90% cũng ký thác vào trong lòng chén rượu trên thân kiếm, kiếm này vừa mất, hắn ngang hàng thành phế nhân, chỉ có thể bị buộc chạy trốn. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, trong lòng chén rượu kiếm, là chư thiên nhất binh khí sắc bén. Hoàng Gia Thiên nói, làm sao, người không tin. Diệp Thần nhướng mày một cái. Nói có thể tại hạ nghe nói, chư thiên nhất binh khí sắc bén, là thôn vũ đao. Hoàng Gia Thiên nói, đúng vậy, thôn vũ đao ở trên tay ngươi, đó đích xác là thế gian nhất binh khí sắc bén. Nhưng ta trong lòng chén rượu kiếm, cũng là nhất binh khí sắc bén. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, nhất binh khí sắc bén, có hai cây sao. Hoàng Gia Thiên nói, đúng vậy, một cái là chân thực tồn tại, chính là thôn vũ đao. Một cây khác. Là trong ảo tưởng tồn tại, chính là ta trong lòng chén rượu kiếm, đó là một cái huyễn kiếm, là ta hao phí vô số tâm huyết tạo ra, ký thác ta trí cao ảo tưởng, nhưng tiếc là đã bị âm vu lão tổ cướp đi. Diệp Thần nói, phải không? Hoàng Gia Thiên nói, ừ, hoa tổ và âm vu lão tổ, cũng muốn giết ta, chư thiên đã không có ta chỗ dung thân, ta không thể làm gì khác hơn là trốn đến nơi này, chạy tới cái này tam âm giếng cổ bên trong, nơi này âm khí rất nặng. Tà sát tràn ngập, bọn họ sẽ không nghĩ tới ta sẽ trốn tới chỗ này. Diệp Thần nói, tiền bối, ngươi ở chỗ này, sinh hoạt được không? Hoàng Gia Thiên hắc một tiếng cười, nói, vậy dĩ nhiên là không tốt, địa phương quỷ quái này, âm ma, âm yêu, âm hồn phân bố, ta miễn cưỡng chế tạo một cái ảo tưởng thế giới, kéo dài hơi tàn, thật ra thì ta đã chết qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tử vong, ta đều dùng vạn hoa đồng huyết nhãn, đem chết kết quả, đổi thành ảo giác. Gìn giữ tánh mạng. Chỉ mình đôi mắt, cùng một ngày kia, ta đôi mắt này mù, chính là ta ngày rỗ. Vạn hoa đồng huyết nhãn, ở 33 thiên thần thuật bên trong, hạng thứ tư, là thế gian trí cao ảo thuật. Cái này vạn hoa đồng huyết nhãn, địa phương đáng sợ nhất, là có thể đem chết kết quả, sửa đổi là ảo giác, từ đó vĩnh hằng không chết, đặc biệt nghịch thiên. Còn như thường ngày bị thương chảy máu, những thứ này mặt trái trạng thái. Cũng có thể thay đổi là ảo giác, từ đó giữ bản thân tinh khiết không rảnh, vạn pháp bất xâm. Diệp Thần gặp Hoàng Gia Thiên cuộc sống ở tam âm giếng cổ bên trong, lâu chỗ vực sâu, tối tăm không mặt trời, nhưng trước mắt trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, muốn đến là bởi vì là có vạn hoa đồng huyết nhãn trợ lực. Tiền bối, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, Diệp Thần nói. Hoàng Gia Thiên cười lạnh nói, mang ta đi ra ngoài. Ngươi xác định, trên người ta nhân quả sâu nặng. Hoa tổ và âm vu lão tổ cũng đang đuổi giết ta, chỉ cần ta đi ra ngoài, thiên cơ lập tức bại lộ, người luân hồi trận doanh sẽ chọc cho trên vô cùng vô tận phiền toái. Diệp Thần nói, ta xác định, ta không sợ phiền toái. Vừa nói, Diệp Thần lại sử dụng thiên ma cổ bảo, nói, tiền bối, người tiến vào trước tòa pháo đài này, ta lập tức mang người đi ra ngoài. Thấy vậy, Hoàng Gia Thiên trầm mặc, diễn cảm khá là phức tạp. Hắn không nghĩ tới. Diệp Thần thật chịu nhận nạp hắn. Phải biết, hôm nay luân hồi trận doanh, ở mất đi người đáng tin cậy sau đó, hung hiểm trùng trùng, đang đứng ở nguy cấp tồn vong thu, ở trạng thái như vậy hạ, Diệp Thần đều nguyện ý tiếp nhận hắn, là hắn cung cấp che chở, để cho hắn trong lòng vậy 10 phần cảm trong lòng. Coi như người chịu thu nhận ta cái này lão xương, ta chỉ sợ cũng khó mà rời đi. Ở rất dài trong 5 tháng, ta hơi thở. Đã sớm và tam âm giếng cổ hòa làm một thể. Nơi này tam âm tà sát, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ tới chiếm đoạt máu ta thịt,
ta chỉ cần hơi có động tác, tam âm tà sát liền sẽ ùn ùn kéo đến gào thét tới, ngươi thì như thế nào có thể chống đỡ? Hoàng Già Thiên nói, hắn coi như muốn đi, nhưng ở tam âm tà sát vần quanh hạ, chỉ sợ cũng đi chưa xong. Diệp Thần nói, ta có thể giải quyết, tiền bối, ngươi tiến vào trước tòa pháo đài này. Hoàng Già Thiên trầm mặc, ở suy nghĩ cân nhắc một phen sau đó, hắn yên lặng gật đầu, tiến vào thiên ma cổ bảo bên trong, vừa quay đầu cầm ra một khối kính phiến, đưa cho Diệp Thần, nói. Diệp Thí Thiên, đa tạ thỉnh tình, đây là vạn hoa đồng huyết nhãn bí quyết tu luyện, bên trong còn có ta còn sót lại một ít thiên tài địa bảo, tất cả đưa cho ngươi. Diệp Thần nhận lấy kính phiến, nói, đa tạ tiền bối. Hắn ở trong lâu đài thu xếp ổn thỏa Hoàng Già Thiên, lại cầm kính phiến, tinh thần lực thấm vào. Oanh! Làm Diệp Thần tinh thần, thấm vào nhập kính phiến bên trong, hắn liền thấy kính phiến bên trong, là một cái ảo tưởng thế giới. Cái thế giới này, bầu trời đóng dấu trước một đôi màu máu mắt đồng. Làm Diệp Thần tầm mắt, tiếp xúc vậy một đôi huyết nhãn thời điểm, vạn hoa đồng huyết nhãn các loại tu luyện diệu pháp, liền như nước thủy triều tràn vào hắn trong đầu. Những thứ này tu luyện diệu pháp, trong đó bao hàm Hoàng Già Thiên bản thân hiểu ra cách nhìn, đặc biệt tinh thâm độc đáo, có thể giúp Diệp Thần tốt hơn nắm giữ cửa này thần thuật. Rất nhanh, Diệp Thần chỉ dựa vào vượt qua thiên phú, lĩnh ngộ vạn hoa đồng huyết nhãn. Ở đó đôi huyết nhãn dưới, mặt đất bên trên, lại chất đống không thiếu hoàng kim nguyên ngọc, đặc thù nguyên thực, rất nhiều hoa cỏ dược liệu quáng vật vân. Vân, tài nguyên không hề thiếu, đều là Hoàng Già Thiên ở xa vào giếng cổ bên trong, tích lũy đến đồ. Chính là dựa vào những tư nguyên này, hắn mới có thể ở tam âm giếng cổ bên trong, sinh tồn nhiều năm như vậy. Diệp Thần đạt được những tư nguyên này, có thể nói là tiểu tiểu gởi một bút phát tài, mừng thầm trong lòng. Hắn thu hồi tất cả mọi thứ, liền chuẩn bị mang Hoàng Già Thiên đi ra ngoài. Nhưng, đúng như Hoàng Già Thiên nói, Diệp Thần mới vừa động một cái làm, liền làm động tới tam âm giếng cổ thiên cơ. Ở tam âm giếng cổ chỗ sâu, vô số âm hồn tà sát bảo hiếu đứng lên, ngay sau đó, thì có một món âm khí phóng lên cao, như rồng vậy hướng Diệp Thần đánh tới. Cái này tia âm khí bên trong, hàm chứa chi chít âm ma âm yêu, âm hồn quái vật, dữ tợn dị thường. Một đám yêu nghiệt, còn không hết hy vọng. Diệp Thần thần sắc lãnh khốc, lập tức gọi ra thần thánh sách, cẩm lý thiên phù ở trong sách vỡ tách ra sáng lên, vô biên vô tận minh mông trói lọi thả ra ngoài. Suy suy suy. Vậy tất cả âm ma âm yêu, âm hồn quái vật, ở gặp phải Diệp Thần thần thánh sách ánh sáng soi sau đó, phát ra từng cơn tiếng kêu chói tai, nhưng chúng số lượng rất nhiều, ùn ùn kéo đến, chi chít, cũng không hết hy vọng. Từ giếng cổ sâu để chỗ, lại không ngừng có tam âm tà sát xông ra, thể phải đem Diệp Thần chìm ngập. Diệp Thần tuy chấp trưởng thần thánh sách, nhưng đối mặt như vậy hung mãnh tam âm tà sát, tự nhiên cũng có điểm không đỡ được. Huyết Long, đi ra đi. Diệp Thần không chút kinh hoàng, lập tức gọi ra Huyết Long. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, Huyết Long thân thể nổi lên, cùng Diệp Thần nhân long hợp nhất. Diệp Thần bàn tay hóa thành long chảo, trắng trợn bắt nhiếp, đem rất nhiều tam âm tà sát, điên cuồng bắt tới đây, trực tiếp cắn nuốt. Ở thần thánh sách tia sáng ánh chiếu hạ, những cái kia tam âm tà sát cắn trả, hạ xuống thấp nhất. Diệp Thần cả người thần quang lượn lờ, uy nghiêm như thần quang minh tôn, giơ tay nhấc chân tới giữa. Liền có vô số âm sát tà vật, bị hắn cắn nuốt hết, đổi thành là Huyết Long năng lượng. Chủ nhân, hì hì, như thế nhiều âm vật, nhưng có được ta tiêu hóa. Huyết Long không ngừng chiếm đoạt dưới, thân thể không ngừng bành trướng, một phiến phiến vảy rồng, cũng toát ra âm sát khí, cùng trong cơ thể nó đuôi thú khí hỗn hợp, còn có nó long huyết, hóa thành một cổ động trời hắc ám cột máu, phóng lên cao. Tam âm giếng cổ bên ngoài. Thánh quang nữ thần thấy vậy hắc ám cột máu lao ra, thông suốt bầu trời, nhất thời kinh hãi. Mặt đất đang run rẩy, tam âm giếng cổ đang run động, thật giống như giếng cổ bên trong, có cái gì bất trắc tai biến đang nổi lên. Nàng cũng không biết, đây thật ra là bởi vì, Huyết Long điên cuồng chiếm đoạt âm vật, đưa tới thay đổi, còn tưởng rằng là cái gì đáng sợ tai biến. Diệp công tử xảy ra chuyện. Thánh quang nữ thần sắc mặt đại biến, trong lòng là Diệp thần lo âu. Mà nơi này kinh khủng thay đổi, vậy kinh động toàn bộ thần quang minh vực. Quang minh thần tộc rất nhiều cao tầng, thiên uy bá chủ và tần ngạo phong, kinh động dưới, cũng lập tức mang rất nhiều thị vệ cường giả, phóng tới. Rất nhanh,
đám người chạy tới, ở cảm thấy tam âm giếng cổ kịch liệt hỗn loạn sau đó, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Thiên uy bá chủ quát lên, thánh quang nữ thần, là ai ở giếng cổ bên trong? Diệp Thí Thiên, ngươi làm sao có thể thả hắn đi vào? Thiên uy bá chủ chấn động, nếu là hắn chết ở chỗ này, ngươi làm sao cùng luân hồi trận doanh giao phó? Tần Ngạo Phong cũng là sắc mặt bộ dạng sợ hãi, trong đầu nghĩ Diệp Thần tuy chấp trưởng thần thánh sách, nhưng dẫu sao chỉ có thần đạo cảnh tầng 2 thiên thực lực, đối mặt tam âm giếng cổ bên trong rất nhiều âm sát, cũng không phải là địch thủ. Lãnh chúa, chúng ta mau vào đi cứu người, Tần Ngạo Phong nói. Thiên uy bá chủ hừ một tiếng, vậy rất sợ Diệp Thần chết ở bên trong, lật đật mang dưới quyền rất nhiều thị vệ, tung người nhảy vào tam âm giếng cổ bên trong, muốn đi cứu người. Thánh quang nữ thần cũng biết sự quan trọng đại, vội vàng vậy dẫn người tiến vào giếng cổ. Mà ở đám người khẩn cấp hỏa liệu, là Diệp Thần lo lắng thời điểm, Diệp Thần nhưng là lấy bá đạo tư thái, nghiền ép vực sâu, bắt nhiếp vô số âm vật, điên cuồng chiếm đoạt. Diệp Thần cùng huyết long nhân long hợp nhất, long chảo càn quét bốn phương, ngăn cản người tán loạn, mười phần hung hãn. Hắn lại có thần thánh sách bảo vệ, vậy rất nhiều tam âm tà sát, căn bản không cách nào chống lại hắn ánh sáng. Hu hu hu. Rất nhiều âm vật kinh hoàng rên rỉ, nhanh chóng lặn rơi giếng cổ chỗ sâu. Truy đuổi. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, thân thể lập tức tiêu xạ nhi ra, dưới sự đuổi giết đi. Ung ung. Diệp Thần tốc độ, nhanh như bôn lôi, ở vực sâu bạo cướp mà qua, nổ lên cuồn cuộn sấm sét. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới vực sâu để. Nơi này, thiên thiên vạn vạn tam âm quái vật xen lẫn, chúng đều là dùng ánh mắt hoảng sợ, ngắm nhìn Diệp Thần. Rất nhiều quái vật, lại vây quanh một đầu to lớn hình người ma vật, đầu kia ma vật, hình như là một cái bành trướng thi thể, cả người không có một chút sức sống chập chờn, thi thể da nứt ra, triển lộ ra từng hạt tròn xâm nghiêm bóng tối con ngươi, nhìn như mười phần khủng bố. Diệp Thần nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện cổ thi thể này, hội tụ âm ma, âm hồn, âm yêu trình độ cao nhất tà sát khí, là một đầu tam âm cự thi. Tam âm cự thi trên mình, đếm không hết con ngươi, bài trí tia máu, ánh mắt cũng hướng Diệp Thần nhìn lại, rồi sau đó từ trong bụng nứt ra mở một cái miệng to như chậu máu, phát ra âm thanh. Nhân tộc thiên tài, quang minh cường giả, người tốt, người rất cường đại, chúng ta kính sợ người uy nghiêm. Diệp Thần nghe được tam âm cự thi mở miệng, cũng là có chút bất ngờ, bất quá cùng cái loại này âm sát tà vật, vậy không có gì đáng nói. Hắn hừ một tiếng, thần thánh sách trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, thả ra vô số hùng vĩ điện đường khí tượng, liền muốn trực tiếp ra tay. Tam âm cự thi nói, chậm. Nó mắt nhìn Diệp Thần và huyết long, trong ánh mắt thấm ra sâu đậm kính sợ. Quang minh cường giả, chí tôn long vương, ta thỉnh cầu các ngươi tha. Ta lắng nghe đến vận mạng thanh âm, các ngươi muốn tiêu diệt chúng ta, là vì chế tạo quang minh chi tâm, đúc cửu âm thần văn. Nhưng, muốn đúc cửu âm thần văn, không nhất định phải tiêu diệt cửu âm, các ngươi có thể đi giết hồn thiên đế. Hồn thiên đế năng lượng, so với cửu âm bàng bạc nhiều, đem hắn tiêu diệt, lấy hắn năng lượng đúc văn, hiệu quả tốt hơn. Nghe nói như vậy, Diệp Thần không nhịn cười được, nói, muốn giết hồn thiên đế, nơi nào có như thế dễ dàng. Ta xem giết ngươi thì đơn giản nhiều. Thiên tể chú tinh thuật, cho ta bạo diệt. Diệp Thần vậy lười được nói nhảm, hai tay nặn quyết kết ấn, linh khí điên cuồng hội tụ, tại lòng bàn tay bên trong hóa ra một viên to lớn sáng chói tinh thần, rồi sau đó vung tay lên, ngôi sao này, liền như đạn đại bác vậy đập ra, hung hăng hướng vậy tam âm cự thi nổ đi. Tam âm cự thi trên mình tất cả con ngươi, toàn bộ teo lại tới, thân thể cấp tốc lui về phía sau, hơi có chút chật vật né tránh nổ. Oanh! Nhưng, nó dưới quyền rất nhiều âm vật, lại không có may mắn như vậy, lập tức gặp phải Diệp Thần Thiên làm thịt ngôi sao oanh tạc, kêu thảm thiết liên tục, thân thể hội diệt, hóa là nguyên thủy âm sát linh khí, toàn bộ bị Diệp Thần lợi dụng đạo tông đúc đan thuật, đúc thành từng hạt tròn âm đan cắn nuốt hết. Ở huyết long trợ lực hạ, thời khắc này Diệp Thần, đơn giản là vô địch, hắn thậm chí cảm thấy, coi như cao hơn cường giả hạ xuống, mình cũng có sức đánh một trận. Bởi vì, huyết long lực lượng, mang theo đuôi thú hơi thở, liền có thể nghiền ép phổ thông thiên đế, vô cùng lợi hại. Dĩ nhiên, như vậy lực lượng, Diệp Thần cũng không thể tùy tiện vận dụng, dẫu sao có bị cắn trả nguy hiểm. Tam âm cự thi thấy Diệp Thần như thế hung mãnh, ánh mắt nhất thời vô cùng run rẩy, một phiến cho tàn, nói.
Quang minh cường giả, kính sợ ngươi mạnh mẽ. Nhưng, ngươi cố nhiên có thể tiêu diệt chúng ta, bên ngoài cái khác âm tộc đâu? Trừ chúng ta âm ma, âm yêu, âm hồn ba tộc bên ngoài còn có âm vu, âm diễm, âm linh, âm thi, âm tinh, âm tháng, bọn họ sinh sôi được vô cùng mạnh mẽ, ngươi làm sao săn giết được hết sức? So với săn giết cửu âm, đi săn giết hồn thiên đế, có lẽ còn đơn giản hơn. Hồn thiên đế nhìn như vô địch, nhưng hắn có một cái nhược điểm to lớn, chỉ cần kích phá nhược điểm của hắn, ngươi là được không chiến mà thắng. Diệp thần nghe đến chỗ này, cũng tới điểm hứng thú, nói, vậy hồn thiên đế nhược điểm, vậy là cái gì? Tam âm cự thi nói, ngươi tu được đáp ứng trước tha chúng ta đều là rất hèn mọn âm vật, không dám cùng ngươi đối kháng. Diệp thần cười, trong quá khứ trong thời gian, quang minh thần tộc chịu hết âm vật hành hạ, những thứ này âm vật, có thể tuyệt đối không gọi được đáng thương hèn mọn. Nói mau, hồn thiên đế nhược điểm là cái gì? Diệp thần vô cùng bá đạo tra hỏi. Vậy tam âm cự thi thân thể run rẩy run, không dám sẽ cùng Diệp thần nói điều kiện, nói, hồn thiên đế nhược điểm, chính là ở hắn trong lòng, hắn tin tưởng có trung cực thần tồn tại. Vậy trung cực thần, chính là hắn hải đăng. Chỉ cần phá hủy hắn hải đăng, hắn thì sẽ tan vỡ chết đi. Diệp thần ánh mắt chớp động, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, lại hỏi, vậy trung cực thần vậy là cái gì? Tam âm cự thi nói, trung cực thần nhưng thật ra là không tồn tại, mỗi cái người cho là trung cực thần, đều có thể không cùng. Hồn thiên đế tín ngưỡng trung cực, rốt cuộc là cái gì, ta không hề biết, bởi vì nguyên thiên đế trong trí nhớ, không có bộ phận này nội dung, muốn đến hắn vậy còn không tra được. Nhưng, quang minh cường giả, ta muốn ngươi như thế mạnh mẽ, ngươi có thể tra được. Diệp thần vui vẻ cười to, nói như thế nhiều, quay đầu lại đều là nói nhảm, muốn giết hồn thiên đế, nơi nào có như thế dễ dàng. Ta trước hết giết ngươi. Diệp thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, thiên tể chú tinh thuật lần nữa bùng nổ, lần này hắn vận dụng liệt nhật mệnh tinh. To lớn liệt nhật mệnh tinh, ở thiên tể chú tinh thuật ra chỉ xuống, đổi được vô cùng sáng chói nóng rực. Tinh thần bên trong lại dung hợp thần thánh sách năng lượng, vô số cá chép khí tượng vần quanh, thần thánh phủ văn xen lẫn, đặc biệt nguy nga. Viên này to lớn sáng chói tinh thần, chính là mang ngập trời quang minh uy nghiêm, hung hăng hướng vậy tam âm cự thi bạo rơi xuống đi. Tam âm cự thi quanh người âm vật, liên tục kêu thảm thiết, ở Diệp thần liệt nhật mệnh tinh huy hoàng chiếu dọi xuống, rất nhanh liền hóa thành bụi bẩm tiêu tán. Lấn hiếp người quá đáng. Thật làm ta âm tộc dễ khi dễ sao? Âm vu lão tổ à, xin hàng hạ ngươi uy nghiêm, trên đời gian biểu dương ngươi lực lượng bá đạo. Tam âm cự thi đột nhiên ngửa mặt lên trời ngâm sướng, đang kêu gọi cái gì u ám vật cổ xưa. Hư không chấn động, một đạo thâm trầm, to lớn, già nua, âm lệ bóng người, trên không trung chợt lóe lên, tựa như sét đánh vạch qua trời cao, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là long trời lở đất. À! Là âm vu lão tổ. Thiên ma cổ bảo bên trong, hoàng gia thiên thấy vậy chợt lóe lên bóng người, nhất thời kinh hô lên. Đó chính là âm vu lão tổ bóng người. Âm vu lão tổ, có thể nói là âm tộc cao cấp cường giả, năm đó từng cướp đi hoàng gia thiên trong lòng chén rượu kiếm, cũng xóa bỏ hắn thê tử. Ở âm vu lão tổ chợt lóe lên sau đó, giữa trời đất năng lượng nổ, gào thét dâng trào âm sát hơi thở, so với mới vừa mãnh mãnh liệt liền gấp mấy lần. Từng cái cổ xưa vô chữ, hình như là loại nào đó phù văn thần bí, ở trong hư không xen lẫn, cuối cùng hóa thành từng cái xích dài, vờn quanh đến tam âm cự thi trên mình. Xoát! Tam âm cự thi huy động xích dài, như trời đế chấp roi, nghiền ép phàm trần, liền hướng Diệp thần càn quét tới. Diệp thần mượn huyết long lực lượng, tốc độ cực nhanh, lập tức đi về sau bay ngược, tránh ra cái này một tí càn quét. Chủ nhân, tốc chiến tốc thắng! Ta lực lượng không nhịn được bao lâu. Huyết long giọng nói ngưng trọng, hướng Diệp thần truyền âm nói. Đuôi thú năng câu lược, ở trong cơ thể nó chiếm cứ rất lớn một phần chia, nếu như thường xuyên vận dụng, tự thân rất dễ dàng bị đuôi thú cắn trả. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên sử dụng một viên lăng tinh. Viên này lăng tinh, có đa duy kết cấu, như một viên hoàn mỹ cắt kim loại qua thủy tinh. Toát ra từng luồng tinh thuần hừng hực chói lọi năng lượng, ngay tức thì chiếu rọi toàn bộ tam âm giếng cổ. Coi như là Diệp thần mới vừa thiên làm thịt tinh thần, ánh sáng cũng không có viên này lăng tinh như thế mãnh liệt. Viên này lăng tinh, chính là trong truyền thuyết quang minh chi tâm,
tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng tản ra quang minh, cũng là vô cùng nóng rực, để cho được thiên thiên vạn vạn đầu âm vật, bi thảm gào lên chết đi. Tiến vào tam âm giếng cổ thiên uy bá chủ, thánh quang nữ thần, Tần Ngạo Phong các người, ở thấy cái này cổ ánh sáng sáng chói sau đó, cũng là thất kinh, rối rít hướng ánh sáng phát ra địa phương bay đi. Tam âm cự thi thấy viên này quang minh chi tâm, trong mắt cũng là lộ ra lau một cái kiêng kỵ thần sắc, nhưng cũng không có quá kinh hoàng, nói quang minh chi tâm, chỉ là một viên bán thành phẩm, còn trấn áp không được ta. Nó gầm thét, mượn âm vu lão tổ ban phúc lực lượng, cả người âm khí nổ, từng hạt tròn con ngươi bành trướng, vặn vẹo tay khổng lồ hung hăng hướng Diệp Thần bắt đi. Ai nói đây là bán thành phẩm, đây chính là hoàn mỹ quang minh chi tâm. Diệp Thần không có động tĩnh, không có né tránh tam âm cự thi công kích, khóe miệng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, cặp mắt hóa thành máu đỏ màu sắc, con ngươi tan tành như vạn hoa đồng kính phiến, mười phần lộng lẫy. Tam âm cự thi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, liền thấy viên kia quang minh chi tâm, ánh sáng so với mới vừa mãnh liệt hừng hực hàng tỷ lần, tại chỗ liền đem nó cả người tất cả mắt, toàn bộ chiếu được nổ, u ám ra ở thánh quang dưới sự thử thách, suy suy phát vang, toát ra khói đen. Chỉ gặp viên kia quang minh chi tâm, đã cặp có vô hạn đa duy cắt kim loại tinh độ, lăng tinh trên khắc ấn chín đạo âm văn, quang minh lực lượng, cùng âm văn lực lượng, lẫn nhau hòa vào nhau, âm dương lưu chuyển, phơi bày ra hoàn mỹ trí cao đại lộ khí vận. Mới vừa vẫn là bán thành phẩm quang minh chi tâm, lại có thể biến thành hoàn mỹ hoàn chỉnh tồn tại, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Hoàn mỹ quang minh chi tâm, ánh sáng quá sáng chói, quá mãnh liệt, quá bá đạo, chiếu sáng ở tam âm cự thi trên mình, nó kêu thảm thiết liên tục, kêu rên liên tục. Không, không thể nào. Quang minh chi tâm, làm sao có thể biết chế tạo hoàn mỹ? Cái này nhất định là ảo giác. Tam âm cự thi gầm thét. Nó nói phải trả thật không có sai, thật ra thì nó trước mắt thấy, hoàn mỹ quang minh chi tâm, liền là ảo giác. Diệp Thần cặp mắt, một phiến đỏ tươi, hắn đã mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn. Ở vạn hoa đồng huyết nhãn ảo thuật lực lượng vặn vẹo hạ, người bất kỳ thấy viên này quang minh chi tâm, cũng sẽ cho là trạng thái hoàn mỹ, coi như biết rõ là ảo giác, cũng không cách nào nghịch chuyển. Suy suy suy. Rất nhanh, ở quang minh chi tâm chiếu xuống, đầu kia tam âm cự thi, liền đang thống khổ kêu rên bên trong, thân thể sụp đổ, hoàn toàn bể tan tành, hóa thành nguyên thủy tam âm sát khí, bốn phía lén lút. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, vận chuyển đạo tông núc đan thuật, đem những cái kia tam âm sát khí, toàn bộ luyện hóa thành đan thuốc, cho huyết long nuốt trọn. Thoáng chốc tới giữa, tam âm giếng cổ bên trong, lại cũng không có bất kỳ âm khí tồn tại, chỉ có một phiến quang minh, chỉ có quang minh chi tâm tóe ra sáng chói thần mang, chiếu sáng hết thảy. Thần thánh ánh sáng, ở giếng cổ bên trong chiếu sáng, để cho được cái này phiến hắc ám thâm uyên, biến thành thiên quốc nấc thang, vô số hùng vĩ thần điện khí tượng mở ra đi ra, đếm không hết quang minh tiên linh, thần minh, tín đồ, vây quanh quang minh chi tâm quỷ bái, tán tụng ngâm sướng. Mà Diệp Thần thân hình, ở quang minh chi tâm chiếu dọi xuống, giống như thành một tôn quang minh thần, khí tượng so với ngày xưa quang thần thiên tôn, tựa như còn muốn bá đạo khoáng đạt được hơn. Liền liền hắn trên mặt, vậy một tấm dữ tợn đồng xanh quỷ diện, ở vô tận huy hoàng chiếu dọi xuống, vậy lộ vẻ được thần thánh đứng lên. Thiên uy bá chủ, thánh quang nữ thần, Tần Ngạo Phong, còn có rất nhiều quang minh thần tộc cường giả, bọn họ chạy tới, thấy trong hư không hoàn mỹ quang minh chi tâm, còn có Diệp Thần thần quang sáng chói vĩ đại bóng người, bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên uy bá chủ bối rối. Thánh quang nữ thần nhìn viên kia hoàn mỹ quang minh chi tâm, cũng là bối rối, lẩm bẩm nói, Diệp Thí Thiên, chẳng lẽ ngươi đã đem hoàn mỹ quang minh chi tâm, chế tạo đi ra? Tần Ngạo Phong nói, cái này không thể nào, đây là ảo giác. Hắn không hổ là Thanh Liên đạo tổ hậu nhân, đạo tâm như Thanh Liên tinh khiết, rất nhanh liền xem thấu chân huyễn hư thật. Thiên uy bá chủ và thánh quang nữ thần, cũng là ở trong mộng mới tỉnh, cảm giác được trước mắt nguy nga tình cảnh, thật ra thì chỉ là ảo giác thôi. Nhưng, tam âm giếng cổ bên trong âm vật, toàn bộ bị Diệp Thần nghiền tiêu diệt, đây cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là thiết giống vậy sự thật. Diệp Thí Thiên, ngươi diệt tuyệt tam âm. Thánh quang nữ thần ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần thật làm được. Phải biết, giếng cổ bên trong tam âm tà sát, một mực khốn nhiễu quang minh thần tộc, như ung thư vậy không cách nào trừ tận gốc.
Nhưng thời khắc này Diệp Thần, nhưng là diệt tuyệt tam âm, là quang minh thần tộc diệt trừ ung thư, hóa giải bọn họ vạn cổ vĩnh hằng thống khổ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, nữ thần tỷ tỷ, cái này tam âm lực lượng, không ta tưởng tượng như vậy đáng sợ, may mắn không làm nhục mệnh, ta là đem chúng diệt trừ. Cửu âm bên trong, nhất để cho Diệp Thần cảm thấy kiêng kỵ, là âm vu tộc âm vu lão tổ. Nơi này tam âm, năng lượng coi như cộng lại, chỉ sợ cũng không có thể cùng âm vu lão tổ so sánh. Mà đáng sợ hơn phải, âm vu lão tổ còn tranh đoạt hoàng giả thiên binh khí, vậy cầm trong lòng chén rượu kiếm, được gọi là ảo tưởng bên trong, nhất binh khí sắc bén. Mà Diệp Thần thôn vũ đao, chính là chân thực bên trong, nhất là sắc bén tồn tại. Nếu quả thật huyễn giao phong, đao kiếm va chạm, ai có thể thắng được, Diệp Thần cũng không có đem cầm kết luận. Thiên uy bá chủ thân thể run rẩy, nói, vậy quang minh chi tâm. Thiên uy bá chủ mặc dù biết, mới vừa thấy hoàn mỹ quang minh chi tâm, chỉ là ảo giác. Nhưng, bởi vì Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn, ảo thuật vặn vẹo chân thực thật lợi hại, làm được thời khắc này thiên uy bá chủ, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, không phân được chân huyễn. Diệp Thần cười nói, vậy dĩ nhiên còn chỉ là bán thành phẩm, muốn đem nguyên vẹn chế tạo nói, ta còn cần hai vị lãnh chúa trợ lực. Cái gọi là quang minh chi tâm, kỳ thực trên là một viên vô hạn đa duy lăng tinh thể, cần không ngừng cắt kim loại đi ra ngoài duy độ càng nhiều, viên này tinh thể càng tinh tế, liền có thể bộc phát ra càng uy lực cường đại. Trên lý thuyết quang minh chi tâm, nhưng thật ra là không thể nào tạo ra, bởi vì lấy có hạn sức người và vật liệu, lại làm sao có thể chế tạo vô hạn. Chính là bởi vì viên này tinh thể, chế tạo gian nan như vậy, cho nên quang minh chi tâm khái niệm, có thể nói vĩ đại. Có thể cùng luân hồi thư sánh bằng. Diệp Thần biết, khẳng định tồn tại loại nào đó biện pháp, có thể đem khái niệm lên vô hạn duy độ, thành công bày ra. Hắn cần thiên uy bá chủ và thánh quang nữ thần trợ lực, có rất nhiều chế tạo cần tài nguyên, đều phải bọn họ hỗ trợ thu thập, cung cấp, cắt kim loại. Thiên uy bá chủ và thánh quang nữ thần cùng kêu lên nói phải, Diệp Thần tiêu diệt tam âm, diệt trừ thần quang minh vực ung thư, bọn họ vô cùng cảm kích. Tự nhiên nguyện ý hết sức tương trợ. Tam âm diệt trừ, tin tức truyền ra, toàn bộ quang minh thần tộc, cũng rơi vào chè chén say sưa cùng hưng phấn bên trong, coi Diệp Thần như thần hoàng, quỳ bái. Ở thiên uy bá chủ và thánh quang nữ thần thịnh tình giữ lại hạ, Diệp Thần ở thần quang minh vực ở. Ngày trời phái và đạo quang phái người, buông xuống thành kiến, lẫn nhau tay tay trong tay chúc mừng, các nơi lớn bày tiệc rượu. Thiên uy bá chủ và thánh quang nữ thần, cho Diệp Thần đếm không hết quáng vật vật liệu, thiên tài địa bảo cùng các loại tư nguyên, lấy phụ trợ hắn chế tạo quang minh chi tâm, cũng đáp ứng cùng luân hồi trận doanh kết minh. Chỉ cần sau này Diệp Thần một câu nói, bọn họ liền sẽ liều mình ra tay, tương trợ luân hồi trận doanh. Vui mừng kéo dài 3 ngày 3 đêm, Diệp Thần mới ở rất nhiều xã giao bên trong, thời gian rảnh rỗi. Chiều nay, hắn ở lại trong gian phòng, nghiên cứu quang minh chi tâm bản vẽ. Rồi sau đó dựa theo trên bản vẽ bí pháp, cắt kim loại rất nhiều quáng vật, bổ túc quang minh chi tâm, lớn mạnh viên này tinh thể năng lượng. Bất quá hoàn mỹ quang minh chi tâm, cần khắc cửu âm thần văn, thiếu một đạo cũng không được. Huyết long, vậy tam âm tà sát lực, người tiêu hóa nhiều ít. Diệp Thần tinh thần câu thông huyết long, hỏi. Chủ nhân, ta tiêu hóa bộ phận, ngoài ra một phần chia, ta sẽ đúc thành minh văn, giúp người khắc đến quang minh chi tâm phía trên. Huyết Long đáp, Diệp Thần gật đầu một cái này quang minh chi tâm, chế tạo đặc biệt phức tạp, dựa hết vào chính hắn là không được, còn cần Huyết Long trợ lực. Đông đông, đây là, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào, Diệp Thần bắt được thánh quang nữ thần hơi thở. Két, cửa phòng đẩy ra, chỉ gặp thánh quang nữ thần, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào. Nàng tựa hồ là mới vừa tắm xong, tóc ướt nhẹp. Cả người mang một cổ tuyệt vời mùi thơm, để cho người đánh hơi được, liền cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy. Nữ thần tỷ tỷ, chuyện gì? Diệp Thần cười một tiếng, miệng vẫn là rất ngọt. Thánh quang nữ thần mắt đẹp uyển chuyển, cười nói, Diệp công tử, người ngày mai phải đi sao? Diệp Thần gật đầu nói, đúng vậy, cũng kém không nhiều nên rời đi. Thánh quang nữ thần móc ra một cái hộp, giao cho Diệp Thần, nói, vật này ngươi cầm. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, đây là cái gì? Thánh quang nữ thần nói, là tam âm giếng cổ, không, chính xác mà nói, hẳn gọi phong âm giếng cổ,
là Quang Thần Thiên Tôn năm đó chế tạo pháp bảo, kế hoạch là dùng để phong ấn cửu âm tà sát lực lượng. Chỉ tiếc, ta và Thiên Uy bá chủ, lực lượng có hạn, cũng không lực bắt cửu âm. Diệp công tử, cái này phong âm giếng cổ liền cho ngươi, sau này ngươi bắt cái khác âm tộc, nếu như không thể tại chỗ luyện hóa nói, có thể đem chúng tạm thời phong ấn ở giếng cổ bên trong. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, cái này phong âm giếng cổ có thể là đồ tốt, hắn lúc này nhận, cười nói, được, vậy thì cảm ơn nữ thần tỷ tỷ. Thánh quang nữ thần lại nói, chế tạo phong âm giếng cổ vật liệu, xuất xứ từ hắc âm thì không, đó là âm vu tộc và âm nguyệt tộc lãnh địa. Diệp công tử, các ngươi luân hồi trận doanh, nếu như muốn bắt cửu âm mà nói, vậy hắc âm thì không, không thể bỏ qua. Bất quá, hắc âm thời không nội tình, đặc biệt khủng bố, âm vu tộc âm vu lão tổ, lại là nghịch thiên cường giả, ta và Thiên Uy bá chủ từng đi qua bên kia, kết quả thiếu chút nữa thì bị âm vu lão tổ giết chết. Nói đến âm vu lão tổ thời điểm, thánh quang nữ thần trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ, hiển nhiên vị kia âm vu lão tổ, cho nàng để lại sâu đậm bóng mờ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nói, hắc âm thì không sao. Tốt, ta ghi nhớ. Lòng hắn muốn, hắc âm thì không thì âm vu tộc và âm nguyệt tộc lãnh địa, hoàng gia thiên tựa hồ nói qua, hắn thê tử chính là âm nguyệt nữ vương, con gái là cái gì âm nguyệt công chúa. Lập tức, Diệp Thần tinh thần câu thông thiên ma cổ bảo, hướng hoàng gia thiên hỏi, tiền bối, người vợ quá cố âm nguyệt nữ vương, chính là ở hắc âm thì không, là âm nguyệt tộc lãnh chúa. Hoàng gia thiên vẻ mặt có chút kích động, môi run rẩy, nói Diệp tiểu hữu, cái này hắc âm thì không. Sau này ngươi nếu là đi, giúp ta xem con gái ta còn sống không, nàng là âm nguyệt tộc công chúa, ta hoài nghi nàng vậy gặp phải âm vu lão tổ độc thủ. Ở cửu âm chủng tộc bên trong, âm nguyệt tộc là hiền lành, các nàng chủng tộc bên trong tất cả đều là phái nữ, một mực mưu cầu cùng nhân tộc lấy nhau, lấy hóa giải trong huyết mạch âm sát tà khí, thành là người bình thường. Bất quá, này cùng ngoại tộc lấy nhau cử chỉ, ở âm vu lão tổ xem ra, là đại nghịch bất đạo, hắn rất lâu trước liền muốn tiêu diệt âm nguyệt tộc người, nói gì muốn thanh lý môn hộ. Bất quá, âm nguyệt tộc có túc mệnh chi hoàn che chở, hắn không có thể thuận lợi. Nhưng sau đó, hắn cướp được ta trong lòng chén rượu kiếm, lấy được rồi cái này thế gian nhất binh khí sắc bén, hắn rốt cục thì chảm phá âm nguyệt tộc phòng vệ, thê tử ta âm nguyệt nữ vương, vì bảo vệ tộc nhân chết trận, vậy túc mệnh chi hoàn cũng đã rơi vào âm vu lão tổ trong tay. Nói xong lời cuối cùng, hoàng gia thiên thật sâu than thở, niệm đến chuyện cũ, không khỏi đau thương. Túc mệnh chi hoàn. Diệp Thần nhẹ nhàng nhắc tới cái này bốn chữ, mơ hồ tới giữa, lại là cảm nhận được một cổ bàng bạc khoáng đạt vận mệnh lực. Cái này túc mệnh chi hoàn sau lưng, tựa hồ có ngập trời vận mệnh uy áp. Hoàng gia thiên nói, túc mệnh chi hoàn, là thập đại cổ thần khí một trong, cũng không biết là ai chế tạo, có khó lường vận mệnh thiên uy, chấp trưởng vật này, có thể sửa đổi vận mệnh. Vô cùng lợi hại. Năm đó âm nguyệt tộc, đang không cùng nhân tộc lấy nhau sau đó, trong huyết mạch âm sát, nhưng không có chút nào trung hòa yếu bớt, các nàng tựa như trời xanh bị nguyền rủa như nhau, không cách nào thoát khỏi u ám rớt xuống vận mệnh. Sau đó là thê tử ta âm nguyệt nữ vương, cơ duyên xảo hợp lấy được túc mệnh chi hoàn, rốt cuộc nghịch thiên cải mệnh, đem trong huyết mạch nguyền rủa sửa đổi hết, từ đây thoát khỏi hắc ám sa đọa. À, nhưng cái này túc mệnh chi hoàn cũng bị âm vu lão tổ đoạt đi. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nói, lúc đầu cái này túc mệnh chi hoàn, là thập đại cổ thần khí một trong sao. Thập đại cổ thần khí, mỗi một kiện đều là vô cùng chân quý nghịch thiên tồn tại, có dũng khí loại khó lường uy lực. Diệp Thần nghĩ thầm, vậy túc mệnh chi hoàn, mang theo vận mệnh thiên uy, nếu như cho Kỷ Tư Thanh chấp trưởng mà nói, có lẽ có thể lớn mạnh Kỷ Tư Thanh lực lượng. Xem ra cái này hắc âm thì không, ta được đi một chuyến. Diệp Thần nghĩ ngợi, hắn đúc cửu âm thần văn, cần thu thập cửu âm tà sát, hắc âm thì không tự nhiên không cho phép bỏ qua. Lúc tối âm thì không bên trong, âm vu lão tổ trong tay, có trong lòng chén rượu kiếm và túc mệnh chi hoàn hai đại thần vật, vậy để cho Diệp Thần sinh ra nồng đậm hứng thú. Nếu là có cơ hội đánh chết âm vu lão tổ, những cái kia bảo vật, liền toàn bộ là hắn. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần trước đưa đi thánh quang nữ thần, rồi sau đó chính là hướng hoàng gia thiên, hỏi càng nhiều hắc âm thời không chi tiết. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần rời đi thần quang minh vực, Thiên Uy bá chủ, thánh quang nữ thần, Tần Ngạo Phong đi ra đưa tiễn. Tần Ngạo Phong nói, Diệp huynh,
người trừ diệt tam âm, công lao to lớn, ta sau này cũng có thể tiết kiệm chút khí lực, không cần lại lo lắng lãnh chúa bọn họ âm cướp bộc phát. Cuối tháng là ta Thanh Liên đạo tổ ngày giỗ, người nói người muốn cùng ta đi Cửu Liên thời không, ta cân nhắc một tí, cùng ngày giỗ ngày trước, ta xem có không có cách nào, mang người cùng nhau đi vào. Diệp Thần đại hỉ, nói, vậy làm phiền Tần công tử. Trước đây, Tần Ngạo Phong là quả quyết không chịu mang theo Diệp Thần, nhưng Diệp Thần hôm nay giải quyết thần quang minh vực tai họa ngầm, vậy để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn có thể cân nhắc là Diệp Thần trợ lực. Đưa tiễn ngàn dặm, cuối cùng đến lúc chia tay, Diệp Thần liền muốn nói tạm biệt đám người rời đi. Thiên Uy bá chủ nói, Diệp công tử, ta vẫn là muốn hỏi ngươi một câu, chí cao quang minh, ở trên trời, vẫn là ở nhân tâm bên trong. Diệp Thần cười nói, ngày trời đạo quang, cũng không phải là dị đồ, thiên tim nhân tâm, có thể hòa vào nhau, các ngươi như muốn lĩnh ngộ thần thánh sách, nắm giữ chí cao quang minh, lại nhớ thiên nhân hợp nhất cái này bốn chữ. Dứt lời, Diệp Thần liền xoay người rời đi. Mới vừa lời nói này, hắn nếu như là mới vừa bước vào thần quang minh vực thời điểm, là tuyệt đối không dám nói, nhưng bây giờ, hắn chu diệt tam âm, thành tựu truyền kỳ, hắn có tư cách biểu đạt mình quan điểm. Thiên nhân hợp nhất, thiên uy bá chủ và thánh quang nữ thần, nghe xong Diệp Thần lời nói kia sau đó, đều có điểm ngây dại, chố mắt nhìn nhau. Tần Ngạo Phong thấy vậy, khóe miệng lộ ra một người mỉm cười, trong đầu nghĩ sau này thần quang minh vực, có thể sẽ không lại có nhiều như vậy nội đấu. Đây hết thảy công lao, đều là Diệp Thần. Diệp Thần trở lại trên Hoàng Thiên Cung, định tìm Nhâm Phi Phàm thương lượng một tí, hắc âm thời không sự việc. Dẫu sao Thanh Liên đạo tổ ngày giỗ, phải chờ tới cuối tháng, hắn cái tháng này thời gian, tổng không thể không các loại. Mà quay về đến trên Hoàng Thiên Cung, Diệp Thần nhưng thấy vô cùng nguy nga cảnh tượng. Chỉ gặp bầu trời là bóng tối, treo một vầng trăng sáng. Sáng trong ánh trăng thanh huy, tung rơi mặt đất, hơi lớn chăn trải ra sàn liền một tầng bạc sợi bông. Dưới ánh trăng, có tiên nữ múa lên, tiên nhân múa kiếm, cung trăng hao tổn quế, biển đèn thăng tiêu vân. Vân đẹp lạ thường khí tượng, cả Hoàng Thiên Cung, cũng là bao phủ ở một cổ yên lặng tường hòa bầu không khí bên trong. Tốt đẹp lạ thường trăng sáng khí tượng, là có đại sự gì phát sinh. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, bước vào trên Hoàng Thiên Cung bên trong. Tựa hồ là cảm giác được Diệp Thần trở về, Nhâm Phi Phàm hiện thân, hướng hắn vẫy vẫy tay. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đi theo Nhâm Phi Phàm, đi tới hắn mở ra huyết nguyệt thế giới nhỏ bên trong, che đậy thiên cơ, diệt sạch người ngoài xem xét, liền đao phong nữ hoàng, huyết long, tiểu cấm yêu các người, cũng không cách nào cảm nhận hai người nói chuyện. Nhâm tiền bối, tại sao có thể có lớn như vậy trăng sáng khí tượng, là Nhược Tuyết muốn bước lên thần sao? Diệp Thần liền vội vàng hỏi, hắn là mơ hồ bắt được vậy trăng sáng khí tượng sau lưng, tựa hồ cùng Hạ Nhược Tuyết có liên quan. Nhâm Phi Phàm gật đầu nói, đúng vậy, nàng chuẩn bị cùng Nguyệt Thần Thiên Đế Di Hải dung hợp, thừa kế Nguyệt Thần Thiên Đế đạo thống. Diệp Thần cả kinh nói, thừa kế Nguyệt Thần Thiên Đế đạo thống. Từ Hữu Dung cầm nàng tổ tiên Di Hải, giao cho Nhược Tuyết. Hắn còn nhớ, Nguyệt Thần Thiên Đế hậu nhân, kêu Từ Hữu Dung, từng giao cho hai đuôi từ thiên chó sói hải đăng quang minh. Ở ban đầu tìm Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng thời điểm, Diệp Thần cũng nhận được vô số chỗ tốt, nhưng cuối cùng Nguyệt Thần Thiên Đế di thể, hắn là để cho Từ Hữu Dung mang đi. Nhâm Phi Phàm nói, đúng vậy, như Tuyết cô nương tu luyện trăng sáng đạo pháp, Từ Hữu Dung đối nàng vậy rất là chân thành, nguyện ý để cho nàng thừa kế tổ tiên y bát. Cùng như Tuyết cô nương thừa kế Nguyệt Thần đạo thống sau đó, nàng liền là mới Nguyệt Thần. Diệp Thần đại hỉ, nếu như Hạ Nhược Tuyết bước lên thần, hoàn thành là mới Nguyệt Thần, vậy hắn luân hồi trận doanh thế lực, cũng có thể tăng lên không thiếu. Nhược Tuyết có thể trở thành Nguyệt Thần, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhâm tiền bối, ta còn muốn cùng ngươi thương lượng một ít chuyện tình. Diệp Thần đổi câu chuyện, sắp tối âm thì không, âm vu lão tổ, trong lòng chén rượu kiếm, túc mệnh chi hoàn, hoàng giả thiên, cửu âm thần văn, quang minh chi tâm vân. Vân nhân quả xen lẫn, rất nhiều chuyện lúc trước, đều nói cùng Nhâm Phi Phàm biết được. Nhâm Phi Phàm sau khi nghe xong, ánh mắt thoáng qua vẻ kỳ dị, nói, người muốn đi hắc âm thì không, tiêu diệt âm vu lão tổ, cướp đoạt bảo bối của hắn, còn muốn dùng hắn hải cốt linh hồn, tới đúc âm văn. Diệp Thần nói, đúng là như vậy. Vậy âm vu lão tổ, hại được hoàng giả thiên thê thảm như vậy, tội đại ác vô cùng.
Lần này Diệp Thần đem Hoàng Già Thiên mang về, nhất định là kích động thiên cơ, âm vu lão tổ ắt phải âm mưu tính toán, muốn tiêu diệt Hoàng Già Thiên, nhân tiện liền Diệp Thần vậy cùng nhau giết. Diệp Thần tự nhiên không thể ngồi chờ chết, hắn phải chủ động đánh ra, mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Nhâm Phi Phàm trầm ngâm nói, ngươi trở về được hơi trễ, Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh đã lên đường đi Hắc Âm thì không? Nghe vậy, Diệp Thần kinh ngạc, nói cái gì? Các nàng đi Hắc Âm thì không, các nàng đi qua làm gì? Nhâm Phi Phàm nói, là vì Túc Mệnh Chi Hoàn. Kỷ Tư Thanh nói, vậy Túc Mệnh Chi Hoàn là vận mạng thần trí cao khí, chỉ cần nàng có thể bắt được, nàng liền có thể thay đổi vận mệnh, đem ngươi sống lại. Vậy Hắc Âm thì không vô cùng nguy hiểm, ta đã cảnh cáo nàng, nhưng nàng vẫn là cố ý phải đi, Ngụy Dĩnh sợ nàng xảy ra chuyện, liền theo đi qua. Ta và Phật Tổ, còn có gia gia ngươi, muốn trấn thủ trên Hoàng Thiên Cung, không thể khinh động, hôm nay có thể vì các ngươi hộ đạo người, chỉ có thân Đỗ Uyển Nhi. Nhưng, thân Đỗ Uyển Nhi, ở Hắc Âm thời không trên địa bàn, chưa chắc có thể đánh thắng được âm vu lão tổ, tóm lại liền là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần vội la lên. Nhâm tiền bối, nếu như thế nguy hiểm, người còn để cho Tư Thanh các nàng đi qua. Nhâm Phi Phàm cười nói, các nàng cho rằng ngươi thật đã chết rồi, muốn thay đổi vận mệnh sống lại ngươi, ta làm sao dám ngăn trở. Nếu không các nàng tâm trạng kích động, rất có thể phải xảy ra chuyện. Ngươi không cần lo lắng, có thân Đỗ Uyển Nhi âm thầm bảo vệ, coi như không đánh lại âm vu lão tổ, muốn đến cũng có thể trở lui toàn thân. Thân Đỗ Uyển Nhi là ma thần chủ. Nàng hiện tại thân và tương lai thân, đã hòa làm một thể, thực lực bản thân 10 phần cường hãn, đủ để đối kháng âm vu lão tổ. Ở người khác trên địa bàn, nghiền ép chiến thắng không dám nói, nhưng muốn trở lui toàn thân, cũng không phải quá chuyện khó khăn. Diệp Thần trong bụng hơi định, âm thầm cảm kích thân Đỗ Uyển Nhi, lại nói, Nhâm tiền bối, vậy ngày mai ta cũng đi Hắc Âm thì không một chuyến. Nếu Kỷ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh, đều đi Hắc Âm thì không. Vậy Diệp Thần cũng không thể đợi thêm nữa, hắn vậy muốn lại xem. Nhâm Phi Phàm nói, ừ, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như các ngươi cướp được Túc Mệnh Chi Hoàn, ngươi muốn mượn cớ, mình bảo quản, không phải giao cho Kỷ Tư Thanh. Diệp Thần nói, tại sao? Nhâm Phi Phàm nói, bởi vì một khi Kỷ Tư Thanh bắt được Túc Mệnh Chi Hoàn, nàng là có thể chấp chưởng cường đại vận mệnh lực, thật có thể thay đổi vận mệnh. Nếu như nàng thử nghiệm thay đổi vận mệnh, đem ngươi sống lại, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, người căn bản không chết, mạng này vẫn không cần thay đổi, vậy chúng ta bố trí, thì phải bại lộ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, được, ta sẽ chú ý. Thương nghị đã định, Diệp Thần từ Nhâm Phi Phàm thế giới nhỏ bên trong đi ra, kêu người làm thu xếp ổn thỏa Hoàng Già Thiên, từ nay về sau, Hoàng Già Thiên liền cư ngụ ở trên Hoàng Thiên trong cung mặt. Chỉ cần luân hồi trận doanh bất diệt, hắn đều có thể có một cái an ổn sinh hoạt. Diệp Tiểu Hữu, ngươi khi nào đi Hắc Âm thì không? Hoàng Già Thiên cũng không biết Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nói chuyện, hỏi. Hẳn là ngày mai. Diệp Thần đáp. Ngày mai, nhanh như vậy sao? Hoàng Già Thiên thất kinh. Ừ, Diệp Thần gật đầu. Hoàng Già Thiên trầm ngâm một tí, nói, ngươi nếu là đi liền Hắc Âm thì không, vậy thì giúp ta hỏi thăm một chút, con gái ta còn sống không? Nàng là Âm Nguyệt tộc công chúa, ta sợ nàng đã gặp phải âm vu lão tổ độc thủ. Hắc Âm thì không tràn đầy âm sát tà khí, Hoàng Già Thiên coi như muốn suy diễn thiên cơ, dòm ngó nhân quả, vậy cái gì cũng không thấy được. Diệp Thần nói, được, tiền bối, ta sẽ lưu ý. Hoàng Già Thiên gật đầu nói, ta lại truyền cho ngươi một đoạn bí mật chú, đoạn này bí mật chú, nhưng thật ra là một cái nhân quả luật, có thể triệu hoán ta binh khí trong lòng chén rượu kiếm. Vậy trong lòng chén rượu kiếm, bị âm vu lão tổ nắm trong tay chiếm đoạt, nhưng chỉ cần hắn hơi có sơ sót, người tụng niệm ta truyền cho người bí mật chú, liền có thể đem binh khí kia triệu trở về. Hắn liền đem triệu hoán trong lòng chén rượu kiếm bí mật chú, truyền cùng Diệp Thần. Diệp Thần từng cái ghi nhớ, lại chắp tay nói cảm ơn, liền tạm biệt rời đi. Diệp Thần một mình trở lại gian phòng, sử dụng quang minh chi tâm, huyết long đã đem vậy tam âm tà sát năng lượng. Đúc thành ba đạo âm văn, khắc ở quang minh chi tâm phía trên. Có ba đạo âm văn khắc, quang minh chi tâm tóe ra năng lượng, càng xu hướng hoàn mỹ. Diệp Thần lại sử dụng thiên bia, chỉ gặp thiên bia đã hắc liền một nửa, lần trước hắn vận dụng luân hồi thư kiếp bụi lực lượng, sửa đổi bước lên thần độ kiếp kết quả, đưa đến hắc ám chiếm đoạt tăng tốc độ.
nhưng hiện tại, quang minh chi tâm chiếu một cái, bàng bạc thần thánh chói lọi, chiếu sáng ở trên trời trên bia mặt, thiên trên bia hắc ám khí tức, liền như thủy triều rút đi, đến cuối cùng chỉ còn lại phần đáy một chút xíu, nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể. Quang minh chi tâm, quả nhiên có xua tan bóng tối hiệu quả. Diệp thần thấy vậy, trong lòng nhất thời đại hỉ. Khác ba đạo âm văn quang minh chi tâm, âm dương hòa vào nhau, uy năng so trước kia đổi được cường hãn hơn, lập tức liền đem thiên trên bia hắc ám chiếu phá. Diệp thần nghĩ thầm, nếu có thể thành công khắc ghi chín đạo âm văn, lại đem quang minh chi tâm, cắt kim loại thành vô hạn đa duy kết cấu tinh thể, hoàn chỉnh quang minh chi tâm chế tạo ra tới, có lẽ thậm chí có thể chiếu lượng tinh không bờ bên kia, để cho thế gian bước vào vĩnh hằng quang minh tình cảnh, lại không có bóng tối tồn tại. Diệp thần lại lấy ra một cái khắc đao, chậm rãi hướng về phía quang minh chi tâm, tinh điêu tế trác, không ngừng mài cắt kim loại, tăng lên quang minh chi tâm tinh độ, cái này như thiết chày mài kim, phải vô cùng tốt kiên nhẫn. Ngày mai lên đường đi hắc âm thì không, quang minh chi tâm là Diệp thần cực lớn trợ lực, cái loại này thần vật, đối phó những cái kia âm sát ma vật, có vô cùng hiệu quả tốt. Nếu như Diệp thần quang minh chi tâm, đủ quá cường hãn mà nói, thậm chí có thể coi thường cảnh giới chênh lệch, trực tiếp chiếu giết âm vu lão tổ. Thân độ Uyển Nhi cũng ở đây hắc âm thì không, âm thầm hộ đạo, ta có thể được cẩn thận một chút, đừng để cho quang minh chi tâm làm bị thương nàng. Diệp thần trong lòng lại nghĩ ngợi, sợ ngộ thương thân độ Uyển Nhi, dẫu sao quang minh chi tâm năng lượng, đích thực quá đáng sợ, đối thân độ Uyển Nhi cái này ma thần chủ mà nói, cũng là có lực sát thương to lớn. Bởi vì thiên bia hắc ám bị đuổi tản ra, Diệp thần cảm thấy mình trong đan điền linh khí, tinh thuần rất nhiều, tu vi ẩn có đột phá dấu hiệu. Đến được ngày thứ hai sáng sớm, hắn vừa cảm giác dậy, quả nhiên liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, tu vi từ thần đạo cảnh tầng 2 thiên sơ giai, thăng cấp tới trung cấp bước. Cho ta đầy đủ cơ duyên, ta muốn bước vào thần đạo cảnh tột cùng, kia cần 3 năm. Có thể 1 năm, thậm chí nửa năm là đủ rồi. Diệp thần nắm quyền một cái, nội tâm nhiệt huyết dâng trào. Hắn đan điền bên trong ẩn chứa thiên đế thần nguyên linh khí, cho nên đột phá tu vi rất đơn giản, không cần khắc khổ ngộ đạo, chỉ cần không ngừng thu hoạch cơ duyên, dựa vào đống tài nguyên đều có thể đem tu vi kéo lên đi. Hắc âm thì không bên kia, mặc dù nguy hiểm, nhưng sau lưng cũng có thiên đại cơ duyên. Diệp thần không do dự, lập tức rời đi trên Hoàng Thiên Cung, phong tỏa hắc âm thời không tọa độ, trực tiếp ngồi Titan thần hạm phá không bay đi. Hạ một sát, trùng trùng hư không xuyên qua, Diệp thần đã tới hắc âm thì không vòng ngoài. Hắn từ Hoàng Già Thiên trong miệng, biết hắc âm thời không rất nhiều chi tiết. Cái này hắc âm thì không, trừ trung ương thiên vực hắc ám đế thành, còn có một chút đặc thù cấm địa, không đối người bên ngoài mở cửa bên ngoài, những địa phương khác, người ngoại giới đều có thể đi vào, nhưng cần nộp một khoản không rẻ chi phí. Hơn nữa, bất kỳ đối hắc âm thì không, trong lòng có địch ý người, đều sẽ không được phép tiến vào, thậm chí sẽ gặp phải thiên vu thủ vệ đuổi giết. Diệp thần trước mắt, chính là hắc âm thời không tinh bích hệ, bầu trời tầng mây tới giữa, nổi lơ lửng rất nhiều mặc khôi giáp, tay cầm súng kích võ giả, đều là hắc âm thì không bên trong thiên vu canh phòng, thực lực khá là cường hãn. Đứng lại, người nào? Khi nhìn đến Diệp thần hạm thuyền sau đó, có một đội thiên vu canh phòng, không chút khách khí trực tiếp đạp phải trên thuyền tới, ánh mắt mang trên cao nhìn xuống chất vấn, nhìn chằm chằm Diệp thần. Những ngày qua vu canh phòng, đều là âm vu tộc người, bọn họ dung mạo, cùng người bình thường không cùng, da sẽ cho tàn vậy màu sắc, nhưng không hề đen nhánh, mà là một loại tinh khiết sáng long lanh không rõ ràng, hàm chứa đậm đà âm sát khí, con người cũng là màu xám cho, tản ra hơi thở, khá là quỷ dị. Từ bên ngoài đến người, muốn ở quý địa hái điểm đặc thù vật liệu. Diệp thần đã sớm suy nghĩ xong giải thích, hắn mang đồng xanh quỷ diện, thiên cơ hơi thở hoàn toàn che giấu, người khác cũng không cách nào thấy rõ hắn là không phải nói láo. Tay thả vào khối này trên gương. Một cái thiên vu canh phòng, lại lấy ra một mặt tấm gương, đưa tới Diệp thần trước mặt. Diệp thần nghe Hoàng Già Thiên nói qua, đây là chiếu tâm kính, nếu như từ bên ngoài đến người, đối hắc âm thì không mưu đồ gây rối, dùng chiếu tâm kính chiếu một cái liền biết. Nhưng, Diệp thần hơi thở hoàn toàn che giấu, tâm tư thu liếm, chiếu tâm kính không thể nào soi sáng ra hắn nội tâm. Hắn nắm tay trưởng để lên, quả nhiên, chiếu tâm kính không có bất kỳ dị thường. Ngày trước vu canh phòng gật đầu một cái, nói, nộp 500 hoàng kim nguyên ngọc, người có thể tiến vào.
Diệp Thần giả bộ một bộ nhức nhối dáng vẻ, nói, nhiều như vậy sao? Có chút hơi khó cầm ra Hoàng Kim Nguyên Ngọc, đưa đi lên. Ngày trước Phu Canh Phòng không nhịn được nói, lăn vào đi thôi, người tối đa chỉ có thể lưu lại 5 ngày thời gian, 5 ngày sau phải cút ra đây. Nếu như 5 ngày sau, người còn không ra được, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy ngày trước có hai cái nhỏ nàng, chính là trái với cấm lệnh, đã gặp phải chúng ta truy nã, hì hì, ta hy vọng sẽ không ở trong lệnh truy nã thấy ngươi. Hắn lại ném cho Diệp Thần một tấm lệnh bài, đây là Diệp Thần ở Hắc Âm thời không giấy thông hành. Diệp Thần gật đầu, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ Tư Thanh và Ngụy Dĩnh đã gặp phải truy nã. Hắn khởi động Titan thần hạm, lái vào Hắc Âm thì không, rồi sau đó hạ xuống một tòa biên thủy thành trì bên trong, quả nhiên ở lớn đường phố hẻm nhỏ bên trong, thấy được ký Tư Thanh và Ngụy Dĩnh lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã mặt, viết bọn hạ tội. Cũng phải không tuân theo Hắc Âm thời không cấm lệnh, hay là mưu toan bước vào Hắc Ám Đế Thành. Hắc Ám Đế Thành, là Hắc Âm thời không thánh địa, người ngoài là không được phép đi vào. Từ Diệp Thần ở địa phương đó, có thể xa xa thấy, tại thế giới trung ương thiên vực trên, lơ lửng một tòa thành lớn. Chỗ tòa này thành lớn, trôi lơ lửng ở trên trời trên tầng mây, nguy nga, Hắc Ám Đế khí vần quanh, khoáng đạt mênh mông. Chỗ tòa này thành lớn. Chính là âm vu lão tổ sáng chế Hắc Ám Đế Thành, là Hắc Âm thì không tới Vĩ Thánh Địa. Ở Hắc Ám Đế Thành bên trong, đứng sừng sững một cái kinh thiên cự kiếm. Cái thanh cự kiếm này, phảng phất như là một khối nhọn bia vậy, trực thấu thương khung, cho dù Diệp Thần ở biên thủy thành, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cự kiếm kia nguy nga cùng rung động. Cự kiếm cao vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, tuyên khắc đầy đẹp lạ thường hoa văn cùng đồ đằng, các loại phù văn xen lẫn. Trên thân kiếm có từng cái ngân hà vậy văn lạc, lại điêu khắc rất nhiều hình vẽ chữ viết, ghi chép bất hủ sử thi truyền kỳ. Đó chính là hoàng gia thiên tiền bối chế tạo trong lòng chén rượu kiếm sao. Diệp Thần rung động trong lòng, thanh cự kiếm kia, hết sức lộng lẫy kỳ huyễn, hắn một mắt liền cảm giác được, đó chính là hoàng gia thiên nơi chế tạo trong lòng chén rượu kiếm. Trong lòng chén rượu kiếm, là ảo muốn bên trong, chư thiên nhất binh khí sắc bén. Thanh kiếm này và Diệp Thần thôn vũ đao không cùng. Thôn vũ đao là chân thực tồn tại, đại lộ chí giản, thân đao nhỏ dài, lạnh cứng rắn, sâu tuấn, bề ngoài nhìn như cũng không có gì đẹp lạ thường khí tượng. Nhưng trong lòng chén rượu kiếm, bởi vì là ảo tưởng tồn tại, cho nên thân kiếm khắp nơi thấm ra thiên mã hành không lộng lẫy, hết sức ảo mộng, thủy khí nhô lên, kim nghê muôn vàn, không ngừng tách thả ra năm màu thần quang, đem toàn bộ Hắc Âm thì không, ánh chiếu được như mộng như ảo. Không nghĩ tới âm vu lão tổ, lại có thể sẽ đem kiếm này công bố đi ra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra âm vu lão tổ, tương đương có tự tin, rõ ràng đem trong lòng chén rượu kiếm bày ra, cũng không sợ người cướp đoạt ăn cắp. Hoàng gia thiên truyền thụ qua Diệp Thần một đoạn bí mật chú, có thể triệu hoán trong lòng chén rượu kiếm, nhưng thanh kiếm kia Diệp Thần coi như có thể thấy, giờ phút này cũng không cách nào triệu hoán. Bởi vì vậy trong lòng chén rượu trên thân kiếm, hàm chứa một cổ ý chí cường đại lực lượng, đó chính là âm vu lão tổ ý chí. Trừ phi có thể áp chế âm vu lão tổ ý chí, nếu không, Diệp Thần căn bản không cách nào triệu hồi trong lòng chén rượu kiếm. Ở đó cầm trong lòng chén rượu trên thân kiếm, lại khắc rất nhiều truyền kỳ bất hủ, đều là âm vu lão tổ chấp trưởng kiếm này sau đó, mở ra công lao vĩ đại. Trên thân kiếm mặt, ghi chép hắn chém chết âm nguyệt nữ vương, trấn áp âm nguyệt tộc chiến công. Lại còn có tổn thương nặng đại chu gia tộc Chu Mục Thần, là hắn lưu lại tâm ma chiến tích. Âm vu lão tổ, lại có thể từng tổn thương nặng Chu Mục Thần. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cẩn thận dò ngó, liền phát hiện đại chu gia tộc Chu Mục Thần, năm đó muốn tạo thần, sáng tạo đà đế cổ thần thời điểm, từng nghĩ tiêu diệt âm vu tộc, thu thập âm tộc thần hồn máu tươi tạo thần. Nhưng, hắn không có thành công. Bởi vì, hắn gặp phải âm vu lão tổ ngăn cản. Chu Mục Thần rõ ràng khinh địch, hắn lấy vì mình có thể nghiền ép âm vu lão tổ, lại không nghĩ rằng âm vu lão tổ đột nhiên rút ra một kiếm. Đó chính là ảo tưởng bên trong, nhất là sắc bén trong lòng chén rượu kiếm. Chu Mục Thần bất ngờ không kịp đề phòng, bị trong lòng chén rượu kiếm chém thành trọng thương, đây là hắn từ lúc sanh ra tới nay, lần đầu tiên bị trọng thương, thậm chí đối mặt chết uy hiếp. Kiếm này từ nay về sau, là được hắn tâm ma. Có thể tổn thương nặng Chu Mục Thần, cái này tự nhiên là thiên đại chiến công võ huân,
cho nên Âm Vu lão tổ dương dương đắc ý, đem việc này làm truyền kỳ bất hủ, khắc đến trên thân kiếm, chiêu cáo chư thiên. Bất quá Chu Mục Thần, vì gìn giữ mặt mũi, tận lực xóa đi thiên cơ, ngăn trở tin tức truyền bá, cho nên Diệp Thần trước kia cũng không biết. Cái này Âm Vu lão tổ, đúng là có chút bản lãnh, lại có thể tổn thương nặng Chu Mục Thần. Diệp Thần âm thầm bàn tư, trong lòng chén rượu kiếm sắc bén đi nữa, đó cũng là ngoại vật, muốn phát huy ra uy lực chân chính, còn cần dựa vào tự thân thực lực. Âm Vu lão tổ có thể tổn thương nặng Chu Mục Thần, tuyệt không phải hạng người bình thường. Xoát kéo kéo. Ngay tại Diệp Thần trong lòng suy nghĩ muôn vàn thời điểm, hắn nghe được một hồi xích sắt vang động thanh âm, còn có xe ngựa lân lân tiếng. Chỉ gặp một chiếc tù xa, chậm rãi từ bên ngoài thành chạy nhanh liền đi vào. Tù xa bốn phía, từng cái thiên vu canh phòng nghiêm mật phòng bị, đằng đằng sát khí. Tù xa bên trên, nhốt một cái da thịt trắng như tuyết cô gái, cả người như có băng xương mù vần quanh, băng cơ ngọc cốt, mát rượi không mồ hôi, cho dù ở tù xa bên trong, cả người mang xích sắt, tóc mây tán loạn, có chút đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhưng cái khó che hắn tuyệt sắc thiên tư, lại là Ngụy Dĩnh. Diệp Thần ở bên đường, thấy Ngụy Dĩnh bị giam ở trong tù xa, trong lòng thất kinh. Ngụy Dĩnh ở thừa kế băng thần đạo thống sau đó, liền là mới băng thần, vô luận là khí chất vẫn là tu vi thực lực, đều hơn xa trước kia. Nhưng, nàng ở hắc âm thời không trên địa bàn, rõ ràng bất lợi, gặp phải truy nã sau đó, hôm nay đã bị bắt. Hai bên đường phố mọi người, khi nhìn đến tù xa bên trong, Ngụy Dĩnh tươi đẹp dung nhan sau đó, đều là một hồi xôn xao. Cô gái này chính là băng thần Ngụy Dĩnh sao? Quả nhiên là tuyệt sắc thiên tư. Chặc chặc, gương mặt này và vóc người, thật là để cho động lòng người à, nếu là giết thật đúng là đáng tiếc, cho ta làm lò là tốt, hì hì. Đừng có nằm mộng, coi như làm lò, vậy không tới phiên ngươi, đây nhất định là hình thiên công tử người phụ nữ. Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, đều ở đây thán phục Ngụy Dĩnh dung mạo tuyệt sắc. Ngụy Dĩnh ở tù xa bên trong, vẻ mặt ảm đạm. Cúi đầu, cũng không có đi xem người chung quanh, tự nhiên vậy không thấy Diệp Thần tồn tại. Ngụy Dĩnh bị bắt, không biết tư thanh như thế nào, ta phải nghĩ biện pháp cứu người. Diệp Thần trong bụng tính toán, hắn tuyệt không thể nhìn Ngụy Dĩnh xảy ra chuyện. Ngụy Dĩnh bị mang tới trong thành tù bên trong, nhốt, Diệp Thần lưu ý nàng hơi thở, dự định đến khi màn đêm buông xuống sau đó, nếm thử nữa cứu người. Trong thành thiên vu canh phòng, số lượng thực không thiếu. Nếu như Diệp Thần cứng rắn đụng mà nói, sợ là phiền toái không nhỏ. Hắn ánh mắt chuyển động, rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Đến khi ban đêm hạ xuống, chỗ tòa này biên thủy thành mọi người, thấy được một màn vô cùng nguy nga cảnh tượng. Bọn họ thấy một viên to lớn sáng chói tinh thần, từ trên trời hạ xuống, một tiếng nổ, nện ở trong thành một nơi trên dãy núi, thiên sơn vạn nhạc, tại thiên tinh chết nổ bên trong, hóa thành phấn vụn, bụi mù cuồn cuộn. Mặt đất chấn động rạn nứt. Vô số thiên vu canh phòng chấn động, viên này thiên tinh chết nổ, đặc biệt đột ngột, tựa hồ cũng không phải là cái gì thiên tinh, mà là người tạo hóa tinh thần. Địch tấn công, địch tấn công. Đáng chết, nhất định là Âm Nguyệt tộc những cái kia yêu nữ, mộng tưởng hảo huyền, còn nghĩ phản công ta Âm Vu tộc. Mau bẩm báo hình thiên công tử, xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều thiên vu canh phòng kinh động, rối rít hướng thiên tinh nổ địa phương chạy tới. Thật ra thì, viên này chết nổ tinh thần, là Diệp Thần dùng thiên tể chú tinh thuật, tạo hóa đi ra ngoài. Hắn chế tạo nổ, là muốn dẫn ra canh phòng. Quả nhiên, trong thành phần lớn canh phòng, đều bị dẫn ra, chỉ còn lại một phần nhỏ canh phòng, canh giữ ở tù bên trong. Diệp Thần đi tới tù ra, xa xa thấy vậy lưa thưa canh phòng, nhưng vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng cầm ra cửu tiêu hoàn bội cầm, nhẹ nhàng khải đàn, bắn một khúc ám hương phù dạ. Cái này một khúc ám hương phù dạ, chính là khúc thôi miên, dùng cửu tiêu hoàn bội cầm khải đàn, khúc đàn xuyên thấu lực, không biết tăng lên nhiều ít. Rất nhiều canh phòng, nghe được ám hương phù dạ u tính điệu khúc sau đó, tựa như thấy ám hương lững lờ tháng hoàng hôn hình ảnh. Rất nhanh, bọn họ thân thể lảo đảo lắc lư, bảy đổ tám nghiêng, liền choáng váng đã ngủ. Xác định an toàn sau đó, Diệp Thần liền hiện thân đi ra, sải bước đi nhập tù bên trong. Nhưng gặp lao ngục bên trong, rất nhiều tù phạm và canh phòng, toàn bộ đã ngủ, Ngụy Dĩnh vậy ngủ mê man. Diệp Thần một kiếm chém ra Ngụy Dĩnh phòng giam khóa cửa, sải bước đi vào, đem Ngụy Dĩnh đỡ dậy,
kêu lên, "Ngụy cô nương, tỉnh lại đi." Ngụy Dĩnh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy mang mặt nạ Diệp Thần, ngẩn ngơ, nói, "Diệp Thí Thiên, là ngươi?" Nàng tự nhiên không biết Diệp Thần thân phận, chỉ cho rằng người trước mắt là Diệp Thí Thiên. "Ngụy cô nương, ta là Phụng Nhâm tiền bối mệnh lệnh, tới tiếp ứng các ngươi, ta cứu ngươi đi ra ngoài." Diệp Thần đỡ Ngụy Dĩnh, liền hướng ngục giam đi ra ngoài. Ngụy Dĩnh đi bộ lảo đảo lắc lư, đầu còn có chút mơ hồ, mới vừa Diệp Thần vậy một bài ám hương phù dạ, lấy cửu tiêu hoàn bội cầm trình diễn, thôi miên hiệu quả vô cùng cường đại. Cho nên tại Diệp Thần mang nàng đi ra ngục giam, nàng xem vào ngục gia, chi chít giơ cao đuốc thiên vu canh phòng, còn tưởng rằng là ảo giác. Diệp Thần nhìn cái này rất nhiều thiên vu canh phòng, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nội tâm chợt lạnh. Thiên vu canh phòng bên trong, một người cầm đầu, là cái người mặc giáp đen, dung mạo lạnh lùng chàng thanh niên, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần cười nói. Tốt một tay kế điệu hổ ly sơn, nếu như không phải là bổn công tử thông minh, sợ rằng còn thật bị ngươi đắc thủ. Diệp Thần nhìn chằm chằm cái này giáp đen nam tử, nói, ngươi là Hình Thiên Gió Lớn. Hắn biết ở nơi này tòa biên thùy trong thành trì, chí cao người trông coi là Âm Vu lão tổ một tên học trò, kêu Hình Thiên Gió Lớn, thực lực 10 phần cường hãn, đã được đề cử đi tham dự tinh không tranh bá thi đấu. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, đối phó cái này Hình Thiên Gió Lớn, vẫn có chút khó giải quyết. Mà Hình Thiên Gió Lớn, hiển nhiên vậy không có bị Diệp Thần kế sách mê muội. Biết hắn muốn điệu hổ ly sơn, cho nên lập tức liền dẫn người bao vây. Hình Thiên Gió Lớn cười hắc hắc, nói, ngươi nếu nhận được ta, vậy thì ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hắn nhìn Diệp Thần mang mặt nạ, ngươi là Diệp Thí Thiên chứ? Nghe nói ngươi thừa kế luân hồi đạo thống, nhưng, vô dụng, không người có thể cùng luân hồi chi chủ so sánh. Nếu như luân hồi chi chủ đích thân tới, ta có lẽ sẽ có điểm kiêng kỵ. Nhưng ngươi mà nói, ha ha. Ở bổn công tử trong mắt, bất quá là một con kiến hôi. Diệp Thần cười nói, phải không? Hình Thiên Gió Lớn cười nói, cái này băng thần Ngụy Dĩnh, là bổn công tử nhìn chúng lò, người đừng nghĩ mang nàng rời đi. Ngoan ngoãn đầu hàng, đem trên mình bảo bối và đạo thống truyền thừa giao ra, bổn công tử còn có thể tha ngươi một mạng, hì hì. Hắn cũng không có lập tức động thủ mà là uy bách Diệp Thần đầu hàng, chủ yếu là sợ Diệp Thần không để ý hết thảy phản kháng. Thậm chí là tự bảo, vậy trên mình rất nhiều bảo bối, luân hồi đạo thống, cũng muốn đi theo tống táng, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Diệp Thần gặp trước mắt trùng trùng thiên vu canh phòng bao vây, Hình Thiên Gió Lớn lại đang mắt lom lom, Ngụy Dĩnh nguyên khí tựa hồ cũng không có khôi phục, mình muốn thoát thân, tuyệt không phải chuyện dễ. Ngưng thần suy nghĩ một chút, Diệp Thần cười hướng Hình Thiên Gió Lớn nói, Hình Thiên Gió Lớn, ngươi muốn ta đầu hàng cũng có thể, nhưng ngươi trước phải tiếp ta một đao. Hình Thiên Gió Lớn sửng sốt một chút, nói, đón ngươi một đao. Diệp Thần nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một đao, ta liền lập tức đầu hàng, tuyệt không phản kháng. Nghe được Diệp Thần mà nói, Hình Thiên Gió Lớn không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, nói, ngươi có biết hay không bổn công tử thực lực, ngươi chính là thần đạo cảnh tầng hai trời, ta coi như đứng cho ngươi chém, ngươi cũng chưa chắc chém được động ta. Muốn đón ngươi một đao, thì có khó khăn gì? Diệp Thần cười nói, ngươi có chịu hay không? Hình Thiên Gió Lớn khoanh tay, cười khẩy nói, có thể, ngươi ra đao đi. Hắn không làm bất kỳ phòng ngự nào tư thái, liền đứng tại chỗ, thật giống như thật phải đứng cho Diệp Thần chém như nhau. Chung quanh thiên vu canh phòng, cũng là không nhịn được chào cười lên. Thằng nhóc, ngươi ngược lại là phách lối, lấy vì mình có thể gây tổn thương cho đến Hình Thiên công tử sao? Đừng nói đón ngươi một đao. Coi như người ăn gian đao vạn đao, cũng không khả năng làm bị thương Hình Thiên công tử một cái chút nào mau. Giữa các ngươi chênh lệch, so trời đất phân nê còn lớn hơn ngươi biết không? Diệp Thần nghe chung quanh tiếng cười nhạo, nhưng là mặt không đổi sắc, vẻ mặt trầm ổn, khóe miệng mang mỉm cười. Ngụy Dĩnh vậy khẩn trương, kéo kéo Diệp Thần cánh tay, nói, Diệp Thí Thiên, chớ làm loạn, ngươi không cần phải để ý đến ta, mình trước nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Diệp Thần lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về Hình Thiên Gió Lớn, trong mắt tóe ra lau một cái mũi nhọn ý định giết người. Hạ một sát, Diệp Thần sử dụng một cái đao. Thanh đao này, giản dị, lạnh lùng, nhỏ dài, đen sẫm, không có bất kỳ dư thừa trang sức, chính là thôn vũ đao. Chanh! Diệp Thần lấy tốc độ bất khả tư nghị, rút ra đao ra khỏi vỏ. Thôn vũ đao ra,
lau một cái sáng bóng lượng hàn mang, ánh chiếu bầu trời đêm, lạnh lẽo nhân tâm tỳ. Đây là... Hình thiên gió lớn thấy thanh đao này, trong nháy mắt con ngươi trợn to, lộ ra kinh hãi rung động thần sắc, muốn phòng ngự, nhưng đã không còn kịp rồi. Thôn vũ đao đao mang, như nhanh như tia chớp vạch qua hắn cổ. Thổi phù một tiếng. Hình thiên gió lớn thân thủ chia lìa, cổ suối máu văng tung tóe, đầu cao cao phi dậy, phốc thông một tiếng rớt xuống đất, trên khuôn mặt vẫn định cách kinh ngạc chấn động phố diễn cảm. Hắn vùng lân cận mấy cái thiên vu canh phòng, gặp phải diệp thần đao khí hơn mang cuộn sạch, trong nháy mắt bị chém eo, vậy chết oan uổng. Thôn vũ đao nhuốm máu, nhưng từ trên thân đao, chậm rãi chảy ra hạt xương, đem lưỡi đao rửa sạch, như thôn mưa rửa lá cây. Diệp thần tuy rút ra đao giết người, nhưng lại không dính nhuộm khí huyết, thân đao sáng bóng, đạo tâm tinh khiết, như lưu ly không nhiễm bụi ai. Thằng nhóc, ngươi giết người. Không, hình thiên công tử. Đây là cái gì đao, thật là sắc bén mang khí. Cái này thế gian, tại sao có thể có như thế binh khí sắc bén, sợ rằng liền trong lòng chén rượu kiếm, đều không thể so sánh đi. Toàn trường thiên vu canh phòng chấn động, một phiến hỗn loạn kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới. Diệp thần chỉ là rút ra một cái đao, liền chém giết hình thiên gió lớn. Vậy một đao mũi nhọn, vậy một đao sắc bén, làm người ta rung động. Toàn trường tất cả người, cũng chưa thấy qua sắc bén như vậy đao. Đừng nói hình thiên gió lớn không có phòng bị, coi như toàn lực phòng thủ, sợ rằng cũng không cản được diệp thần một đao. Cái này thôn vũ đao mũi nhọn, thật là quá ác liệt hung hãn. Diệp thần rút ra đao sau đó. Gương mặt cũng là ngay tức thì rơi vào trắng bệch, cả người thể lực cơ hồ bị rút sạch, cánh tay cũng đã tê dần, thiếu chút nữa muốn rơi xuống, muốn Ngụy Dĩnh dìu đỡ. Diệp Thí Thiên, ngươi không có sao chứ? Ngụy Dĩnh cũng là vô cùng rung động, không nghĩ tới Diệp Thần cái này một đao, mũi nhọn lại là như vậy khủng bố. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, nói, không có sao, chúng ta đi. Hắn thu đao, mang Ngụy Dĩnh rời đi. Rất nhiều thiên vu canh phòng. Biết rõ Diệp Thần lúc này yếu ớt, nhưng kiêng kỵ thôn vũ đao mũi nhọn, lại là ai cũng không dám đuổi theo. Diệp Thần trong đầu nghĩ, phách đao thương lôi cho ta cơ duyên, thật là quá lớn, thanh đao này, quả nhiên là thế gian nhất binh khí sắc bén, sát phạt hết sức ác liệt. Dừng một chút Diệp Thần lại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bất quá, chính là bởi vì quá mức sắc bén, cho nên rất dễ dàng phản tổn thương tự thân, ta sau này có thể được cẩn thận sử dụng. Mỗi lần rút ra thôn vũ đao Diệp Thần đều cảm giác tinh thần mệt mỏi, cả người thể lực bị rút sạch vậy, mệnh tính tinh hoa bị kịch liệt tiêu hao. Này cùng nghịch thiên đại sát khí, vẫn không thể tùy tiện sử dụng. Mà ở Diệp Thần mang Ngụy Dĩnh lúc rời đi, hắc ám đế thành quảng trường, sinh mạng nước suối bên trong, một đạo thân ảnh, chậm rãi từ nước suối bên trong nổi lên, từ không tới có, ánh sáng vần quanh, lại là hình thiên gió lớn. Mới vừa bị Diệp Thần giết chết hình thiên gió lớn. Lại có thể ở sinh mạng này bên trong nước suối sống lại. Sống lại sau hình thiên gió lớn, trong ánh mắt tràn đầy hung hãn cửu hận, lớn tiếng tức giận mắng. Diệp Thí Thiên, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngươi rõ ràng chấp trưởng thôn vũ đao, nhưng muốn giả thần giả quỷ, lừa bổn công tử muốn ngươi chết. Giận dữ mắng hình thiên gió lớn, để cho được trên quảng trường rất nhiều canh phòng, đều là ngạc nhiên. Hình thiên, thế nào? Lúc này, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái ông cụ áo bào cho, cả người âm khí rắn độc vần quanh, xuất hiện ở trên quảng trường. Trên quảng trường rất nhiều vệ binh, vội vàng quỳ xuống thi lễ, bái kiến lão tổ. Cái này ông cụ áo bào cho, chính là hắc âm thời không chí cao nắm giữ, âm vu tộc chí tôn, âm vu lão tổ. Hình thiên gió lớn vậy hoảng vội vàng khom người, nói, sư phụ, có người ngoài xông vào. Là luân hồi trận doanh Diệp Thí Thiên, hắn cầm trong tay một cái đao, nếu như đệ tử không nhìn lầm, đó chính là trong truyền thuyết đại đạo thần khí, ngày xưa đao phong nữ hoàng binh khí, thôn vũ đao. Thôn vũ đao. Âm vu lão tổ ánh mắt liền sáng bấm ngón tay tính toán, rồi sau đó ha ha cười một tiếng, nói. Không nghĩ tới phách đao thương lôi, lại có thể sẽ đem trọng đại như vậy cơ duyên, truyền cho cái này Diệp Thí Thiên. Trong ảo tưởng nhất binh khí sắc bén. Đã ở ta trong tay, lấy thêm đến cái này cầm chân thực bên trong, sắc bén nhất đao, sư phụ kia ta liền có thể bước lên đời này cao cấp cao thủ nhóm, ha ha. Tam âm giếng cổ tồn tại, từng triệu hoán qua ta lực lượng,
ta gặp qua cái này Diệp Thí Thiên, đích xác là nhân trung long phượng, có tư cách truyền thừa luân hồi đạo thống, người ở trong tay hắn chết qua một lần, cũng không coi là oan uổng. Hình Thiên Gió lớn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, sư phụ, vậy ngươi muốn đích thân ra tay, tiêu diệt cái này Diệp Thí Thiên sao? Âm Vu lão tổ cười tủm tỉm sờ một cái râu, nhưng không có lên tiếng. Lệnh. Vùng sát biên giới, Diệp Thần mang Ngụy Dĩnh đã ra khỏi thành, đi tới một nơi tĩnh lặng dã ngoại, tạm thời nghỉ ngơi. Âm Vu lão tổ muốn giết ta. Ở nghỉ ngơi không bao lâu, Diệp Thần liền mơ hồ bắt được một cổ ý định giết người, xuất xứ từ Âm Vu lão tổ. Hình Thiên Gió lớn vậy sống lại. Hắn còn cảm giác được, Hình Thiên Gió lớn cũng ở đây Hắc Ám Đế Thành bên trong sống lại. Ngụy Dĩnh nghe Diệp Thần mà nói ta nghe nói Hắc Ám Đế Thành bên trong, có một nơi sinh mạng nước suối, là tinh không thần ao một giọt nước biến thành, Âm Vu tộc tất cả nhân vật trọng yếu, bọn họ cũng sẽ đem mình linh hồn, ký thác vào sinh mạng bên trong nước suối mặt, chỉ cần sinh mạng nước suối không khô kiệt, bọn họ cũng sẽ không chết, có thể vô hạn sống lại. Diệp Thần sửng sốt nói, sinh mạng nước suối, tinh không thần ao. Ngụy Dĩnh nói, tinh không thần ao ở tinh không núi thần, nhưng vạn cổ năm tháng, cũng có một ít năng lượng chảy xuống, những thứ này tiết lộ ra ngoài năng lượng, bị người bên ngoài đạt được, liền có thể lấy được thiên đại chỗ tốt. Ví dụ như cát trong thành, cũng có sinh mạng nước suối, có thể làm cho không người nào giới hạn sống lại, cùng Hắc Ám Đế trong thành là giống nhau, đều là tinh không thần ao một giọt nước biến thành. Diệp Thần con người có rút lại, trong đầu nghĩ vậy tinh không thần ao, đích xác là vô cùng ảo diệu, chỉ là lưu tả ra một giọt nước, là có thể làm cho không người nào giới hạn sống lại. Hắn nếu có thể bắt lại tinh không tranh bá cuộc so tài hạng nhất, chấp trưởng tinh không thần ao, vậy linh hồn liền có thể không tiêu diệt. Hắc Ám Đế trong thành sinh mạng nước suối, hắn không có nghe Hoàng Già Thiên đề cập tới, muốn đến là Hoàng Già Thiên suy sụp sau đó, mới tạo ra. Ngụy Dĩnh nói, Âm Vu tộc có ba vật quý, chính là sinh mạng nước suối, trong lòng chén rượu kiếm, túc mệnh chi hoàn, cái này ba kiện bảo vật, muốn toàn bộ cướp lấy, đó là không thể nào. Ta lần này và Kỳ Tư Thanh đi ra, chủ yếu là muốn lẫn vào Hắc Ám Đế Thành, cướp đoạt túc mệnh chi hoàn. Kỳ Tư Thanh là vận mệnh nữ thần, nàng chỉ cần có thể thấy túc mệnh chi hoàn, phát ra triệu hoán, thì có thể cướp đoạt thần vật kia. Nàng hẳn còn không bắt được túc mệnh chi hoàn. Bởi vì ta không thấy thiên địa khí voi thay đổi. Nhưng nàng là thành công lẫn vào Hắc Ám Đế Thành, ta là không cẩn thận bị bắt, à. Nói tới chỗ này, Ngụy Dĩnh lại hướng Diệp Thần nói, đa tạ ngươi, Diệp Thí Thiên, nếu không phải ngươi ra tay, ta có thể liền xong rồi. Nếu như không phải là Diệp Thí Thiên xuất thủ cứu nàng, nàng có thể thì phải lâm vào là Hình Thiên Gió lớn đầy tớ. Diệp Thần nói, không có sao, vậy nếu Tư Thanh cô nương đã vào Hắc Ám Đế Thành, chúng ta vậy phải nghĩ biện pháp đi vào, cũng không thể để cho nàng xảy ra chuyện. Ngụy Dĩnh thổi phồng nâng mình gò má, áo não nói, nhưng là muốn lẫn vào Hắc Ám Đế Thành mà nói, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chỗ đó, người ngoài là không cho phép đi vào, chỉ cho phép âm tộc người bước vào. Diệp Thần cười nói, không sao, ta có biện pháp đi vào, chúng ta chỉ cần ngụy trang thành âm tộc là được. Tay hắn nắm chặt. Lòng bàn tay liền hội tụ ra từng luồng âm khí. Những thứ này âm khí, có âm ma khí, âm yêu khí, âm hồn khí, đều là Diệp Thần ở tam âm giếng cổ bên trong lấy được. Hoàng Già Thiên đã nói với hắn Hắc Âm thời không rất nhiều bí mật cùng chi tiết, như thế nào lẫn vào Hắc Ám Đế Thành, Diệp Thần tự nhiên cũng là biết được, chỉ cần lợi dụng tam âm khí, ngụy trang thành âm tộc nhân là được. Ngụy Dĩnh ánh mắt liền sáng, nói, vậy rất tốt, Tư Thanh một người, vẫn là quá nguy hiểm. Chúng ta được qua đi tiếp ứng. Bất quá, muốn chú ý Âm Nguyệt tộc sát thủ. Diệp Thần nói, Âm Nguyệt tộc. Ngụy Dĩnh nói, đúng vậy, Hắc Âm thì không, tuy nói là Âm Vu tộc một nhà độc quyền, nhưng trừ Âm Vu tộc bên ngoài, còn có một cái Âm Nguyệt tộc, các nàng là người hiền lành. Vậy túc mệnh chi hoàn, thật ra thì lúc ban đầu là Âm Nguyệt tộc thần khí, sau đó bị Âm Vu lão tổ cướp đi thôi. Âm Nguyệt tộc bị Âm Vu tộc diệt tộc chèn ép. Hôm nay chỉ còn lại bộ phận còn sót lại, núp ở Khô Huyết Sơn mạch bên trong, các nàng luôn muốn báo thù, nuôi dưỡng rất nhiều sát thủ, thường xuyên ở Hắc Ám Đế Thành bên trong phá hoại. Nếu là không chú ý bị các nàng cho rằng là Âm Vu tộc người, thì có thể gặp phải tập sát. Ta trước chính là bị hiểu lầm, bất ngờ bị thương, cuối cùng bị Thiên Vu canh phòng bắt. Thật ra thì Ngụy Dĩnh thừa kế băng thần đạo thống,
đối mặt giống vậy thiên vu canh phòng, cũng không sợ. Nàng lần này bị bắt, là bởi vì là bị thương ở phía trước, không thể làm gì, mới luân lạc như vậy. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, vậy Âm Nguyệt công chúa, còn sống không? Ta nghe nói Âm Nguyệt tộc có vị công chúa, là Âm Nguyệt nữ vương và một cái nhân tộc cường giả lấy nhau sinh hạ. Ngụy Dĩnh nói, Âm Nguyệt công chúa sao? Ta không biết, rất nhiều hắc âm thời không bí mật, ta cũng biết không nhiều, nơi này âm khí tràn ngập, thiên cơ mong manh, rất nhiều bí mật đều khó suy tính. Diệp thần nói, được rồi. Diệp thần không có hỏi tới nữa, xem ra muốn biết chân tướng nói, vẫn là phải đích thân đi hắc ám đế thành một chuyến. Âm Nguyệt công chúa là hoàng gia thiên con gái, nàng sống chết, Diệp thần tự nhiên muốn tra rõ sở, như vậy mới có thể cho hoàng gia thiên một câu trả lời. Đến khi ngày thứ hai, Diệp thần lợi dụng tam âm khí, đem mình và Ngụy Dĩnh, ngụy trang thành âm tộc người, đi hắc ám đế thành. Thật ra thì, Ngụy Dĩnh và Kỳ Tư Thanh, trước đây cũng là giả bỏ vào. Bất quá bọn hắn ngụy trang, tự nhiên không thể cùng Diệp thần so sánh. Diệp thần mượn dùng trước tam âm khí, ngụy trang được không chê vào đâu được, trấn thủ hắc ám đế thành thị vệ, còn thật cho rằng hai người là âm tộc hậu duệ, thả hai người đi vào. Đi vào hắc ám đế thành, Diệp thần càng rõ ràng thấy, trung ương thành phố Thanh Cự Kiếm kia, đỉnh thiên lập địa, nguy nga cao vút, phía trên khắc đầy sử thi truyền kỳ, kiếm quang thụy hà muôn vàn, hết sức ảo tưởng thịnh. Mỗi một ngày, đều có vô số âm tộc nhân, đi cự kiếm kia dưới, quỳ bái, tán tụng trước âm vu lão tổ mạnh mẽ. Thanh kiếm kia, nếu như chúng ta có thể đoạt vào tay là tốt. Ngụy Dĩnh nhìn vậy trong lòng chén rượu cự kiếm, trong mắt vậy tràn đầy khao khát vẻ. Ngụy cô nương, ngươi muốn trong lòng chén rượu kiếm? Diệp thần hỏi. Ngụy Dĩnh cắn răng nói, dĩ nhiên, ta nghe nói thanh kiếm này từng nặng chém Chu Mục Thần, là Chu Mục Thần tâm ma kiếm, nếu là chúng ta có thể bắt được nói, thì có thể thay Diệp thần báo thù. Ở nhắc tới Diệp thần thời điểm, Ngụy Dĩnh khóe mắt bên trong cũng có nước mắt, nàng là thật cho rằng Diệp thần chết, mà nguyên hung chính là Đại Chu gia tộc, là Chu Mục Thần. Nàng hận không được đem Chu Mục Thần bầm thây vạn đoạn, là Diệp thần trả thù. Cái này cầm trong lòng chén rượu kiếm, từng nặng chém Chu Mục Thần, là người sau tâm ma, nếu như có thể chấp trưởng, tất nhưng đối với Chu Mục Thần tạo thành to lớn uy hiếp. Diệp thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, đúng là như vậy, cái này cầm trong lòng chén rượu kiếm, đối Chu Mục Thần mà nói, xác thực như vậy là tâm ma vậy tồn tại. Chỉ là, cái này cầm trong lòng chén rượu cự kiếm, hàm chứa âm vu lão tổ ý chí mãnh liệt, coi như đặt ở Diệp thần trước mắt, Diệp thần cũng khó mà cướp đi. Huống chi, hắc ám đế thành là âm vu lão tổ địa bàn, nơi đây cao thủ trùng trùng, cường giả san sát coi như Diệp thần có thể cướp được trong lòng chén rượu kiếm, cũng khó mà thoát thân. Trước đừng để ý trong lòng chén rượu kiếm, chúng ta tìm được Tư Thanh cô nương nói sau. Diệp thần nói, việc cần kíp, không phải cướp đoạt trong lòng chén rượu kiếm, mà là trước cùng Kỳ Tư Thanh hội họp, hắn cũng không muốn Kỳ Tư Thanh xảy ra chuyện. Ngụy Dĩnh trầm ngâm một hồi, nói túc mệnh chi hoàn ở Uyên Hạ Cung, chúng ta đi Uyên Hạ Cung thử vận khí một chút, có lẽ có thể bắt được Tư Thanh hơi thở. Diệp thần nói, cũng tốt. Hắc ám đế thành ba vật quý, trong lòng chén rượu kiếm chấn thủ bầu trời khí vật, sinh mạng nước suối bảo vệ nhân gian, túc mệnh chi hoàn chấn thủ địa mạch. Trên trời, nhân gian, địa mạch, ba người nối thành một thể, bảo đảm hắc ám đế thành khí vận không ngừng, phong thủy liên miên, giang sơn vĩnh cố. Túc mệnh chi hoàn ở địa phương đó, chính là ở dưới đất, chỗ đó kêu Uyên Hạ Cung, là một phiến thật lớn thế giới lòng đất. Có người nói, Uyên Hạ Cung chính là hắc ám đế thành cái bóng ngược, đó là một cái điên đảo thế giới, chính là điên đảo sau hắc ám đế thành. Ở hắc ám đế thành bên trong, vậy mà nói, chỉ có tinh nhuệ đệ tử, mới có tư cách tiến vào Uyên Hạ Cung, học hỏi túc mệnh chi hoàn, hiểu vận mệnh đại đạo bí ẩn. Diệp thần và Ngụy Dĩnh. Thân phận hôm nay là phổ thông âm tộc nhân, bọn họ là không tư cách tiến vào Uyên Hạ Cung. Nhưng, có tiền có thể dùng quỷ thôi ma, ở Diệp thần tiêu phí một số tiền lớn sau đó, rốt cuộc cũng là thuận lợi từ canh phòng trong tay, lấy được rồi Uyên Hạ Cung nhập tràng lệnh bài. Ngày mai giữa trưa, ở lối vào tập hợp, qua lúc không chờ, canh phòng cảnh cáo Diệp thần hai người một tiếng. Diệp thần đáp ứng, liền cùng Ngụy Dĩnh ở hắc ám đế thành bên trong, tạm ở một đêm. Mà lúc này hắc ám đế thành đã dán đầy hai người lệnh truy nã. Thậm chí, Diệp thần còn thấy sống lại sau hình thiên gió lớn, cưỡi ngựa mà qua,
uy phong lẫm lẫm hình dáng, nhìn dáng dấp đạo tâm cũng không có đắp lên nhiều ít bụi bặm. Tinh không thần ao biến thành sinh mạng nước suối, quả nhiên là lợi hại, người sống lại sau đó, còn có thể tẩy đạo tâm bụi bặm, không để cho nhân đạo tim bị long đong. Diệp thần trong lòng âm thầm khiếp sợ, phải biết, coi như cường giả có thiên thiên vạn vạn cái thời gian tuyến, nhưng mỗi một cái thời gian sợi hủy diệt, cũng sẽ cho đạo tâm mang đến vết thương, khiến cho đạo tâm bị long đong. Dẫu sao, tử vong ở bất cứ lúc nào, cũng tuyệt không phải một kiện khoái trá sự việc. Nhưng hình thiên gió lớn sống lại sau đó, vẫn là tinh thần sáng láng hình dáng, có thể tưởng tượng được vậy sinh mạng nước suối có lợi hại dường nào, sống lại người sau đó, còn có thể rửa nhân đạo lòng bụi bặm, đem chết mặt trái hiệu quả, xuống đến thấp nhất. Mà lúc này Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, bởi vì có tam âm khí vần quanh, cũng không có bị người phát hiện. Đến khi giữa trưa ngày thứ hai, đã đến giờ tập hợp, Diệp Thần và Ngụy Dĩnh đi tới Uyên Hạ Cung lối vào. Nơi này đã có mười mấy tinh nhuệ đệ tử ở tập hợp trước. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh là thành tựu khách khanh, đi theo đi vào học hỏi túc mệnh chi hoàn. Một đội canh phòng ở phía trước dẫn đường, đội trưởng kêu lên, đi thôi, Uyên Hạ Cung là thần vận mệnh chiếu sáng chói lọi chi địa, nhưng không phải mỗi một xó xỉnh cũng có thể được vận mạng chiếu cố. Ở một ít góc tối, có thể sẽ có ma vật nảy sinh. Các ngươi nhất định phải chú ý, không thể chạy loạn, muốn theo sát chân chúng ta. Chúng đệ tử kêu, ừ. Đội trưởng kia gật đầu một cái, liền mang theo canh phòng đi ở phía trước, dẫn Diệp Thần đoàn người các loại, tiến vào Uyên Hạ Cung. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, ở Hắc Ám Đế trong thành, cũng không có bắt được Kỳ Tư Thanh hơi thở, bọn họ chỉ muốn đi Uyên Hạ Cung thử vận khí một chút, xem Kỳ Tư Thanh có ở đó hay không phía dưới. Đoàn người thông qua một cái thật dài lối đi, rốt cục thì tiến vào thế giới dưới đất. Cái này phiến thế giới dưới đất, khắp nơi có thể gặp cổ xưa cũ nát cung điện, còn có rất nhiều di chỉ phế tích. Chỗ này đã từng là Âm Vu lão tổ và Chu Mục Thần giao chiến chi địa. Âm Vu lão tổ có thể nặng chém Chu Mục Thần, trừ dựa vào trong lòng chén rượu kiếm mũi nhọn bên ngoài, còn mượn túc mệnh chi hoàn lực lượng. Nơi này chính là Uyên Hạ Cung sao? Diệp Thần nhìn xung quanh trước mắt cái này phiến cổ xưa thế giới, nơi này hoàn cảnh u ám, nhưng không hề đen nhánh, có thể thấy ánh sáng. Những thứ này ánh sáng, tới từ thế giới dưới đất trung ương, đứng sừng sững một tòa nhọn tháp. Tòa kia nhọn đỉnh tháp bộ, chỉ vào một cái to lớn sáng lên vòng tròn. Cái đó vòng tròn, ùng ùng chuyển động, như một vòng xoay tròn mặt trời, tóe ra vô tận chói lọi, chiếu sáng người thân thể, thật giống như người chiếu mặc, xuyên thủng linh hồn. Xuyên qua vận mệnh. Vòng tròn bên trên, vô số mịn, cổ xưa, tinh xảo phù văn đan vào, nếu như nhìn kỹ lại mà nói, có thể thấy những phù văn kia, không ngừng sinh diệt trước, mỗi một khắc đều có phù văn phai mờ, lại có mới phù văn, từ quang vòng trên nổi lên. Những phù văn kia, thật ra thì chính là người vận mệnh. Một đạo phù văn, đại biểu một người. Truyền thuyết, người bất kỳ đều có thể ở túc mệnh chi hoàn trên, thấy mình vận mệnh. Chư thiên vận mạng của tất cả mọi người, liền lấy từng cái phù văn hình thức, khác ở túc mệnh chi hoàn trên, chỉ cần sửa đổi phù văn thế đi, liền có thể thay đổi người vận mệnh. Chân chính nghịch thiên cải mệnh. Đó chính là túc mệnh chi hoàn liền sao. Thật là nguy nga thần khí, trời ạ, ta thật giống như thấy được mình vận mệnh. Ta cũng nhìn thấy, nhưng vận mạng phù văn, vĩnh cố vĩnh hằng, không thể phai mờ, không thể sửa đổi. Đúng vậy, nếu như có thể sửa đổi. Vậy còn là vận mệnh sao? Chính là bởi vì không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận, đó mới là vận mệnh à. Tại chỗ Âm Vu tộc các đệ tử, phần lớn người vẫn là lần đầu tiên thấy túc mệnh chi hoàn, tại chỗ liền bị rung động thật sâu, cảm nhận được liền vận mạng sức mạnh to lớn, mạnh mẽ, mênh mông, còn có tự thân nhỏ bé. Thiên địa thong thả, lớn đạo vô cùng, người tu luyện tới cực hạn, có thể hay không cùng thiên địa, đại lộ, vận mệnh đối kháng. Hi hi, cách xa như vậy, các người xem đến cái rắm. Trung thực đi theo ta, cùng đi đến vận mệnh tháp hạ, các người sẽ chậm chậm học hỏi. Theo sát chân điểm, chú ý chớ bị ma vật ăn. Thủ vệ kia đội trưởng khinh thường cười lên, vung tay lên, bước nhanh tiến về trước. Chúng đệ tử thu liếm tâm thần, đi theo ở phía sau, Diệp Thần và Ngụy Dĩnh cũng đi theo lên. Thành thạo vào một đoạn đường sau đó, quả nhiên. Liền nghe được một bên hắc ám trùm trong rừng, truyền ra ma vật gầm thét, có mấy đầu quái vật hình người vọt ra.
Thủ vệ kia đội trưởng và thủ hạ Thiên Vu canh phòng, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa nhìn thấy ma vật xuất hiện, lập tức liền ngay ngắn ra tay, đao kiếm súng kích tể phát, đem đánh tới ma vật chém rớt. Đi gần nửa ngày, đoàn người gặp phải mấy sóng ma vật tập kích, có người bị thương, nhưng cũng không có xuất hiện tử vong. Diệp Thần gặp những ngày qua Vu canh phòng, nghiêm chỉnh huấn luyện, so với vùng sát biên giới canh phòng, đó là muốn cường hãn hơn. Bất quá Diệp Thần cũng không phải ăn chay, nếu là bùng nổ xung đột, hắn có lòng tin đem những thứ này canh phòng giải quyết hết, chỉ là kiêng kỵ âm Vu lão tổ hạ xuống. Diệp Thần lại mơ hồ bắt được, thần độ Uyển Nhi hơi thở, ẩn núp trong bóng tối, đặc biệt bí mật, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Lần này Diệp Thần, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh đoàn người, tới Hắc Âm thì không, sau lưng hộ đạo giả, chính là thần độ Uyển Nhi. Nếu như âm Vu lão tổ phủ xuống nói, thần độ Uyển Nhi vậy sẽ xuất thủ, bảo đảm Diệp Thần đám người an toàn. Tốt lắm, trước nghỉ ngơi một chút. Thủ vệ đội trưởng khoát tay đang bị mấy đợt ma vật tập kích qua sau đó, đội ngũ cần tu sửa. Đoàn người liền ngồi xuống đất nghỉ ngơi, bọn thủ vệ ở bên ngoài canh gác. Diệp Thần ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa Túc Mệnh Chi Hoàn. Nhưng, Diệp Thần ánh mắt tảo biến liền Túc Mệnh Chi Hoàn, cũng không thấy được thuộc về luân hồi phù văn. Ở Túc Mệnh Chi Hoàn thượng hạng xem cũng không có khác khi Diệp Thần vận mệnh. Là ta tồn tại quá đặc thù, vẫn là ngăn được quá xa, không thấy rõ. Diệp Thần nhướng mày một cái, vậy không nhìn thấu sau lưng nhân quả. À, bỗng nhiên, nghỉ ngơi ra, truyền ra một tiếng hét thảm. Bên ngoài bóng người lay động, có một từng đạo ác liệt nhanh nhẹn bóng người, như quỷ mị vậy bay tập kích tới, toàn bộ là cô gái, da như cho tàn, tướng mạo tươi đẹp, nhưng giữa trán đều là mang nghiêm ngặt sát khí, tất cả cố chấp một cái nhúng độc dao găm. Địch tấn công, địch tấn công. Rất nhiều Thiên Vu canh phòng kêu to lên, vẻ mặt chấn động. Là Âm Nguyệt tộc sát thủ. Trời ạ, đám này yêu nữ, các nàng làm sao lẻn vào Uyên Hạ Cung. Tất cả canh phòng, cũng phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Những thứ này nhanh nhẹn bóng người toàn bộ là Âm Nguyệt tộc sát thủ, người người ác liệt hung hãn. Tại chỗ Âm Vu tộc đệ tử, tất cả đều luống cuống, rối rít rút ra binh khí, cả người run rẩy. Âm Nguyệt tộc sát thủ, những năm này thời gian, cho Âm Vu tộc tạo thành to lớn phá hoại cùng tổn thương, nhưng bởi vì các nàng bộ lạc, ở tập trung ở Khô Huyết Sơn Mạch, đó là Hắc Âm thì không đáng sợ nhất tử địa, tràn đầy không rõ cùng dơ bẩn, Âm Vu tộc coi như muốn tiêu diệt, nhưng cân nhắc đến sau lưng giá thật lớn, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Uyên Hạ Cung không phải có địa mạch bảo vệ sao? Lão tổ bày ra địa mạch sát trận cùng nhân quả luật, bất kỳ bước vào Uyên Hạ Cung âm tháng yêu nữ, cũng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử, các nàng làm sao không có sao. Uyên Hạ Cung lối vào canh phòng trùng trùng, các nàng lại là làm sao lặn tiến vào. Tất cả Âm Vu tộc đệ tử, đều lộ ra vô cùng rung động kinh ngạc thần sắc. Ở bọn họ nhận biết bên trong Âm Nguyệt tộc sát thủ, tối đa chỉ có thể trên đất làm phá hoại, không thể nào họa loạn Uyên Hạ Cung. Nhưng hiện tại một màn trước mắt, hiển nhiên ngoài bọn họ dự liệu. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh nhìn nhau một mắt, cũng là vô cùng giật mình, không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải Âm Nguyệt tộc sát thủ. Âm Nguyệt tộc sát thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, các nàng trời xanh tính tuy hiền lành, nhưng đối phó với Âm Vu tộc kẻ địch, nhưng là không chút nương tay, Ngụy Dĩnh trước đây cũng bị các nàng ngộ thương qua. Chỉ gặp điện quang hỏa thạch lúc đó, từng cái Thiên Vu canh phòng, ở Âm Nguyệt tộc sát thủ tập kích, lục tục ngã xuống. Thủ vệ kia đội trưởng vừa giận vừa sợ, quát lên, một đám yêu nữ, đừng có ở Uyên Hạ Cung càn rỡ. Lão tổ, xin hàng hạ người uy nghiêm. Thủ vệ đội trưởng sử dụng một tấm phù chiếu, liền muốn triệu hoán Âm Vu lão tổ lực lượng hạ xuống. Những sát thủ này quá hung tàn, hắn không cách nào một mình đối kháng. Nhưng, hắn phù chiếu, năng lượng còn không có thả ra ngoài, một cái sắc bén dao găm, liền cắt vỡ hắn cổ họng. Cố chấp chủy thủ cô gái, tướng mạo rõ ràng so những cô gái khác, trẻ tuổi hơn một ít, thậm chí có thể nói là mang chút non nớt, năm tháng dấu vết hư hại rất nhẹ. Nàng ra, không giống cô gái khác như vậy như cho tàn, mà là càng trắng nõn một ít, rõ ràng cho thấy nhân tộc cùng Âm Nguyệt tộc con lai. Nhưng nàng giữa hai lông mày lạnh lùng sát khí, so với người bất kỳ đều phải nồng nặc. Thật là khó có thể tưởng nhọn tượng, tuổi trẻ như vậy cô gái, lại có thể sẽ có sâu như vậy nặng cừu hận cùng sát ý. Liên Diệp Thần thấy nàng ánh mắt,
trong lòng đều là run lên. Nàng là Âm Nguyệt công chúa. Diệp Thần trong mắt có giúp một cái, thấy cô gái này ngũ quan tướng mạo, cùng Hoàng Già Thiên có 3-4 phần tương tự, trong đầu nghĩ nàng có thể chính là Hoàng Già Thiên con gái, Âm Nguyệt công chúa. Phụ nữ kia và thủ hạ nàng sát thủ, ở giết sạch Thiên Vu canh phòng sau đó, ánh mắt liền hướng Diệp Thần đoàn người xem ra. Cùng các nàng liều mạng. Vậy mười mấy âm vu tộc đệ tử, ở tuyệt đối sợ hãi dưới, kích thích huyết tính, liền xông về phía trước. Các ngươi thân thể, đóng đầy rắn độc. Các ngươi nội tạng, sinh ra con giòi. Màu đen hoa, từ các ngươi đầu lâu bên trong phá ra tới. Các ngươi đều sẽ chết rất thảm. Phụ nữ kia nhìn vào tới từng cái âm vu tộc người, thần tình lạnh lùng, phát ra như cầu nguyện vậy ngâm sướng. Nàng ánh mắt, hóa thành máu đỏ màu sắc, con ngươi như vạn hoa đồng kính phiến vậy tan tành. Nàng tiếng ngâm sướng rơi xuống, một màn quỷ dị liền xuất hiện, chỉ gặp vậy từng cái âm vu tộc người, trên người của bọn họ đột nhiên đóng đầy rắn độc, nội tạng sinh ra con giòi, tích đầy con giòi từ trong miệng bò ra ngoài, đầu lâu nổ tung, từ trên đầu sinh ra màu đen kinh tởm hoa, cuối cùng toàn bộ ngã xuống đất chết thảm, trạng thái chết cực đoan thảm thiết khủng bố. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh vậy cảm thấy có khí thức quỷ dị tấn công tới, thân thể khỏe xem muốn sinh ra rắn độc con giòi, như những cái kia âm vu tộc người vậy thê thảm chết đi. Ta thân như lưu ly, sạch sẽ không rảnh, vạn ác bất xâm, quỷ dị tan đi. Diệp Thần quát tháo hoa sen, biết phụ nữ kia sử, chính là vạn hoa đồng huyết nhãn ảo thuật, cái gì rắn độc con giòi ác hoa, toàn bộ là ảo ảnh. Nhưng, vạn hoa đồng huyết nhãn, là chư thiên đệ nhất ảo thuật, có thể ung dung đem ảo ảnh thay đổi là thật thực. Nếu như để bất kể, Diệp Thần và Ngụy Dĩnh, tuyệt đối cũng phải như những cái kia âm vu tộc người như vậy, cả người bẩn thỉu thê thảm chết đi. Cho nên, ở cảm thấy được khí thức quỷ dị đánh tới ngay tức thì, Diệp Thần vậy mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, cặp mắt hóa thành màu đỏ, trong miệng ngâm sướng liên tục, lấy ảo thuật đối kháng ảo thuật. Hắn và Ngụy Dĩnh thân thể, liền hóa thành lưu ly thánh thể, tinh khiết không rảnh, không nhiễm tiêm trần, chặn lại quỷ dị kia ảo thuật xâm nhập. May là như vậy, Ngụy Dĩnh nhìn trên đất một cái trạng thái chết thảm thiết thi thể, cũng bị sắc mặt bị sợ bạc màu, thân thể mềm mại run rẩy. Ồ, ngươi là người nào, ngươi làm sao sẽ vạn hoa đồng huyết nhãn? Phụ nữ kia vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Thần, hoàn toàn bối rối. Nàng thậm chí cảm giác được, Diệp Thần ảo thuật tu vi, còn ở nàng bên trên. Ngươi là Âm Nguyệt công chúa chứ? Ta kêu Diệp Thí Thiên. Là người phụ thân Hoàng Già Thiên bằng hữu. Diệp Thần rút lui đi mình và Ngụy Dĩnh trên mình, tất cả âm khí ngụy trang, lộ ra bản tướng. Dĩ nhiên, hắn còn mang mặt nạ, chỉ là vậy đôi máu đỏ ánh mắt, biểu dương ra hắn ảo thuật thành tựu, thậm chí vượt qua phụ nữ kia. Phụ nữ kia chính là Âm Nguyệt công chúa, nàng và nàng thủ hạ, nghe được Diệp Thần nói sau đó, đều là vô cùng kinh ngạc. Ngươi là ta phụ thân bằng hữu. Âm Nguyệt công chúa thân thể mềm mại run rẩy, ngắm nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, đúng vậy, nếu không ngươi cho rằng ta vạn hoa đồng huyết nhãn, là học từ đâu? Âm Nguyệt công chúa rung giọng nói, ta phụ thân có tốt không? Diệp Thần nói, hắn ở ta luân hồi trận doanh bên trong rất tốt, ngươi yên tâm. Hắn rất nhớ mong ngươi, lo lắng ngươi bị âm vu lão tổ sát hại, nhờ ta tới hỏi dò ngươi tin tức. Âm Nguyệt công chúa nghe đến chỗ này. Trong lòng lại là thương cảm, lại là kích động, rơi lệ, khóc không thành tiếng. Một cái Âm Nguyệt tộc nhân đạo, công chúa, chú ý có bẫy. Âm Nguyệt công chúa lau sạch nước mắt, nói, không có chuyện gì, ánh mắt sẽ không lừa gạt người, hắn nói được đều là thật. Diệp Thần cười nói, cảm ơn tín nhiệm của ngươi, Âm Nguyệt công chúa, các ngươi là làm sao tiến vào Uyên Hạ Cung. Hắn nghe mới vừa những cái kia âm vu người nói, Âm Nguyệt tộc người muốn đi vào Uyên Hạ Cung. Cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng hiện tại Âm Nguyệt công chúa nhưng làm được. Âm Nguyệt công chúa nói, là lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn lực lượng. Môn huyễn thuật này, người vậy chấp trường, hẳn biết sự lợi hại của nó, có thể đổi giả thành thật. Ta tối hôm qua ở trong lòng cất một cái ảo tưởng, nói chờ ta tỉnh dậy, ta và người ta, là có thể xuất hiện ở Uyên Hạ Cung, hơn nữa không chịu địa mạch cấm chế ảnh hưởng. Sau đó, ta ngày hôm nay tỉnh dậy. Liền xuất hiện ở nơi này. Một cái Âm Nguyệt tộc cô gái nói, công chúa đại nhân ảo thuật, thật là có thể nói tới vĩ thần tích, có thể làm mơ ước trở thành sự thật, nguyện vọng gì đều có thể thực hiện.
Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn cũng biết, lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn mà nói, đích xác có thể đổi giả thành thật, để cho ảo tưởng nguyện vọng, trở thành chân thực tồn tại, đột phá hết thảy thời gian không gian, phép tắc hạn chế. Nhưng, loại thủ đoạn này, giá phải trả cực kỳ to lớn. Công chúa, người ảo thuật rất lợi hại, lại có thể làm được tình cảnh này. Nhưng ngươi hẳn biết, thủ đoạn như vậy, đột phá thời gian không gian, lật đổ quy luật, giá phải trả lớn vô cùng, ngươi ánh mắt có thể mù hết, đạo tâm bị long đong, cuối cùng ở cực đoan trong thống khổ chết đi. Diệp Thần cảnh cáo nói. Âm Nguyệt công chúa nói, ta biết, nhưng vì đoạt lại thúc mệnh chi hoàn, ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể như vậy. Cái này thúc mệnh chi hoàn, là ta Âm Nguyệt tộc thần khí, ta không thể để cho nó rơi vào Âm Vu lão tổ trong tay. Ta phải đoạt lại thần khí này, thay đổi ta Âm Nguyệt tộc vận mệnh, hơn nữa xóa bỏ Âm Vu lão tổ, ta muốn là ta tộc nhân và mẫu thân trả thù. Nói đến trả thù hai chữ lúc đó, Âm Nguyệt công chúa vẻ mặt tràn đầy bi phẫn, ánh mắt mang cực đoan tâm trạng. Tộc nhân của nàng, nàng mẫu thân, đều là chết ở Âm Vu lão tổ dưới quyền, nàng từ lúc nhỏ bắt đầu, liền gánh vác cừu hận ngập trời cùng sứ mạng. Diệp Thần và Ngụy Dĩnh nhìn nhau, đều là yên lặng. Cái này thúc mệnh chi hoàn, bọn họ cũng muốn, vậy cùng Âm Nguyệt công chúa tới giữa, liền tồn tại khó mà điều hòa mâu thuẫn. Âm Nguyệt công chúa bén nhạy nhận ra được một điểm này, nói các ngươi cũng muốn cướp lấy thúc mệnh chi hoàn. Diệp Thần cũng không có giấu giếm, nói, đúng vậy, thần khí này, là vận mệnh chi đạo thần khí, chúng ta luân hồi trận doanh cũng muốn. À, mọi người đều là bạn bè, cũng không cần phải tranh đoạt, Âm Vu lão tổ là chúng ta cùng chung địch nhân. Âm Nguyệt công chúa ánh mắt run lên, nói, bằng hữu thì bằng hữu, thế nhưng thúc mệnh chi hoàn, nhất định phải quy về ta Âm Nguyệt tộc giữ, các ngươi không thể cướp, nếu không đừng trách ta trở mặt. Diệp Thần cười khổ một tí, cái này thúc mệnh chi hoàn, lúc ban đầu chính là Âm Nguyệt tộc thần khí, hắn tự nhiên cũng không sẽ mạnh như thế cứng rắn liền cướp đi. Nhưng, thần khí này, chính là thập đại cổ thần khí một trong, đối kỳ tư thanh tăng thêm trợ lực to lớn, Diệp Thần nhưng lại không muốn bỏ qua. Công chúa, chúng ta trước hay là bắt được túc mệnh chi hoàn nói sau, hiện tại liền nói chia nhỏ, hơi quá sớm. Nơi này thiên cơ rất có thể đã bại lộ, một khi Âm Vu lão tổ hạ xuống, người ta đều là nguy hiểm đến tánh mạng. Diệp Thần nói, Âm Nguyệt công chúa trong đầu nghĩ cũng vậy, túc mệnh chi hoàn cũng còn không bắt vào tay, nói chia nhỏ thuộc về vậy quá sớm, nàng gật gật đầu nói. Yên tâm, ta ảo thuật, có thể che đậy thiên cơ, chỉ ít 2 tiếng. Thời gian hẳn là đủ rồi, chúng ta đi thôi. Vì ngày này, ta chỉ ít tìm cách 100.000 năm, muốn ảo tưởng trở thành sự thật, đột phá thời gian không gian hạn chế, coi thường hết thảy quy luật tiến vào Uyên Hạ Cung, thật quá khó khăn. Vậy túc mệnh chi hoàn, người nhất định không thể cùng ta cướp. Nàng thanh âm hơi khàn khàn, tâm trạng rất kích động, vì ngày này, nàng trả giá quá nhiều. Công chúa, chớ cho mình lớn như vậy áp lực, ta không sẽ cùng ngươi cướp. Diệp Thần mỉm cười vỗ vỗ nàng bả vai, nói. Ừ. Âm Nguyệt công chúa ánh mắt tràn đầy cảm kích, tâm trạng ổn định rất nhiều. Đoàn người đi về phía trước vào, phía trước Uyên Hạ Cung trung ương nhọn tháp. Tòa kia nhọn tháp, kêu vận mệnh tháp, túc mệnh chi hoàn ngay tại nhọn đỉnh tháp bộ. Uyên Hạ Cung một phiến mờ tối, nhưng cái này bên trong thật ra thì cũng có nửa đêm và ban ngày khác biệt. Hoặc là, chuẩn xác hơn mà nói, là thường đêm và trắng đêm khác biệt. Thường đêm thời điểm, túc mệnh chi hoàn ánh sáng, sẽ hoàn toàn thu liếm, không tái phát quang, Uyên Hạ Cung sẽ lâm vào tuyệt đối đen nhánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trắng đêm thời điểm, túc mệnh chi hoàn sáng lên, Uyên Hạ Cung có ánh sáng chiếu rọi chiếu sáng, mặc dù vẫn là mờ tối, nhưng không hề đen nhánh. Mảnh thế giới này, ngay tại thường đêm và trắng trong đêm luân chuyển, luân hồi không ngừng, như loại nào đó mãi mãi trật tự. Làm Diệp Thần đoàn người, đi tới vận mệnh tháp vùng lân cận, vừa vặn liền chuyển đổi đến thường đêm, túc mệnh chi hoàn ảm đạm xuống, không tái phát quang, nhưng vẫn là có thể thấy đen sẫm đường danh, để cho người vô hình cảm thấy có điểm tâm sợ hãi. Vận mệnh tháp bên trong, giấy lên đèn đuốc ánh nến, nơi này có không thiếu Âm Vu tộc người tu hành, bọn họ còn không biết, Diệp Thần và Âm Nguyệt công chúa đám người đến, còn không có nhận ra được nguy hiểm. Âm Nguyệt công chúa con ngươi. Một mực duy trì màu đỏ như máu, vậy vạn hoa đồng huyết nhãn, từ Diệp Thần thấy nàng ban đầu, nàng cũng chưa có khép lại qua.
Âm Nguyệt công chúa khoát tay, hướng dưới quyền rất nhiều tộc nhân nói, các ngươi động thủ, cầm người ở bên trong giết hết. Rất nhiều Âm Nguyệt nữ tử kinh ngạc, có người nói, công chúa điện hạ, bên trong người tu hành, không thiếu cường đại tồn tại, sợ rằng không tốt giết, chúng ta tốt nhất. Âm Nguyệt công chúa nói, không cần, các ngươi là vô địch, ta giao phó cho các ngươi lực lượng vô địch, các ngươi có thể đem kẻ địch giết hết. Nàng giọng lãnh ngạo, trong con ngươi huyết quang tách thả ra, rất nhiều Âm Nguyệt nữ tử, nhất thời lấy được thần bí ban phúc, lực lượng tăng gấp đôi. Các nàng ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng lại là Âm Nguyệt công chúa lo âu, muốn nói lại thôi. Đừng để ý ta, động thủ đi. Âm Nguyệt công chúa hạ lệnh, nàng là lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, là người thủ hạ giao cho cường đại lực lượng, nói sao làm vậy, nói vô địch chính là vô địch, nằm mơ đều có thể biến thành chân thực, đây chính là trí cao ảo thuật lợi hại. Ừ, một đám Âm Nguyệt nữ tử, xách dao găm, như quỷ mị vậy, lẻn vào vận mệnh tháp bên trong. Chỉ chốc lát sau, vận mệnh tháp bên trong, truyền ra từng cơn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không tới một nén hương thời gian, vậy rất nhiều Âm Nguyệt sát tay đi ra, hướng Âm Nguyệt công chúa bẩm báo. Công chúa, cũng dọn dẹp sạch sẽ. Âm Nguyệt công chúa nói, rất tốt. Diệp thần nhướng mày một cái, nói công chúa, ngươi như thế thường xuyên vận dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, đối thân thể không tốt. Âm Nguyệt công chúa nói, ta biết, nhưng ta không có cách nào, trừ cái này môn thần thuật, ta không có bất kỳ thủ đoạn, có thể cùng Âm Vu tộc đối kháng. Năm đó ta Âm Nguyệt tộc, thiếu chút nữa bị Âm Vu lão tổ diệt tộc, chỉ có cực ít tộc nhân sống sót, vì né tránh đuổi giết, chúng ta chạy trốn tới Khô Huyết Sơn Mạch. Ngươi biết Khô Huyết Sơn Mạch là địa phương nào không? Đó là hắc âm thì không bẩn thỉu nhất dơ bẩn, linh khí nhất cằn cỗi địa phương, liền lương thực cũng trồng không ra, ta và ta tộc nhân, chỉ có thể ăn một ít bẩn thỉu hắc thú và vỏ cây sống, trừ ta phụ thân cho ta lưu lại thần thuật, ta không có bất kỳ có thể dựa vào đồ. Diệp thần trầm mặc xuống, có thể cảm nhận được Âm Nguyệt công chúa tâm tình, hắn không nói nhảm nữa khuyên can cái gì. Âm Nguyệt công chúa nói, tốt lắm, thừa dịp thường đêm, chúng ta mau hơn đỉnh tháp, cầm túc mệnh chi hoàn mang đi, nếu không nếu là chuyển đổi đến trắng đêm, túc mệnh chi hoàn ánh sáng, đủ để đem chúng ta chọc mù, vậy thì phiền toái. Túc mệnh chi hoàn không ngừng luân chuyển, thường đêm trắng đêm thay nhau, chính là nửa đêm và ban ngày. Ở Uyên Hạ Cung, chỉ có ở thường đêm thời điểm, người mới có thể tiếp xúc túc mệnh chi hoàn, nếu không túc mệnh chi hoàn vậy sáng chói vận mệnh chói lọi, đủ để đem thiên đế cũng chiếu tan thành máu loãng, đặc biệt khủng bố. Ở thập đại cổ thần khí bên trong, túc mệnh chi hoàn uy lực, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Lập tức, Diệp thần, Âm Nguyệt công chúa, Ngụy Dĩnh đoàn người, liền bước nhanh leo lên vận mệnh tháp, đi tới trên đỉnh tháp. Đi tới đỉnh tháp, Diệp thần có thể thấy rõ túc mệnh chi hoàn toàn cảnh. Cái này túc mệnh chi hoàn, đặc biệt to lớn, ở nơi này to lớn vòng tròn nổi bật hạ, Diệp thần đoàn người liền như con kiến hôi nhỏ bé, vòng tròn trên minh khắc ký tự, cũng muốn đối bọn hắn lớn. Nên, túc mệnh chi hoàn như mặt trời vậy chuyển động lúc phát ra nổ ầm, không hề coi là to lớn, nhưng tuyệt đối điếc tai nhức óc, hám tâm thần người. Lúc này túc mệnh chi hoàn, đang đứng ở hắc ám trạng thái, vậy thua thiệt được như vậy, nếu không nếu là tách thả ra quang minh nói, Diệp thần đoàn người ắt phải khó mà chịu đựng. Túc mệnh chi hoàn vận mệnh trói lọi, độ sáng có thể phải so Diệp thần quang minh chi tâm, còn kinh khủng hơn. Dẫu sao Diệp thần quang minh chi tâm, hiện tại chỉ có thể coi như là một cái rưỡi thành phẩm. Mà đây túc mệnh chi hoàn, cũng không có bất kỳ sức mẻ, là thân thể đầy đủ tồn tại, có thể phát huy ra nhiều ít uy lực, liền xem riêng mình thần thông bản lãnh. Diệp thần đứng ở túc mệnh chi hoàn hạ, cảm nhận được vậy khí thế bàng bạc, tai nghe đến vậy ùng ùng chuyển động tiếng, bỗng nhiên cảm thấy trên mình titan thần hạp, còn có hoang lão trước kia cho hắn titan chòm sao thần thuật, cũng truyền ra đồng tình hô ứng. Cảm nhận được cái này cổ đồng tình, Diệp thần lấy làm kinh hãi, ngưng mắt nhìn túc mệnh chi hoàn, nói thần khí này, hòa thái thản cự thần có quan hệ thế nào? Nghe được Diệp thần nói tới titan cự thần, Âm Nguyệt công chúa có chút bất ngờ, nói, Diệp thí thiên, người cũng biết titan cự thần. Diệp thần mơ hồ bắt được một chút nhân quả, thanh âm kinh hãi nói, chẳng lẽ, cái này túc mệnh chi hoàn, chính là titan cự thần chế tạo? Âm Nguyệt công chúa nói, đúng vậy. Người đã đoán đúng. Titan cự thần, là vận mạng tiếm quyền người, hắn chế tạo ra túc mệnh chi hoàn, là muốn thay đổi mình vận mệnh. Hắn tồn tại,
quá mạnh mẽ, hắn là nhanh chạm đến không thể nói cảnh cường giả, là viễn cổ cự thần, hắn một giọt máu, nếu như hạ xuống đến ngày hôm nay, đủ để đem thiên đế đè chết. Hắn là vĩ đại tượng trưng, là lực lượng cực hạn, truyền thuyết từng một quyền đem hồn thiên đế đánh được hộc máu, hắn mạnh mẽ, đã cường đại đến thiên địa không cho. Trời muốn diệt hắn, hắn vì nghịch chuyển vận mệnh, tạo ra được túc mệnh chi hoàn, nhưng hắn không có thể thay đổi số mệnh, hắn cuối cùng vẫn phải chết. Diệp Thần trong lòng khá là chấn hám, nói, là ông trời tiêu diệt hắn. Âm Nguyệt công chúa nói, ta trước kia khi còn bé nghe mẫu thân nói câu chuyện, chính là như vậy. Nhưng sau đó, chính ta điều tra phát hiện, chân tướng sự tình có thể không phải như vậy. Diệp Thần nói, à. Âm Nguyệt công chúa ngước nhìn túc mệnh chi hoàn, ánh mắt đổi được mê ly lên, tựa hồ nghĩ thấu qua túc mệnh chi hoàn, đi dòm ngó vậy cổ xưa thần bí truyền thuyết, dòm ngó cái đó chư thần hỗn chiến, liền không không lúc nào không cũng còn không sinh ra thời đại viễn cổ. Ta phát hiện, ở Titan cự thần sau lưng, tựa hồ có một đạo xấu xí bóng người, đó là một cái không có thể nói cấm kỵ thần, ta không thể nói ra hắn danh hiệu, nếu không ta sẽ cả người thối giữa mà chết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đó là một cái đặc biệt xấu xí, cả người đóng đầy dơ bẩn thần linh, so thế gian tất cả ma thần quái vật đều phải xấu xí. Diệp Thần nghe đến chỗ này, theo bản năng nói, là sử thần sao? Âm Nguyệt công chúa kinh hãi, nói, ngươi. Ngươi lại có thể không ngừng kêu vị kia cấm kỵ thần danh hiệu. Ta là không dám nói, vị kia cấm kỵ là một cái khác hồn thiên đế, ký thác hồn thiên đế bẩn thỉu nhất kinh tởm tư tưởng, giống như là một đoàn hôi thối bùn nát, thi thể và đống xương trắng thành vũng bùn, ngươi lại dám không ngừng kêu kỳ danh, không sợ nhân quả dính, thật là quá giỏi. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, sử thần là một cái khác hồn thiên đế. Đây là chuyện gì xảy ra? Âm Nguyệt công chúa nói, ta cũng biết không nhiều, có rất nhiều thứ, cổ tịch bên trong không có ghi lại, chính ta trước kia học hỏi thúc mệnh chi hoàn, suy tính viễn cổ thời điểm, vậy coi là không rõ những cái kia mịt mờ thiên cơ, chỉ có thể thấy được chút bí mật. Vị kia cấm kỵ thần, chính là một cái khác hồn thiên đế, là ta từ Titan cự thần lưu lại trong cổ tịch thấy. Cái gọi là thiên không cho Titan, ông trời muốn tiêu diệt Titan cự thần, nhưng thật ra là vị kia cấm kỵ thần tiên đoán. Diệp Thần nói, sử thần tiên đoán, ông trời muốn tiêu diệt Titan cự thần. Âm Nguyệt công chúa nói, vị kia cấm kỵ thần, vô cùng lợi hại, hắn là thế gian hết thảy sợ hãi, tham lam, cửu hận, oán niệm, căm ghét vân. Vân mặt trái háo hức tập hợp, chỉ cần nhân tâm còn có kinh tởm tồn tại, vị kia cấm kỵ cũng sẽ không biến mất. Cho nên, hắn tiên đoán, có thể ảnh hưởng cực lớn người nội tâm. Titan cự trương thần đạo tâm, rõ ràng được vặn vẹo cùng ăn mòn, cho rằng vị kia cấm kỵ tiên đoán là thật. Diệp Thần nói, nhưng thật ra là sử thần đang gạt hắn. Cố ý hù dọa hắn. Âm Nguyệt công chúa nói, ta không biết, tóm lại, vị kia cấm kỵ thần nói, Titan cự thần phải bị ông trời tiêu diệt, hắn không thấy được lãnh địa mình lúa mạch mới chín ngày hôm đó. Titan cự thần đặc biệt sợ hãi, hắn hỏi vị kia cấm kỵ, có biện pháp gì có thể nghịch chuyển vận mệnh. Vị kia cấm kỵ thần, cho hắn túc mệnh chi hoàn bản vẽ, nói cho hắn, chỉ cần có thể chế tạo ra túc mệnh chi hoàn, liền có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi sống chết. Titan cự thần bắt được bản vẽ sau đó, dây dưa hết sức hết thảy tài nguyên, không tiếc tất cả giá phải trả, muốn ở một cái thời gian tiết điểm trước, chế tạo ra túc mệnh chi hoàn, thay đổi vận mệnh. Hắn thành công, túc mệnh chi hoàn có ở đây không đến một năm trong thời gian, liền bị hắn vậy kinh người lực sáng tạo và tưởng tượng, chế tạo đi ra, nhưng, hắn đã tiêu hao hết tất cả tâm huyết, từ cự thần hóa thành khô lâu, cuối cùng kiệt lực mà chết, ngã xuống thuộc về hắn vậy phiến đất đai. Hắn không có thể thấy hắn dốc hết tâm huyết chế tạo túc mệnh chi hoàn, cuối cùng là người khác làm đồ cưới, bị vị kia cấm kỵ thần đoạt đi. Diệp Thần nghe đến chỗ này, rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, như vậy hoàn mỹ, như vậy hùng vĩ, như vậy nguy nga túc mệnh chi hoàn, lại là chưa dùng tới một năm thời gian, tạo ra. Vậy vì chế tạo túc mệnh chi hoàn, Titan cự thần nên phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, nhiều ít tài nguyên, nhiều ít tinh lực. Mà đây vất vả chế tạo túc mệnh chi hoàn, cuối cùng lại bị sử thần cướp đi. Còn như Titan cự thần, chính là hao hết tất cả, thân hóa khô lâu mà chết. Diệp Thần nói, sử thần là đang lừa gạt Titan cự thần, quá ghê tởm, là cố ý hù dọa hắn, lừa gạt hắn hao phí tâm lực, chế tạo túc mệnh chi hoàn,
sau đó hắn ngồi nữa thu mưu lợi bất chính. Túc mệnh chi hoàn bản vẽ, cũng không phải là Titan cự thần thiết kế, mà là Sửu thần giao cho hắn. Sửu thần mượn Titan cự thần tay, hao hết người sau tất cả tài nguyên, rốt cuộc tạo ra được túc mệnh chi hoàn. Cự thần chết, cái này túc mệnh chi hoàn, liền bị Sửu thần chiếm cứ. Titan cự thần là viễn cổ đại thần, đạo tâm không thể nghi ngờ là vững chắc cường hãn, nhưng lại có thể cũng bị Sửu thần vặn vẹo, bị lừa gạt tất cả, bao gồm tánh mạng. Sửu thần đỉnh cấp thời điểm năng lượng, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Diệp thần không dám nghĩ. Đây là một cái khác hồn thiên đế. Âm Nguyệt công chúa nói, đây đều là chuyện đã qua, vị kia cấm kỵ lấy được rồi thúc mệnh chi hoàn, nhưng vận mạng hắn, cũng không có vì vậy thay đổi, hắn cuối cùng bị trấn áp. Cái này túc mệnh chi hoàn vậy thất lạc chư thiên, cuối cùng bị ta mẫu thân đạt được, sau đó lại bị âm vu lão tổ cướp đi. Ngày hôm nay ta thì phải đoạt lại. Nàng ngẩng đầu nhìn túc mệnh chi hoàn, ánh mắt đặc biệt kiên định. Ha ha, túc mệnh chi hoàn là ta, đây là vận mạng thần khí, chỉ có ta cái vận mạng này nữ thần, mới có tư cách chấp trưởng. Ngươi là thứ gì, ngươi cũng xứng cùng ta tranh đoạt. Vừa lúc đó, một đạo lạnh nhạt cười tiếng vang lên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh, từ túc mệnh chi hoàn sau lưng nổi lên, cả người đỏ nghê áo lụa, da thịt trắng như tuyết, cao quý như tiên cung nữ thần, lại là Kỳ Tư Thanh. Tư Thanh. Ngụy Dĩnh thấy Kỳ Tư Thanh ở chỗ này, hết sức kinh ngạc, thấy nàng hiện thân, lại mười phần vui sướng. Diệp thần cũng là mười phần bất ngờ, tuyệt đối không nghĩ tới, Kỳ Tư Thanh lại có thể liền núp ở túc mệnh chi hoàn sau lưng. Kỳ Tư Thanh ánh mắt lạnh lùng, đối Âm Nguyệt công chúa thái độ mười phần cương quyết. Cái này túc mệnh chi hoàn, là nàng đồ mong muốn, ở nàng trong lòng, là thay đổi vận mệnh, sống lại Diệp thần niềm hy vọng, nàng cũng không thể bị người ngoài đoạt đi. Diệp thần biết Kỳ Tư Thanh đối Âm Nguyệt công chúa, nói chuyện như thế không khách khí, nhưng thật ra là bởi vì mình, trong lòng khá là cảm động, nhưng lại có chút không biết làm sao. Kỳ Tư Thanh và Âm Nguyệt công chúa, đều muốn túc mệnh chi hoàn, đây có thể như thế nào cho phải. Âm Nguyệt công chúa thấy Kỳ Tư Thanh xuất hiện, ánh mắt nhất thời run lên, nói, ngươi chính là Kỳ Tư Thanh, mới bước lên hỏa thần. Tự xưng vận mệnh chủ. Kỳ Tư Thanh nói, không phải tự xưng, ta chính là vận mệnh chủ, vận mạng nữ thần, trời cao đã chiêu kỳ ta quật khởi, cái này túc mệnh chi hoàn đã quy về ta tất cả. Ngươi tin không tin, chỉ ta phải nói một câu phải có quang, túc mệnh chi hoàn lập tức liền sẽ bung ra vận mạng trói lọi, đem ngươi hòa tan thành một vũng máu. Kỳ Tư Thanh lời nói này, mạnh vô cùng cứng rắn cùng thô bạo, giống như thật đã chấp trưởng chí cao vận mệnh, muốn nghiền ép hết thảy. Âm Nguyệt công chúa ở cả nàng trước mặt, khí thế nổi được vô cùng suy yếu, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng, cái này túc mệnh chi hoàn, nhưng mà Âm Nguyệt tộc trước kia thần khí, nàng cũng không thể giao cho Kỳ Tư Thanh. Thấy Kỳ Tư Thanh như thế cường ngạnh hình dáng, thậm chí còn đang uy hiếp nàng, nàng khí được cặp mắt đỏ bừng, nói. Ngươi tên trộm này, ngươi muốn trộm đồ của nhà ta muốn giết ngươi. Nàng giơ cao hai tay, phát ra ngâm sướng, Titan cự thần à, ta lấy hèn mọn tín đồ danh nghĩa triệu hoán ngươi, xin hàng hạ ngươi uy nghiêm. Hạ xuống đi. Cái này tiếng ngâm sướng rơi xuống, Âm Nguyệt công chúa một đôi huyết nhãn, đỏ tươi đến cơ hồ muốn biến thành màu đen, chảy ra hai hàng máu nước mắt, cả người khí lưu nổ ầm. Bốn phía hư không, cũng là ùng ùng vang dội, điện thiểm lôi minh xen lẫn. Túc mệnh chi hoàn ẩn nhiên toát ra một cổ nhàn nhạt thần hy. Cảm thấy được cái này cổ thần hy hiện lên, Kỳ Tư Thanh sắc mặt đại biến. Nàng cũng không có thúc giục túc mệnh chi hoàn, nhưng ở Âm Nguyệt công chúa tiếng ngâm sướng phát ra sau đó, túc mệnh chi hoàn nhưng xuất hiện dị tượng. Ở to lớn sấm sét khí lưu nổ ầm dưới, một tôn cự thần bóng người, nghiền nổ hư không, chậm rãi hạ xuống. Cái này tôn cự thần, là như vậy to lớn. Thân thể xuyên qua vô số tầng thời không, ở hắn thân thể to lớn nổi bật hạ, liền to lớn túc mệnh chi hoàn, cũng lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Còn như Diệp thần các người, ở đó cự thần trước mặt, lại là nhỏ bé không thể gặp vậy tồn tại. Cự thần cả người hy mang vần quanh, thiên thiên vạn vạn viên trời trăng sao, còn quấn hắn chậm rãi chuyển động, hắn tựa như chính là vũ trụ thế giới trung tâm, là chư thiên nguyên điểm, vô cùng vĩ đại, mênh mông, không thể tưởng tượng nổi hơi thở. Từ trên người hắn tràn ngập đi ra. Titan cự thần. Cái này không thể nào, Titan cự thần không phải vẫn diệt sao? Thế gian không có hắn ý chí tồn tại,
ngươi làm sao có thể đem hắn cho gọi ra tới? Đây là đã vẫn diệt, không khả năng tồn tại thần linh. Kỷ Tư Thanh kinh hãi, khó tin nhìn Âm Nguyệt công chúa, không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ đem Titan cự thần triệu hoán xuống. Cự thần, có người khi dễ ta. Âm Nguyệt công chúa mắt nhìn trước Titan cự thần, thật giống như một cái bị khi dễ bé gái vậy, khóc kể đứng lên. Titan cự thần ánh mắt như mặt trời gay gắt, nhìn xuống toàn trường, nói, là ai khi dễ nhà ta công chúa? Âm Nguyệt công chúa chỉ Kỷ Tư Thanh, cả giận nói, là nàng, nàng tên trộm này, muốn trộm nhà ta đồ, muốn trộm đi cự thần ngươi thúc mệnh chi hoàn. Titan cự thần nhìn Kỷ Tư Thanh, ánh mắt nhưng là ngẩn ngơ, nói, ừ. Là nàng sao? Nàng hình như là vận mệnh chúa ơi, công chúa, ta cùng ngươi đã nói, chí cao vận mệnh chuyển kiếp, chính là vận mệnh nữ thần. Vận mệnh nữ thần ở luân hồi chi chủ bên người, vị cô nương này, thật giống như chính là luân hồi chi chủ người phụ nữ, nàng chính là vận mệnh nữ thần, ta năm đó có thể đánh tạo túc mệnh chi hoàn, cũng là may mà vận mạng chiếu cố. Là nàng khi dễ ngươi sao? À, nàng muốn túc mệnh chi hoàn mà nói, ngươi cho nàng chính là, nàng sẽ bảo hộ ngươi. Cái này túc mệnh chi hoàn, ở tay nàng bên trong, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Âm Nguyệt công chúa nghe được Titan cự thần mà nói, nhưng là nổi dóa, dậm chân, nói. Cự thần, ngươi làm sao giúp người ngoài? Ngươi là ta ảo tưởng tạo hóa thần linh, ngươi làm sao không nghe ta nói? Nói xong lời cuối cùng, nàng ủy khuất dưới, lại khóc, máu nước mắt dòng nước chảy, sợi tóc tán loạn, nhìn như mười phần đáng thương. Mà thấy Âm Nguyệt công chúa như thế đáng thương hình dáng, Kỷ Tư Thanh cũng có chút mềm lòng và đau lòng, tinh thần thoáng thanh tỉnh. Nàng bởi vì Diệp thần chết, cho nên trạng thái tinh thần bị đả kích lớn, thấy Âm Nguyệt công chúa muốn cướp túc mệnh chi hoàn sau đó, mới ác ngữ mặt đối mặt. Nhưng hôm nay phục hồi tinh mang thần lại, nghĩ đến Âm Nguyệt công chúa cũng là người đáng thương, cái này túc mệnh chi hoàn coi như là vận mạng thần khí, nhưng dù sao lấy trước một mực ở Âm Nguyệt tộc trong tay, nàng cưỡng ép cướp lấy, xác thực như vậy bá đạo. Diệp thần nhìn thấu điểm con đường, hướng Âm Nguyệt công chúa nói. Công chúa! Ngươi lại có thể ảo tưởng sáng tạo một cái Titan cự thần đi ra, thật là vô cùng gan dạ. Lớn như vậy nhân quả, ngươi cũng không sợ bị đè bể đạo tâm sao? Chân thật Titan cự thần, đã sớm hao hết tâm lực chết đi, thế gian không có hắn ý chí tồn tại. Nhưng huyễn nghĩ có thể tạo thần, Âm Nguyệt công chúa lại có thể dựa vào vạn hoa đồng huyết nhãn ảo thuật, rất miễn cưỡng tạo một cái Titan cự thần đi ra. Cái này Titan cự thần, thật ra thì cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là một món ảo tưởng khái niệm thôi, trước mắt cái này to lớn nguy nga cự thần thân thể, nhưng thật ra là một cái trống rỗng, cũng không có nhiều ít lực lượng. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, cái này ảo tưởng sáng tạo Titan cự thần, dường như ư sản sinh ra mình ý thức, cùng cổ xưa thiên cơ phù hợp, ngang hàng là chân chánh Titan cự thần sống lại, mặc dù lực lượng đặc biệt nhỏ yếu, nhưng ý thức là tồn tại, phục khắc viễn cổ. Có ý thức Titan cự thần, cũng chưa hoàn toàn nghe theo Âm Nguyệt công chúa mà nói, ngược lại khuyên nàng cầm túc mệnh chi hoàn nhường cho Kỷ Tư Thanh. Diệp thần cảm thấy mình ở chứng kiến một kiện không thể tưởng tượng nổi sự việc, chết đi Titan cự thần, ý thức lại có thể lần nữa sống lại. Cái này vạn hoa đồng huyết nhãn, đích xác là vô cùng thần kỳ, nhưng muốn phục khắc Titan cự thần ý thức, tuyệt không phải chuyện dễ, chỉ ít Diệp thần liền không làm được. Âm Nguyệt công chúa có thể làm được. Nhất định là bởi vì nàng chịu khổ quá nhiều, muốn có người bảo vệ, nàng liền khẩn cầu Titan cự thần bảo vệ. Diệp thần chỉ sợ nàng xảy ra chuyện, nàng nhưng trừng mắt một cái Diệp thần, nói cần ngươi quản. Những lời này nói xong, Âm Nguyệt công chúa ai yêu một tiếng kêu, chỉ cảm thấy cặp mắt vô cùng đau nhói, nàng che mình ánh mắt, thân thể phát run, môi xanh trắng, quỳ sụp xuống đất ánh mắt ta thật là đau. Trừng Âm Nguyệt tộc người. Vội vàng đi tới đỡ nàng, công chúa điện hạ, người không có sao chứ? Diệp thần biết, Âm Nguyệt công chúa là thường xuyên sử dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, gặp cắn trả gây ra. Âm Nguyệt công chúa ánh mắt đau nhói, ảo thuật đem tiêu tán, vậy Titan cự thần thân thể, vậy đi theo một hồi vặn vẹo, kế cận tan vỡ. Cự thần bất diệt. Diệp thần vội vàng vậy mở vạn hoa đồng huyết nhãn, tiếp lực duy trì ở Titan cự thần tồn tại. Titan cự thần mới vừa sản sinh ra ý thức, còn không có vững chắc, nếu là lúc này tiêu tán, cái này ý thức thì phải lưu tán, sau này không thể tái hiện, vậy thì thật là đáng tiếc. Dẫu sao, lớn mạnh như vậy viễn cổ cự thần,
nếu có thể lôi kéo đến trận doanh mình bên trong, đối luân hồi trận doanh mà nói, cũng là thiên đại trợ lực. Vậy thật may Diệp Thần vạn hoa đồng huyết nhãn tu vi, ở âm nguyệt công chúa bên trên, hắn rất thuận lợi liền thăm dò Titan cự thần trên mình ảo tưởng quy luật kết cấu, tiếp lực tới đây, duy trì Titan cự thần tồn tại. Ồ, vị tiểu hữu này, người tu vi ngược lại là lợi hại. Titan cự thần quan sát Diệp Thần, trong mắt lộ ra tán thưởng cùng kinh nghi thần sắc, lại hỏi. Ta Titan tròm sao thần thuật, là ở trên mình ngươi. Diệp Thần nói, đúng vậy. Titan cự thần cau mày nói, ta rõ ràng nhớ, cửa này thần thuật, là ở luân hồi chi chủ trong tay. Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ đã chết, tại hạ Diệp Thí Thiên, thừa kế hắn bộ phận đạo thống. Titan cự thần ánh mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp Thần nơi đeo mặt nạ, nói, phải không? Hắn tuy có hoài nghi, nhưng mới vừa phục khắc sinh ra ý thức, không cho phép hắn đi sâu vào suy nghĩ nhiều. Âm Nguyệt công chúa là ta ngoan bảo bối, các ngươi không thể tổn thương nàng, nàng vận mệnh cực quá, nếu là lại gặp đến khi dễ, ta muốn nổ tung. Titan cự thần nói, thật ra thì hắn lúc này, tuy phục khắc ý thức, nhưng thân thể chỉ là một cái ảo tưởng trống rỗng, cũng không có nhiều ít lực lượng. Nhưng, hắn dẫu sao là viễn cổ cự thần, nói chuyện từ mang uy nghiêm, làm người ta không dám thờ ơ. Diệp Thần nói, tiền bối yên tâm, Âm Nguyệt công chúa cũng là bạn của ta, chúng ta tới giữa, chỉ là hơi tồn tại điểm hiểu lầm. Âm Nguyệt công chúa hét lớn, hiểu lầm cái gì, các ngươi muốn trộm đồ của nhà ta, các ngươi đều là kẻ cắp. Diệp Thần cười khổ một tí, nói Âm Nguyệt công chúa, đừng kích động, người muốn thúc mệnh chi hoàn, bất quá là vì hướng Âm Vu lão tổ trả thù. Ta có thể giúp ngươi trả thù. Âm Nguyệt công chúa thét to, không cần, ta có thể mình trả thù. Kỷ Tư Thanh thở dài một cái, nói tiểu muội muội, ngươi đừng như thế kích động, mới vừa rồi là ta lời nói không chu toàn, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi cầm túc mệnh chi hoàn nhường cho ta, chúng ta giúp ngươi trả thù, ta còn có thể sống lại mẫu thân ngươi.